bất kỳ một vị thành U Lang có chút danh tiếng uy tín lâu năm trận pháp sư, sợ rằng cũng so hắn lợi hại không thiếu. Nhân trận lục trọng, thậm chí nhân trận thất trọng. Hiển nhiên, đối phương đội ngũ này chính giữa liền rõ ràng cho thấy có một cái như vậy tồn tại. Thằng nhóc, người có biết người đầu này giá trị một viên hai văn thiên vân đan? Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái chút, nếu không ngươi còn lấy là ngươi ngày hôm nay sẽ có đường sống. Phá trận số lẻ người cả người chấp động trận pháp đường vân, sóng gợn lăn tăn, vô cùng cường hãn. Chính là một vị thâm niên nhân trận lục trọng trận pháp sư. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta xem ngươi là đầu óc có tật xấu. Trần Phi có chút phiền não quên đối phương một cái, rõ ràng bây giờ cũng không phải là nói nhảm thời điểm. Hất tay một cái, thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh xích diễm triều tịch chén liền bị hắn thanh toán đi ra. Ông! Hư không nổ ầm, như một bản vải rách đang bị người mãnh lực lay động. Mãnh liệt lửa cháy bừng bừng giống như là mặt trời vậy, vô cùng chói mắt, hơn nữa nhức mắt. Ở trong nháy mắt làm vậy trên bầu trời đổi được nóng bỏng vô biên đứng lên. Một cổ không cách nào tưởng tượng uy áp từ vậy xích diễm triều tịch chén chính giữa cuộn sạch ra. Trực tiếp là làm địch nhân kia thần sắc kinh biến mềm ngã ở liền. Mặt đầy không tưởng tượng nổi, cùng với hoảng sợ. Cái này, đây là Vân Chân Đan Vương xích diễm triều tịch chén, bạc trắng pháp bảo. Tại sao phải ở ngươi cái này? Địch nhân kia mỗi một người đều bị sợ choáng váng, môi cũng đang run run. Bọn họ nếu là sớm biết Trần Phi trong tay là có bực này lợi khí giết người, nào dám tới? Chịu chết còn không sai biệt lắm. Nhưng mà... đây là ở giữa vậy thì có cái gì thuốc hối hận có thể bán? Khủng bố lửa cháy bừng bừng như châu chấu vậy quá cảnh, vậy hơn sau còn dư lại, cũng chỉ là một đoàn đoàn hài cốt không còn cho tàn. Kẻ địch ít nhất 4-5 cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay, đều bị xích diễm triều tịch chén đốt chết. Không một cái có thể sống sót. Được, thật là lợi hại. Chính mắt thấy hết thảy các thứ này, Thương Khôn trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm cứng lưỡi. Đây chính là trong truyền thuyết bảo vật tuyệt thế pháp bảo uy lực. Quả thật khủng bố. Ừng ực, Trần Phi cầm ra trang bị ngàn năm linh nhũ hồ lô rượu hướng về phía trong miệng ực một hớp, thu đủ xích diễm triều tịch chén, nói, đi thôi. Bây giờ trong núi lớn này khắp nơi đều là bọn họ kẻ địch, mới vừa rồi xích diễm triều tịch chén đưa tới chập chờn, khẳng định bị người phát giác chứ. Vèo, vèo. Hai người nhanh chóng rời đi. Vèo, vèo, vèo. Không lâu sau quả thật là có mấy đạo nhân ảnh dám đến, nhào hụt. Bị hắn chạy, trên mặt đất chết mấy người. Một vị cả người hơi thở nặng hồn tới Uyên Đình Nhạc Trì cụ già chỉ dưới chân tầm thường cho tàn, con ngươi có chút hơi chăm chú nói. Lúc này, trong không khí còn lưu lại có chút rất nhiều nhiệt độ cao. Không biết vì sao, lấy hắn tu vi, lại còn biết cảm thấy chút bất an. Tiếp tục tìm, núi này cứ như vậy lớn. Ta không tin hắn vẫn có thể từ ta chư hình trong tay chạy. Một cái thân hình cao lớn nam tử nói, trên mặt hiện đầy kiêu ngạo. Tóc ngắn đen nhánh, trong mắt sắc bén theo đao như nhau, cho người cảm giác rất là hung hãn. Cùng lúc đó, Trần Phi và Thương Khôn lại ở trên đường bắt gặp hai cái không sợ chết người. Bất quá lần này bởi vì địch nhân thực lực vậy, Trần Phi cũng không có vận dụng xích diễm triều tịch chén tốc chiến tốc thắng. Hắn và Thương Khôn một người một hai, rất dễ dàng. Rất nhanh liền đem địch nhân kia nhanh chóng giải quyết. Nhưng cái này đối với bọn họ mà nói không là rất tốt cục diện, cũng rất hiển nhiên, vừa mới bắt đầu. Ngọn núi lớn này lên phảng phất là bị một tầng mây mù cho che phủ. Màu máu đỏ. Cùng lúc đó, vậy núi lớn chỗ sâu vậy còn có một đôi tức giận yêu dị con ngươi mở ra. Không giống loài người có, không phải so tầm thường. Địch nhân càng ngày càng nhiều tề tụ tòa kia liên miên bất tuyệt núi lớn. Trần Phi cảm giác được vô cùng to lớn áp lực, muốn phải nhanh một chút cách xa chỗ này, nếu không nếu là thật bị người cho dây dưa, hắn và Thương Khôn tình cảnh liền đem sẽ thành được hơn nữa nguy hiểm. Khó khăn cực kỳ. Nhưng rất hiển nhiên, đều đã dùm lên liền lớn như vậy động tính, hắn theo Thương Khôn muốn nhìn một chút chạy đi, không bị người bất kỳ phát giác, đây tuyệt đối là gần như chuyện không thể nào. Gần nửa ngày sau đó, hắn rốt cuộc lại cùng đội một thực lực cường hãn đoàn thể nhỏ gặp nhau. 7-8 người, còn có tối thiểu 3 vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cao thủ là dẫn đầu. Bực này phối trí cùng đội hình, thật là có thể nói là sức chiến đấu nổ tung. Như vậy, trải qua một tràng huyết chiến, Trần Phi cưỡng ép dựa vào xích diễm triều tịch chén giết ra một cái lỗ hổng, cùng Thương Khôn bị thương thoát đi ra ngoài. Nhưng cái này lần,
hắn không thể đuổi tận giết tuyệt, trong tay có xích diễm triều tịch chén tin tức liền dĩ nhiên là bại lộ. Cái gì, thằng nhóc kia cầm trong tay xích diễm triều tịch chén, đó không phải là Vân Chân Đan Vương bảo vật sao? Nghe nói là bị thần bí kia ám ma các cường giả cho lấy đi, nhưng bây giờ, lại sẽ xuất hiện ở đây tiểu tử trên mình. Xem ra, hắn thật và ám ma các có cái gì không thể cho người biết quan hệ mật thiết. Vậy thì như thế nào? Người nọ ta xem hắn bây giờ tự thân đều khó bảo toàn. Ta nghe nói có mấy vị thế hệ trước hào hùng nhân vật đã điều động, đang lần tìm thần bí kia ám ma các cường giả tung tích. Muốn Vân Chân Đan Vương hai người đó tình. Vậy nói như thế, nếu là chúng ta có thể giết chết thằng nhóc kia, không chỉ có thể dẫn đến hai văn thiên vân đan, và vậy màn đêm thù lao. Cái này xích diễm triều tịch chén, cũng không cần giao ra sao. Tại sao phải đóng, ai giết thằng nhóc kia, xích diễm triều tịch chén chính là của người đó. Mọi người một hồi xôi trào. Bạc trắng pháp bảo, tuyệt đối là bọn họ đỏ con mắt, động tâm mũi bảo. Hơn nữa dưới mắt, vậy Trần Phi rõ ràng sức chiến đấu còn chưa đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, không thể nào như nhan chân thất tử vậy chờ tồn tại như vậy ngang dọc đất đai, nhìn bằng nửa con mắt tới vây giết mọi người. Cho nên hắn trong tay bây giờ bị bại lộ có như vậy một kiện chí bảo, tuyệt đối là một tông đại họa. Ai có thể đối mặt bạc trắng pháp bảo mà không động tâm? Làm trò đùa còn không sai biệt lắm. Như vậy lại là gần nửa ngày sau đó, Trần Phi và Thương Khôn hai người đang chữa thương, lại đột nhiên bị một cái thân hình cao lớn ông già tóc trắng cho xông vào ẩn núp đất. Lại là một người phát hiện bọn họ chỗ ẩn thân, tình huống không ổn. Xem ra vận khí ta không tệ, các người còn không có bị những người khác bắt đi. Vậy thân hình cao lớn ông già vừa xuất hiện liền nhìn bằng nửa con mắt trước Trần Phi cùng Trần Phi hai người. Cả người tản ra làm người sợ hãi hơi thở, vô cùng mạnh mẽ. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, Trần Phi sắc mặt lúc này liền biến, không nghĩ tới cái này người đến lại có thể sẽ là một cái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Lần này phiền toái, chỉ gặp vậy thân hình cao lớn ông già tóc trắng như tuyết, trong mắt nhưng thật giống như đao vậy, đâm vào lòng người, mang nhàn nhạt cao cao tại thượng cùng khinh miệt. Bất quá lúc này, hắn nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy vẫn là mang có từng tia kích động. Trần Phi trên mình có xích diễm triều tịch chén một chuyện đã sớm mọi người đều biết. Cho nên hắn nếu là có thể giết chết thằng nhóc này, đem xích diễm triều tịch chén đoạt lại, há chẳng phải là sẽ thực lực chợt tăng. Loại bảo vật, coi như là hắn loại này trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, vậy tuyệt không hề động tâm đạo lý. Có một kiện bạc trắng pháp bảo nơi tay, hắn thực lực nói ít có thể tăng trưởng gấp đôi. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, lại có không ít người bóng người lần lượt xuất hiện. Những người này vẫn là nhân vật đời trước chiếm đa số, cả người tản ra trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp hơi thở người, ít nhất có 2 cái. Bất quá bọn họ vừa thấy được vậy thân hình cao lớn ông lão mặt mũi, nhưng sắc mặt lập tức liền biến, con người hơi co lại. Ngạn Thanh Vân, có người thần sắc hơi sợ hãi nhìn vậy thân hình cao lớn ông già, kiêng kỵ nói. Ngạn Thanh Vân, Thành U Lang hung danh hiển hách tán tu cao thủ. Cả người tu vi đã sớm đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, hơn nữa, người này còn là một vị trận pháp sư, nhân trận thất trọng, tính cách lãnh khốc vô tình, vô cùng là máu lạnh. Loại người này, nói là Thành U Lang âm thầm lão du điều, danh túc cũng một chút cũng không quá phận. Rất ít có người dám trắng trợn trêu chọc đối phương, bởi vì nếu là bị để mắt tới, sợ rằng đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thương Khôn tiến tới Trần Phi bên người diễn cảm có chút ngưng túc theo vậy cười khổ nói. Đi qua cái này mấy ngày liên tục chiến đấu, hắn tu vi đã lại đột phá lần nữa, đạt tới yêu thú cấp 2 nhị trọng thiên đỉnh cấp, theo lý thuyết, là hẳn cao hứng. Có thể dưới mắt loại chuyện này, hắn như thế nào có thể đủ cao hứng đứng lên? Nghĩ biện pháp chạy đi, Trần Phi cũng là một mặt buồn bực lắc đầu một cái, chuẩn bị tìm một cơ hội chạy ra. Loại chiến trận này, loại này quy mô, bằng bọn họ hai người bây giờ còn chưa biện pháp đánh loại này chiếc. Chạy, ngươi cảm thấy ta ở cái này cùng ngươi, nhàn hạ thoải mái, lâu như vậy, có thể làm cho ngươi chạy sao? Vậy Ngạn Thanh Vân giống như là nghe được Trần Phi thanh âm, lắc đầu khinh thường nói. Oanh! Một tiếng nặng nề vang lớn, Trần Phi cũng cảm giác từ dưới chân hắn nổi lên một mảnh mờ mịt lực lượng. Một cổ vô hình lực lượng cường hãn đem hắn hiện vào lúc này chỗ ở khu vực cho phong tỏa. Trận pháp hiện lên, vô cùng lợi hại, làm hắn sắc mặt lập tức liền thay đổi theo.
trận pháp, vẫn là nhân trận thất trọng. Trần Phi sắc mặt hơn nữa buồn bực, biết không xong. Người này lại có thể thừa dịp hắn không chú ý lặng lẽ bày ra một tòa trận pháp. Trách không được, người này vừa xuất hiện, cũng không có lập tức cấp động thủ. Phá cho ta, đi theo liền gặp hắn sử dụng xích diễm triều tịch chén muốn công phá người này trận thất trọng trận pháp, kinh khủng tiếng nổ chấn thiên, biển lửa tràn ngập, kinh người cực kỳ. Xích diễm triều tịch chén thật ở bên trong tay ngươi mặt. Không tệ, thật là quá tốt, thấy tình cảnh này vậy Ngạn Thanh Vân đôi mắt thành tựu xuất sắc thoáng hiện. Đừng uổng phí khí lực, coi như ngươi có xích diễm triều tịch chén, có thể bằng ngươi thực lực, trong thời gian ngắn căn bản đừng quên muốn có thể công phá ta bày ra trận pháp. Hôm nay, ngươi đã quyết định khó thoát một kiếp này. Đi theo lại gặp hắn cười nhạt. Bạc trắng pháp bảo mạnh là mạnh, khá vậy vẫn là phải xem ở trên tay người nào. Trần Phi hiện nay thực lực rõ ràng không đủ, không cách nào phát huy ra như vậy bảo vật tuyệt thế lực lượng chân chính. Cho nên hắn cũng không lo lắng, Trần Phi có thể lập tức công phá hắn trận pháp, từ trong chạy khỏi. Oanh! Có thể nhưng vào lúc này, kinh khủng kia kinh người nhân trận thất trọng chính giữa trận pháp, bỗng nhiên mặt đất nứt ra, một cán đen thui như mực lá cờ nhỏ xuất hiện ở Trần Phi trong tầm nhìn. Sát theo liền có một đạo trắng trẻo lung linh mềm mại tiếng cười cười lên. Trần huynh cần ta giúp một tay sao? Đây tuyệt đối là một người phụ nữ, trong lời nói mặt mang dí dỏm mỉm cười, nhưng mà, Trần Phi nhưng căn bản sợ không biết tiếng cười kia đến tột cùng là từ đâu ra. Thậm chí, liền liền vậy bên ngoài trận pháp Ngạn Thanh Vân, thật giống như cũng không có nhận ra được. Chủ nhân, Trần Phi sắc mặt vậy thay đổi theo đổi, nhìn về Trần Phi. Hiển nhiên, hắn cũng nghe được liền quỷ dị kia giọng nữ. Trần Phi chân mày hơi nhíu. Tiểu tỷ tỷ nếu là muốn giúp ta, không bằng trước đem trước mắt cái này phiền người người giết chết chứ. Rồi sau đó liền gặp ánh mắt hắn rơi vào vậy đen thui như mực lá cờ nhỏ lên nói. Tiểu tỷ tỷ, Trần huynh ngươi miệng lại ngọt như vậy, thật là làm ngoài ý người bình thường à. Quả nhiên, vậy đen thui như mực lá cờ nhỏ hơi run một chút chiến, đáp lại ra vậy trắng trẻo lung linh tiếng cười lạc lạc vang lên. Bất quá ngươi nếu là muốn giết người trước mắt này, ta có thể không có biện pháp giúp ngươi. Ngạn Thanh Vân nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, hơn nữa còn là một vị nhân trận thất trọng trận pháp sư, đừng nói là ta, hai ta chung vào một chỗ, vậy không có năng lực kia. Nói đến đây, vậy trắng trẻo lung linh thanh hơi dừng lại một chút, lại cười khanh khách nói, bất quá, ta có những phương pháp khác có thể man thiên quá hải mang ngươi đi. Nếu không Trần huynh ngươi van cầu ta chứ, chỉ cần ngươi mở miệng van cầu ta, ta bảo đảm lập tức mang ngươi đi. Hơn nữa coi như là hắn Ngạn Thanh Vân, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy không ngăn được. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, hơn nữa trực tiếp là có chút khóc cười không được. Hắn nghe được đối phương là đùa giỡn, chẳng qua là loại này đùa giỡn, nhưng làm hắn ở bây giờ loại cục diện này không biết nên làm thế nào trả lời. Tiểu tỷ tỷ mau chớ có nói đùa, ngươi nếu là không động thủ nữa, bên ngoài tên kia chỉ sợ cũng được phát hiện. Trần Phi đi theo cười khổ nói. Bây giờ loại cục diện này, có người nguyện ý tương trợ, hắn tự nhiên cầu chi không được. Chẳng qua là trì hoãn tiếp nữa, chỉ sợ cũng được xảy ra vấn đề. Được tốc chiến tốc thắng mới được à? Người người này thật không có ý nghĩa, có thể tưởng tượng ra mặt khác phụ nữ kia chề môi miệng bất mãn dáng vẻ. Đi theo liền gặp hắn lại lần nữa nói, người trước ngăn trở Ngạn Thanh Vân một hồi, ta bên này còn được chuẩn bị một chút, không thể để cho bọn họ phát hiện ta. Trần Phi biết đây là tìm cớ, bởi vì hắn đã có chút đoán được vậy đen thui như mực lá cờ nhỏ nguồn gốc là cái gì. Đối phương không muốn lập tức bán ra, hơn phân nửa là mục đích không tốt, hoặc là ngồi ngư ông đắc lợi. Bất quá hắn vậy không nói gì, bởi vì đối phương cô gái này hiện vào lúc này là ở tính toán hắn, có thể hắn, làm sao từng không phải đang mưu hại đối phương đâu. Hắn bất quá là không muốn bại lộ bát cung huyền tháp theo ly chân lô mà thôi, nếu không. Sớm đem người toàn giết xong chạy trốn, đâu còn cùng được đến bây giờ. Nhưng nếu như hắn nếu là thật làm như vậy mà nói, sợ rằng sao là đối tượng đả kích mới là lạ. Oanh! Thằng nhóc, bó tay chịu trói đi, ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một ít. Nhưng vào lúc này, kinh khủng kia đại trận bắt đầu vận chuyển. Hơi thở càng kinh người khủng bố, linh quang đầy tràn ra, hiện đầy vân không, đem trận pháp kia đường vân làm nổi lên càng như người thú. Sát theo một cổ kinh khủng lực lượng cùng áp lực từ vậy bốn phương tám hướng hướng Trần Phi đè ép tới.
giống như là muốn hướng hết thảy cũng đè ép nổ. Đáng chết, Trần Phi sắc mặt biến, vội vàng sử dụng yêu thần con rối cùng mình dung hợp, trở thành trạng thái mạnh nhất. Ở đêm vậy xích diễm triều tịch chén cũng cho thanh toán đi ra, treo ở trên đỉnh đầu, đem hắn còn có thương khôn cũng cho che ở. Chờ lát nữa ta hết sức đem trận pháp này phá cái lỗ hổng, một có cơ hội, ngươi lập tức chạy. Đừng để ý ta, thừa dịp cơ hội này, Trần Phi hướng vậy bên cạnh thương khôn mở miệng nói. Không được, thương khôn mặt liền biến sắc, không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, nói, không được, chủ nhân, ta làm sao có thể đủ làm như vậy. Bọn họ mục tiêu là ai, bất quá bọn họ không giết được ta. Nếu là chúng ta tách ra chạy, sẽ dễ dàng một chút, biết chưa? Có thể Trần Phi lần này thái độ cũng rất kiên quyết, trực tiếp là lấy giọng ra lệnh nói. Liền quyết định như vậy. Vốn là thương khôn cũng còn muốn nói điều gì, bất quá, Trần Phi lời nói cùng với thái độ lại để cho hắn trực tiếp là tiếp nhận và trầm mặc xuống. Hắn rõ ràng bây giờ là hắn thật giống như có chút liên lụy Trần Phi, nếu không, có lẽ tình huống không biết như thế phiền toái. Chuẩn bị xong phá vòng vây, ta ra tay. Oanh! Một khắc sau, đầu tiên là Trần Phi lạnh lùng thanh âm ở thương khôn bên tai mau chóng vang. Rồi sau đó, nhiệt độ kinh khủng cuộn sạch vân không. Vậy xích diễm triều tịch chén trực tiếp là trở thành một đoàn đáng sợ viêm cầu, sáng chói, lóng lánh dọa người, thật giống như ánh nắng, liệt diễm lăn lộn, chen đầy trời đất. Thoáng chốc ở giữa khổng lồ cường hãn uy áp liền hướng trận pháp kia cuồng liệt chèn ép đi. Tất cả mọi người thấy một màn này đều thần sắc kinh biến. Chỉ trong một cái chớp mắt này, vậy hỗn loạn bầu trời lại nhanh chóng bị kinh khủng kia lửa cháy bừng bừng nuốt mất. Xích diễm như ánh nắng đỏ rực vậy hiện đầy vân không, sát theo, một đạo kinh khủng cột lửa đột nhiên nổ bắn ra ra. Phịch, nhân trận thất trọng trận pháp trực tiếp là gặp đòn nghiêm trọng, bị phá ra một xó xỉnh. Đi mau, Trần Phi quát chói tai thanh âm ở thương khôn bên tai nổ vang. Ta, thương khôn sắc mặt thay đổi mấy lần, thanh một hồi trắng một hồi, cuối cùng vẫn là hóa là một đạo yêu quang từ lỗ hổng kia trốn. Nhanh như tia chớp, tốc độ nhanh tới cực điểm. Thấy tình cảnh này, vậy Ngạn Thanh Vân cùng với mọi người tại đây đều là hơi ngẩn ra. Rồi sau đó, liền gặp vậy Ngạn Thanh Vân giễu cợt vậy cười lạnh, nói, xem ra, ngươi là biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không tệ, cũng coi là có chút tự biết mình. Hắn mục tiêu cuối cùng đều là Trần Phi mà thôi, cho nên coi như là những người khác chạy. Chạy cũng chỉ chạy đi, không hại đến đại thể. Hắn mục tiêu cũng chỉ là Trần Phi mà thôi, cho nên những người khác chạy cũng chỉ chạy, không hại đến đại thể. Bất quá nếu người đồng bạn kia đã lựa chọn chạy, tiếp theo, người cũng nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói liền chứ. Kim đi theo liền gặp vậy Ngạn Thanh Vân cười lạnh một tiếng, hơi thở bạo tăng, lại lần nữa động thủ. Oanh! Một tiếng rên, ở sau lưng hắn, khủng bố kinh người trận pháp đường vân ngưng tụ thành thực chất, mờ mịt lực lượng cường hãn lại là vào giờ khắc này đem Trần Phi, khóa, thành cá trong chậu. Căn bản đừng nghĩ trốn nữa hết. Linh khí thăng thiên, khí xám chìm xuống, tiếp cả bầu trời. Nhất thời Trần Phi liền cảm thấy vô cùng to lớn áp lực, sắc mặt đổi được phiền muộn, khó khăn xem. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ cường hãn, quả thật ngoại hạng. Xa không phải hắn bây giờ có thể đối nghịch. Xem ra ta phải nghĩ phương pháp tới một lưỡng bại câu thương. Trần Phi con người kịch liệt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương ở có dũng khí âm ngoan hiện lên. Tuy nói ngạnh thật lực, hắn đích xác là không bằng đối phương. Nhưng nếu là hắn muốn giết người, nhưng cũng không gặp được không giết được. Trần Huynh, ngươi còn không van cầu ta sao? Nói hết rồi chỉ cần ngươi mở miệng van cầu ta, ta bảo đảm, lập tức mang ngươi đi. Nhưng vào lúc này, vậy trắng trẻo lung linh tiếng cười lại lần nữa vang lên. Quả nhiên, hắn cho tới nay đều là trong bóng tối xem cuộc vui. Sợ rằng phải làm tiểu tỷ tỷ ngươi thất vọng, ta cái miệng này à, chính là đần, nói không đến cầu người. Trần Phi cười một tiếng, để cho hắn mở miệng cầu người, xin lỗi, lấy hắn tính tình thật sự là không nói ra thứ lời đó. Ai, ngươi người này thật là không có ý nghĩa, tốt lắm, ta chuẩn bị ra tay. Cẩn thận một chút. Vậy trắng trẻo lung linh giọng nữ du du truyền tới, thật giống như lại bất mãn đi nữ ý, chu mỏ một cái. Oanh! Bất quá sau đó, phương này trận pháp bao phủ trời đất giống như là đột nhiên bị thần bí gì lực lượng cho lập tức xé ra. Một cổ vô cùng cường hãn lực lượng thần bí đột nhiên phá đi vào,
hoàn toàn vỡ vụn người này trận thất trọng một khối lớn mặt. Cùng lúc đó, vậy đen thui như mực lá cờ nhỏ vậy quỷ dị biến thành một chuôi thật là hư ảo màu xám cho đoàn kiếm, đem trận pháp kia nguồn gốc liền liền rút lên. Cơ hồ là ngay tức thì công phu, người này trận thất trọng trận pháp lại có thể thật bị người cho phá vỡ. Cái gì, cái này không thể nào. Vậy Ngạn Thanh Vân sắc mặt biến, không tin người mình trận thất trọng trận pháp lại bị người ngay tức thì đánh vỡ. Nhưng sát theo, liền gặp hắn cảm nhận được một cổ khí tức thần bí, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, thần sắc ngay tức thì đổi được vô cùng là âm nặng, khó coi nói, phá trận cờ. Phá trận cờ, được gọi là thiên hạ trận pháp khắc tinh. Loại vật này cũng chỉ có số người cực ít mới hiểu được chế tạo phương thức, ngoại giới, cơ hồ hoàn toàn thất truyền, có thể không nghĩ tới bây giờ, lại có người vận dụng phá trận cờ. Xem ra ta ngày hôm nay vẫn là phúc lớn mạng lớn, không chết được. Chư vị, gặp lại sau. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản mang hơi trêu chọc thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn thanh âm, cũng đã sớm xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Hiển nhiên, làm trận pháp kia một bị phá vỡ ngay tức thì, hắn cũng đã bắt đầu chạy. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ hắn bây giờ còn đánh nữa thôi thắng, nhưng là hắn nếu như muốn chạy trốn, đối phương vậy khẳng định không ngăn được. Vèo. Trần Phi thi triển một loại truyền thừa trong trí nhớ hết sức bất phàm bí pháp, thân hóa lưu quang tia chớp, chớp mắt ở giữa thì biết bay vút ra mấy chục mét khoảng cách, sau đó tuần hoàn qua lại. Cho đến hắn cũng cảm giác được mình có phải hay không đã xem vậy lòng không tốt tiểu tỷ tỷ cũng cho bỏ rơi sau đó, một đạo thở dài tiếng oán giận, bỗng nhiên là ở hắn bên tai vang lên. Một đạo dáng người bóng dáng thướt tha xinh đẹp, giao cho hắn ngăn lại. Trần tiểu huynh đệ vậy thật đúng là không có lương tâm. Uổng tiểu tỷ tỷ ta vì cứu ngươi, cũng đem mình nhất bảo vật chân quý cho quá giang, ngươi nhưng bỏ trốn, không để ý tới ta. Chỉ gặp đó là một vị 28 tuổi tác mạo mỹ cô gái. Dáng người thướt tha, tóc dài xõa vai, cơ thể trắng nõn, một đôi con ngươi giống như là sáng chói ngọc bích vậy, mềm mại dáng người hoàn toàn là vậy muôn màu muôn vẻ ren quần lụa mỏng nơi che phủ, như ẩn như hiện, vô cùng yêu nhã cùng mê người. Ở đó ren nhẹ nhàng phiêu bay ngay tức thì, trên người váy đầm dài cũng tốt tựa như theo gió múa, đem vậy ngạo nhân dáng người phác họa đường cong phập phồng, nếu là để cho vì sao một vị người đàn ông thấy, sợ rằng cũng biết không nhịn được tim đập rộn lên. Dĩ nhiên, Trần Phi không biết lấy là nàng thật cũng chỉ có trẻ tuổi như vậy, 28 tuổi tác. Tu Vi đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ gặp trở lại nguyên trạng, lại xuất hiện trẻ tuổi. Ví dụ như trúc cơ chân nhân cảnh đại khái chính là 200 tuổi đến 300 tuổi, nguyên đan chân quân cảnh thọ nguyên chính là do hơn 1.000 tuổi. Bước vào cao hơn tu vi tầng thứ, thọ nguyên lại là lâu đời, cho nên một ít cường đại tồn tại, giống nhau 200 tuổi, trúc cơ chân nhân cảnh theo nguyên đan chân quân cảnh có thể so sánh sao? Cái trước tổng cộng có thọ nguyên cũng đã qua hơn một nửa, vì vậy tất nhiên sẽ lộ vẻ già thái. Nhưng mà nguyên đan chân quân cảnh 200 tuổi, liền 1/5 thọ nguyên cũng còn chưa dùng hết, có thể không trẻ tuổi. Trở lại nguyên trạng, người già trẻ lại, trường sanh bất tử. Đây hết thảy đều là đông đảo cường giả người trước gục ngã người sau tiến lên, không tiếc bất cứ giá nào theo đuổi cảnh giới cao hơn trọng yếu nhất nguyên do. Ai không muốn người già trẻ lại, ai không muốn trường sanh bất tử. Càng người cường đại, càng trẻ tuổi, người như vậy thì càng lợi hại, càng khủng bố. Giống như trước mắt cái này cô gái thần bí, mặc dù nhìn như cũng chỉ là cô gái trẻ tuổi, 28 tuổi tác, nhưng mà nàng lúc này cả người nơi thả ra hơi thở. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp, Trần Phi trong mắt nhỏ hơi kinh ngạc một chút, bực này thiên phú, tuyệt đối là một thiên tài, hơn nữa còn là rất lợi hại cái loại đó. Tiểu tỷ tỷ ngươi không phải đuổi theo tới sao? Bỏ mặc nói thế nào, đa tạ xuất thủ tương trợ. Trần Phi cười theo cười. Mở miệng nói, bất quá, chúng ta bây giờ nếu không trước tìm một chỗ tránh một chút. Những người đó hẳn sẽ không như vậy thì từ bỏ ý đồ. Nói như vậy, ta cũng bị ngươi làm liên lụy sao? Tiểu thư kia tỉ cặp mắt, u oán, nhìn chằm chằm Trần Phi, một lát sau mới đột nhiên biến sắc mặt, đúng dịp mỉm cười nói hề, nói, theo ta đi thôi, ta biết một chỗ rất an toàn. Trần Phi chân mày là hơi nhíu nếp nhăn, hắn biết đối phương lòng không tốt. Nhưng dù sao cũng là cứu hắn, bây giờ trở mặt, không nói được. Vậy cũng tốt, tiểu tỷ tỷ mời phía trước dẫn đường. Đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, cười nói. Thôi, vẫn là đi một bước xem một bước đi.
Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy. Ngươi ngược lại là thông minh. Tiểu thư kia tỉ nét mặt tươi cười như nguyệt nha bàn hài lòng gật đầu một cái, xoay người dẫn đường, mang Trần Phi tiến vào vậy núi sâu vô cùng là hoang vu khu vực. Độc trùng chuột kiến rất nhiều, rất hiếm vết người. Nhưng ở chỗ này, lại có một tòa vô cùng là tầm thường thấp lùn thung lũng, bị rậm rạp hàng cây nơi che giấu, tràn đầy nguyên thủy hơi thở. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này, Trần Phi lại phát hiện hắn thần thức so ở bên ngoài yếu đi không chỉ gấp đôi. Chuyện gì xảy ra, hắn sắc mặt ngay tức thì có chút kinh biến, kinh nghi bất định. Chỗ này là ta tình cờ ở giữa phát hiện, rất thần bí, thần thức cơ hồ không có biện pháp sử dụng. Cho nên, nếu là chúng ta an an lòng tránh ở nơi này, chỉ cần bên ngoài những người đó không xông tới, liền cơ hồ không thể nào phát hiện nơi này. Tiểu tỷ tỷ cười nói, thần thức cơ hồ không có biện pháp sử dụng. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt kịp phản ứng. Đây cũng là hắn chủ tu công pháp tọa vong kinh thần hiệu. Người khác thần thức ở đây là mấy ư không có biện pháp sử dụng, mà hắn, nhưng là chỉ yếu bất hẹn gấp đôi hiệu quả mà thôi. Trên dưới khác biệt lập phán. Bất quá hắn hay là đối với cái này phụ nữ thần bí có chút đề phòng, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Ngươi không cần phải như thế đề phòng ta. Ta cứu ngươi, quả thật có mục đích, bất quá, ít nhất ta theo bên ngoài mục đích của những người đó là không giống nhau. Tiểu thư kia tỉ gỡ vuốt mình mái tóc, nhàn nhạt nói, ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta kêu Bùi Huyền Tình. Bùi Huyền Tình, Trần Phi hơi ngẩn ra, chưa từng nghe qua. Nhưng nếu là có thành U Lang người ở nơi này, nhất định sẽ không nhịn được thần sắc đại biến, chấn động. Bùi Huyền Tình, thành U Lang bốn đại mỹ nữ một trong, công cho rằng là xếp đệ nhất kiều nữ. Đương thời kỳ nữ tử, trọng yếu hơn chính là... Nàng vẫn là xuất từ một trong bốn đại thế lực đứng đầu Bùi gia. Gia gia nàng là Bùi gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng, không chỉ có tiềm lực, thực lực cường hãn, liền liền bối cảnh, núi dựa, cũng là thông thiên. Đáng tiếc, những thứ này Trần Phi một mực không biết. Bùi Huyền Tình, ngươi là Bùi gia người. Bất quá Trần Phi mặc dù không biết đối phương thân phận, nhưng một nghe được cái này họ, vẫn còn là lập tức ngẩn người, trần chờ nói. Đúng vậy. Vậy Bùi Huyền Tình yêu nhã cười, gật đầu một cái, ta đến từ thành U Lang Bùi gia chủ mạch. Theo như thế nói, ngươi là tới tìm ta phiền toái. Trần Phi không nhịn được gãi gãi đầu, Bùi gia người, hắn nhớ lại trước ở Thanh Long Câu sự kiện kia. Ai, thật đúng là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới à. Ta thật là đến tìm ngươi phiền toái, cũng sẽ không cứu ngươi. Bùi Huyền Tình lắc đầu một cái, ngọt ngào nói, ta đối với trên mình ngươi bảo vật. Còn có vậy treo giải thưởng khen thưởng cũng không có hứng thú. Ta cứu ngươi một mạng, thành tựu trao đổi, đem ta Bùi ra bản đồ bảo tàng còn ta chứ. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt nở nụ cười khổ. Hắn cũng biết sẽ là như vậy, không chuyện tốt mà. Ngươi tới trễ, vật kia đã không có ở đây chỗ ta. Đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, nói. Không có ở đây ngươi đó. Nghe vậy, vậy Bùi Huyền Tình xinh đẹp tuyệt trần lập tức là không nhịn được nhíu lại. Nàng đối với Thanh Nguyệt lão tổ bản đồ bảo tàng thế ở tất được, nhưng bây giờ, Trần Phi lại nói bản đồ bảo tàng đã không có ở đây trong tay hắn. Vậy tấm 1/3 bản đồ bảo tàng đi đâu? Nàng chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp. Tặng người, một cái tên là Bùi Thanh Sương người phụ nữ. Trần Phi liền buông tay. Bùi Thanh Sương. Bùi Huyền Tình xinh đẹp tuyệt trần nhíu sâu hơn đứng lên. Nàng dĩ nhiên biết Bùi Thanh Sương là ai, nhưng mà... Trần Phi tại sao phải theo phụ nữ kia có chút đồng thời xuất hiện? Người bất chấp và ta Bùi gia trở mặt nguy hiểm, liền vì đem vậy bản đồ bảo tàng đưa cho nàng. Người và nàng là quan hệ như thế nào? Sát theo liền gặp hắn lên tiếng lần nữa nói chuyện, chẳng qua là thái độ đó, nhưng rõ ràng lạnh mấy phần. Nàng trước bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, chính là vì thu hồi Trần Phi trên mình vậy bọn họ Bùi gia tổ tiên Thanh Nguyệt Đan Vương bản đồ bảo tàng. Nhưng bây giờ... Trần Phi lại nói không có, không có ở đây hắn cái này, nàng sắc mặt sao có thể còn đẹp mắt đứng lên. Nguyên vốn không phải, trên thực tế ta đối với vậy bản đồ bảo tàng không có nhiều ít tâm tư. Lúc ấy vậy buổi đấu giá sau đó, Bùi Thanh Sương tìm được ta, nói chuyện nàng, ta liền đem vậy tấm bản đồ bảo tàng đưa cho nàng. Trần Phi căn bản vậy không trông cậy vào đối phương là thật đối với hắn tốt bụng. Gặp đối phương thái độ đổi được lãnh đạm, hắn trong lòng cười một tiếng. Nhàn nhạt nói. Mà nghe được Trần Phi mà nói, vậy Bùi Huyền Tình mặt đẹp mặt không cảm giác,
yên lặng một lát sau, lại đột nhiên một đôi mắt đẹp câu người vậy chuyển động lực. Cười khanh khách nói, Trần huynh đừng trách ta không tin, chủ yếu là chuyện này quá mức sự quan trọng đại. Để cho ta kiểm tra một chút ngươi túi đựng đồ theo thức hải chứ. Chỉ cần không tìm được vậy bản đồ bảo tàng, ta chỉ tin tưởng ngươi. Trần Phi nghe vậy cả kinh, không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Vậy không được, không có thương lượng. Để cho người kiểm tra hắn túi đựng đồ theo thức hải, loại chuyện này mà, làm sao có thể. Vậy ta là không phải có thể hiểu cho rằng, Trần huynh ngươi là đang dối gạt ta. Vậy Bùi Huyền Tình mắt đẹp ngưng, phát ra tiếng cười như chuông bạc, nhưng cho người cảm giác có chút trong trẻo lạnh lùng, nói. Nói thật, ta không quá muốn cùng Trần huynh ngươi phát sinh cái gì không vui mau, nếu không nếu như chúng ta động tới tay, ta sợ ta sẽ vô tình đem ngươi giết chết. Trần Phi từ nơi này đem nàng nói cắt đứt, nhàn nhạt nói tiểu tỷ tỷ ngươi có phải hay không quá tự tin. Một đạo hỏa quang nhanh tránh, xích diễm triều tịch chén cũng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Tản ra làm người ta nguy hiểm sợ hãi. Có thể sát theo, Trần Phi sắc mặt lại đột nhiên đổi một cái, ánh mắt quét về phía trong tay xích diễm triều tịch chén, trên mặt có loại kinh nghi bất định giật mình diễn cảm. Cái gì, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn lại có thể phát hiện xích diễm triều tịch chén không có biện pháp dùng. Khanh khách, Trần huynh ngươi rốt cuộc phát hiện sao? Thấy tình cảnh này, vậy Bùi Uyển Tình lại đột nhiên một chút cười khanh khách, nhìn Trần Phi xinh đẹp mi quyến rũ lưu chuyển, cười tủm tỉm nói. Mới vừa rồi ngươi đang cùng vậy Ngạn Thanh Vân động thủ thời điểm, ta vô tình ở ngươi cái này xích diễm triều tịch trên chén mặt bỏ ra liền một ít, phong linh dịch. Đây là ta Bùi gia thái thượng trưởng lão độc môn bảo vật, theo nói nếu là lượng thuốc đầy đủ. Hoàng Kim Pháp bảo trở xuống, cũng có thể phong tỏa khô khốc dài đến nửa nén hương thời gian. Khanh khách, vậy Bùi Huyền Tình lại đang cười lên, ngọt ngào nói, Trần huynh, không có cái này xích diễm triều tịch chén, ngươi cảm thấy, ngươi vẫn có thể cự tuyệt ta sao? Có phải hay không đột nhiên cảm giác có chút tuyệt vọng? Phong linh dịch, Trần Phi sắc mặt phiền muộn, không nghĩ tới mình đã có lòng đề phòng, nhưng lại còn là tìm đối phương đạo nhi. Nói trắng ra, còn chính hắn không đủ cẩn thận à? Xích diễm triều tịch chén không có cách nào dùng, cái này bây giờ, đích xác là có chút phiền toái. Tốt lắm, Trần huynh ngoan ngoãn để cho ta kiểm tra một chút ngươi túi đựng đồ theo thức hải chứ. Hoặc là, chỉ cần ngươi chủ động đem bản đồ bảo tàng lấy ra, ta lập tức thu tay lại, làm trước khi bất kỳ không vui mau đều không phát sinh. Bùi Huyền Tình lại lần nữa hướng Trần Phi ngọt ngào nói. Lúc này, nàng không ngờ kinh hướng Trần Phi đi tới. Từng luồng đáng sợ linh khí uy áp vậy đi theo hiện lên, làm Trần Phi sắc mặt biến. Cái này Bùi Huyền Tình tuyệt đối là một thiên tài, cho nên nàng coi như là, ước chừng chỉ có, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp, nhưng hắn thực lực chân thật, tất nhiên vượt qua tầng thứ này. Không biết yếu hơn thông thường trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Tiền bối, làm thế nào? Ta không muốn bại lộ ly chân lô. Trần Phi một hồi nhức đầu, bát cung huyền tháp là pháp bảo phòng ngự. Cho nên bàn về lực công kích, chỉ sợ cũng liền so với kia xích diễm triều tịch chén mạnh một ít, không giết được người. Mà vậy ly chân lô, hắn chân thực không muốn đem cái này phiền toái nhiều nhất đổ bộc lộ ra đi. Một khi không cẩn thận, vậy thì hậu hoạn quá nhiều. Để cho nàng kiểm tra ngươi thức hải, Trần Kinh không thanh âm truyền tới, Trần Phi hơi ngẩn người. Bất quá, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Kinh không. Đi theo liền gặp hắn hai giơ tay lên. Thả ở bên tai, bất đắc dĩ cười nói, được rồi, nếu tiểu tỷ tỷ ngươi muốn kiểm tra, như vậy tùy ngươi đi. Nghe vậy vậy Bùi Huyền Tình hơi ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Phi đột nhiên này thay đổi. Bất quá rồi sau đó liền gặp hắn lại cười khanh khách, nhìn Trần Phi, dung nhan tuyệt mỹ điềm nhiên hỏi, tốt lắm, Trần huynh ta tới hả? Tràn đầy quyến rũ thanh âm câu người lỗ tai, làm trái tim người tăng tốc độ. Nàng rõ ràng Trần Phi hoặc giả là còn có cái gì lá bài tẩy, bất quá, hắn Bùi Huyền Tình là ai? Nàng sẽ đối với chính nàng không lòng tin sao? Bùi Huyền Tình bước liên tục nhẹ di chuyển, đi tới Trần Phi bên người, đưa tay khoác lên Trần Phi bụng, từng luồng linh khí cùng vậy thần thức đều tiến vào Trần Phi thân thể trong thức hải. Tư thế hết sức mập mờ. Chuẩn bị xong, ta ra tay. Có thể nhưng vào lúc này, trong thức hải Trần Kinh không thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một cổ cường hãn vô biên thần thức lực trực tiếp là hướng Bùi Huyền Tình thần thức nghiền ép đi. À, ngươi, vậy Bùi Huyền Tình đôi mắt chừng một cái, phát ra sợ hãi kêu, tuyệt sắc dung nhan lộ ra vẻ thống khổ,
trên mình treo ở ngang hông một quả không bắt mắt ngọc bội khoảnh khắc ở giữa nghiền. Đây không phải là... Trong thức hải trận kinh không hơi ngẩn ra, rồi sau đó lắc đầu cười khổ nói. Cái này bé gái trên người có trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong cho hắn điêu khắc hộ linh ngọc bội. Ta mới vừa rồi vậy một chút bị chặn lại, còn dư lại người tự mình xử lý đi. Thành tựu thành U Lang Bùi gia chủ mạch mặt tiền, cùng với vẫn là Bùi gia năm trẻ một đời ưu đãi nhất thiên tài, Bùi Huyền Tình rất được coi trọng. Thậm chí cũng còn có Bùi gia thái thượng trưởng lão tự mình cho nàng điêu khắc hộ linh ngọc bội. Đây cũng là nàng trước biết rõ Trần Phi có cẩn thận, cũng không để ý chỗ sức mạnh. Có thể nàng nào biết, Trần Phi lá bài tẩy nhưng rõ ràng so nàng lợi hại nhiều lắm. Cái này không, lập tức liền liền trận kinh không đạo nhi. Hắn cái loại đó lão gia có thể không việc gì thương hương tiếc ngọc tâm tư, thấy nhiều rồi, vừa lên tới liền muốn ghét người, bất quá, lại bị vậy hộ linh ngọc bội cho cản lại. Tiền bối, người thật đúng là không có thương hương tiếc ngọc tâm tư à. Bất quá thôi, còn dư lại giao cho ta đi. Gặp vậy Bùi Huyền Tình lập tức thần sắc uể oải, linh khí hỗn loạn, Trần Phi lập tức liền híp mắt cười lên. Phịch, đi theo liền gặp hắn tiến lên một bước, hổ nhảy lên, trực tiếp là đem vậy Bùi Huyền Tình thân thể mềm mại cho nhào tới trên đất. À, ngươi làm gì? Nhất thời vậy Bùi Huyền Tình liền tức giận đan sen, mặt tươi cười tràn đầy mắc cỡ ánh nắng đỏ rực. Thân thể mềm mại vùng vẫy, linh khí hỗn loạn, muốn từ Trần Phi hổ phác ôm xiết trong tránh thoát. Nhưng mà, nàng càng như vậy vùng vẫy, cũng cảm giác vậy tràn đầy khí tức phái nam khỏe mạnh cánh tay càng đem nàng thân thể mềm mại trói buộc vượt chặt. Trắng noãn như tuyết cơ thể trần trụi khỏa thân tiếp xúc, khi thì chia lìa, khi thì đụng chạm. Loại cảm giác đó, là nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ có đặc biệt khác thường. Nàng trái tim nhỏ cũng không nhịn được nhảy lên, theo bản năng cử động. Ngươi mau buông ta ra. Vậy Bùi Huyền Tình mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, kịch liệt vùng vẫy, tim lại càng là không nhịn được thêm mau dậy đi. Buông ra ngươi ta không phải nguy hiểm. Nếu không tiểu các chị trước hết như vậy đi. Trần Phi cười một tiếng, hai tay đem vậy Bùi Huyền Tình mê người thân thể mềm mại ôm xiết lại là chặt. Hai người cơ hồ là mặt đối mặt. Đâm đầu vào khí tức phái nam, còn có vậy thổ khí, làm vậy Bùi Huyền Tình lại là không nhịn được thân thể mềm mại run rẩy. Mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, bộc phát ra kinh khủng linh khí, muốn đem Trần Phi thân thể bể mất. Trần Phi mặt liền biến sắc. Tiểu tỷ tỷ ngươi có chút không ngoan à, có thể chớ ép ta nha. Trần Phi vậy cái bàn tay theo Bùi Huyền Tình thướt tha thân thể đã tới vậy nở nang, mập non địa phương. Đưa tay một cái, trực tiếp là một cái lớn bắt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vậy vẫn là có một cổ minh mông lực lượng xông ra. Gắng sức ngăn trở đối phương lực lượng. Hắn bây giờ chỉ cần kéo thời gian, kéo dài tới xích diễm triều tịch chén có thể sử dụng, hắn liền có thể phủi mông một cái đi. Dĩ nhiên, nếu là trong khoảng thời gian này cô gái này nếu là không ngoan, hắn vậy không ngại nho nhỏ, dạy dỗ một chút hạ tựa như cùng mới vừa rồi. À, vậy Bùi Huyền Tình một tiếng thét chói tai, mặt đẹp đỏ ửng như ánh nắng đỏ rực, sắp xấu hổ nhỏ ra nước. Thân thể mềm mại lập tức liền mềm nhũn ra. Công kích vậy nhất thời lộ vẻ được vô cùng là không có sức. Nàng vẫn là rõ ràng khu, từ chưa có tiếp xúc qua người đàn ông, sao có thể đủ coi thường như vậy xâm phạm. Người mau buông ta ra, nàng thanh âm cũng đổi được có chút run rẩy, để cho người nghe xốp giòn mềm, mang nhỏ không thể ngửi nổi nức nở. Trần Phi bây giờ dĩ nhiên không dám thả. Đây nếu là thả, xích diễm triều tịch chén vậy vẫn không thể dùng, không chết mới là lạ. Tiểu tỷ tỷ, nếu không ngươi van cầu ta, chỉ cần ngươi van cầu ta, nói không chừng ta một cái tâm tình tốt, liền đem ngươi thả, ngươi nói sao? Trần Phi lắc đầu một cái, híp mắt cười nói. Nếu ngươi không thể thả, vậy hắn bây giờ cũng chỉ có thể trăm phương ngàn kế kéo thời gian. Ngươi, vậy Bùi Huyền Tình mặt đầy ánh nắng đỏ rực, kiều diễm ướt át, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức, nào biết báo ứng tới nhanh như vậy. Phong thủy quay vòng, nhanh như vậy. Liền chuyển tới nàng nơi này. Trọng yếu hơn chính là, nàng như bây giờ bị một người đàn ông gắt gao ôm lấy, còn lớn hơn tay tác quái, xâm phạm, liền nàng. Rõ ràng như gái trinh nàng kia chịu được tình hình như vậy. Lại một giây cũng không được. Cầu, van cầu ngươi, mau buông ta ra. Mùi thơm nhào tới, Trần Phi chỉ cảm thấy có một cái nhỏ tiểu nhân đầu mãnh một chút hung hăng chôn vào hắn ngực ở giữa.
rồi sau đó nhỏ không thể ngửi nổi xốp giòn mềm thanh truyền tới, làm hắn trực tiếp là sững sốt một chút. Thật cầu xin tha thứ. Trần Phi lập tức cảm giác mặt biến đỏ, đốt đốt. Hắn bây giờ, buông tay cũng không phải, không buông tay cũng không phải. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ như thế thuần. Cái này làm hắn đều có chút cảm giác có tội. Bất quá vừa vặn lúc này, một cổ lực lượng quen thuộc lần nữa trào liền trở về, cuối cùng là có thể làm cho hắn giải trừ cái này, lúng túng, cục diện. Xích diễm triều tịch chén rốt cục thì có thể sử dụng. Khốn kiếp, ngươi còn không buông ta ra. Vậy Bùi Uyển Tình tức giận chồng chất thanh âm lại lần nữa vang lên. Lỗ tai đều đỏ. Trần Phi theo bản năng buông tay, đầu ngón tay từ vậy Bùi Uyển Tình sau lưng nở nang địa phương nhẹ nhàng lướt qua, có một ít tiếp xúc đến vậy mềm non cơ thể. Nhất thời, Trần Phi cùng vậy Bùi Uyển Tình hai người đều là cả người run lên. Không nghĩ tới ngươi nhìn như dáng người nhẹ nhàng, lại không nghĩ rằng cái này có nhiều chỗ, vậy vẫn là như nhau nở nang, đầy đặn à. Trần Phi buông lỏng tay, giống như là một lưu manh như nhau đưa đầu ngón tay ở đó trước lỗ mũi người một cái, thật giống như trở về vị dư âm. Ngươi, ngươi lưu manh, khốn kiếp, vậy Bùi Uyển Tình mặt đẹp lại là đỏ ửng, còn cảm giác mình có chút mất đi khí lực, cả người mềm nhũn, tức giận nhìn Trần Phi. Cái này không thể trách ta chứ. Trần Phi liền buông tay, giống như là một vô lại, nói ta nếu là không làm như vậy cũng sẽ bị ngươi giết chết, hoặc là thần thức tiến vào thân thể. Ngươi cũng không phải không biết, như vậy sẽ có nhiều nguy hiểm. Ngươi, ngươi, vậy Bùi Uyển Tình lại là thẹn thùng giận lên. Mình đều đã bị chiếm hết tiện nghi, ở Trần Phi trong miệng, nhưng thật giống như là người khi dễ một phương. Bực này miệng mồm lanh lợi, thật là đáng ghét. Ta muốn giết ngươi, tức giận suýt nữa ngất đi Bùi Uyển Tình cuối cùng là nghĩ đến quyết không thể bỏ qua trước mắt đáng ghét này Trần Phi. Khoát tay, kinh khủng linh khí điên cuồng đi ra ngoài. Tiểu tỷ tỷ, ngươi chắc chắn còn muốn động thủ. Trần Phi đem vậy xích diễm triều tịch chén thanh toán đi ra, ngay tức thì trấn áp đối phương linh khí. Cười mỉa, hướng đối phương đi vào. Ngươi nếu là còn muốn động thủ, ta có thể muốn không chừa thủ đoạn nào à? Trần Phi nụ cười ở Bùi Uyển Tình trong mắt chính là một vô lại, chính là một lưu manh. Ngươi, ngươi đi ra, chớ tới gần ta. Hơn nữa theo Trần Phi càng ngày càng đến gần, vậy Bùi Uyển Tình không biết vì sao, lại có thể sợ. Thanh âm ngọt ngào mang chút run rẩy, thân thể mềm mại theo bản năng hướng thân lui về phía sau mấy bước. Cái này không vậy đúng rồi. Mọi người hòa hòa khí khí tốt biết bao, cần gì phải động thủ đánh. Trần Phi cười một tiếng, có chút thiếu làm thịt không biết xấu hổ nói. Ngươi, ngươi khốn kiếp. Bùi Uyển Tình gương mặt xinh đẹp lên tràn đầy làm nhục cùng ủy khuất. Nàng Bùi Uyển Tình đường đường thành U Lang bốn đại mỹ nữ đứng đầu, trên mảnh đất này bực nào cao cả. Bây giờ lại gặp liền Trần Phi một cái như vậy vô lại, hơn nữa còn đánh không thắng mắng bất quá. Thực ở trong lòng khó chịu. Ngươi, ngươi cho ta chờ. Ta Bùi gia tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thần hồn câu diệt. Vậy Bùi Uyển Tình càng nghĩ càng ủy khuất, đến cuối cùng, thậm chí dứt khoát muốn trở về rời cứu binh. Bên trong gia tộc không biết lại có bao nhiêu người ngưỡng mộ nàng, chỉ cần nàng một câu nói, liền có thể thay nàng vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Trần Phi nghe vậy nhướng mày một cái. Thừa dịp vậy Bùi Uyển Tình không chú ý lúc xuất hiện ở sau lưng nàng, một cái tay lại đem nàng eo kéo, dùng sức hướng trong lời nói ôm chặt, lỗ tai góp ở đối phương tú bên tai duyên nhẹ giọng nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nói có đúng hay không lại nói cho ta, muốn ta dù sao cũng đừng thả hổ về rừng. Vậy đã như vậy, chúng ta tới một ước pháp tam chương, như thế nào? Trần Phi lại lần nữa khẽ cười nói. Một cái tay khác tột đỉnh tùy ý ở đó thân thể mềm mại lên nhẹ nhàng vuốt ve khẽ quẹt qua. Ngươi, ngươi, vậy Bùi Uyển Tình chỉ cảm thấy mình trên da thịt cũng đủ từng tầng một tiểu vướng mắc. Trên gương mặt tươi cười lại lần nữa tú hồng đứng lên, xấu hổ nói, ngươi khốn kiếp. Vô lại, không nói chữ tín. Ta không thể nào đáp ứng ngươi cái gì điều kiện. Đừng nói như vậy tuyệt đối mà. Trần Phi ngón tay lại lần nữa ở đó Bùi Uyển Tình lồi lõm thích thú thân thể mềm mại lên nhẹ nhàng lướt qua, đi tới vậy trước có từng đến chơi qua phong vận chỗ, nhẹ nhàng bóp nặn, cười lớn nói. Nói thật, ta bây giờ không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng là ngươi trở về rời cứu binh ta khẳng định chết. Nếu như vậy nhắc tới nói, ta thật giống như không thể thả ngươi đi. Trần Phi đưa tay ở trên cằm sờ một cái. Sát theo đột nhiên đưa tay ở đó Bùi Uyển Tình nở nang ngạo nghễ vị trí vỗ lên một cái,
cười nói, muốn không dứt khoát người đi theo ta được. Chúng ta trước nhập cái động phòng, cùng gạo sống nấu thành cơm chín, dưa quen thuộc đế rơi, ta nhớ các người Bùi gia cũng không biết không muốn ta cái này như thế hoàn mỹ nữ tế chứ. À, vậy Bùi Huyền Tình sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng thét chói tai, nhìn Trần Phi tức giận nói, ngươi nếu là dám động ta, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Cùng ngươi không xong. Vậy thì chớ nói những cái kia có không có, ta cũng không muốn nghe ngươi lại uy hiếp ta. Trần Phi cười hắc hắc cười, buông lỏng tay, một bên xoay người rời đi, vừa nói xong rồi, đây là chúng ta giữ bí mật nhỏ, nhớ phải giữ bí mật. Hắn biết đây đối với Phương không thể ngây người thêm, một là sợ lau, súng, tẩu hỏa, hai là hắn bây giờ tình cảnh, cứ đợi ở nơi này một chỗ thật ra thì vậy không an toàn. Đợi một chút. Có thể Trần Phi cũng vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm mấy bước, vậy Bùi Huyền Tình thanh âm ngọt ngào liền lại lần nữa vang lên. Lạnh lùng gọi lại Trần Phi. Còn có chuyện gì sao? Trần Phi dừng bước lại, quay đầu lại dè đặt cười nói. Sức mạnh qua, hắn vậy đi theo lá gan, tiểu, đứng lên, sợ cô gái này đột nhiên nổi cáu. Vậy bản đồ bảo tàng, thật không có ở trên tay ngươi. Chỉ gặp vậy Bùi Huyền Tình lạnh lùng nhìn Trần Phi. Ngạo nghễ vị trí trên dưới phập phồng, chậm rãi hỏi. Không lừa gạt ngươi, thật không có ở ta trên tay. Đưa cho vậy Bùi Thanh Sương. Trần Phi lắc đầu một cái này hắn đích xác là không lên tiếng. Nghe vậy Bùi Huyền Tình trắng tinh khẽ cắn răng liền cắn mềm môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, cho đến người sau cũng cảm giác có chút chột dạ, mới đột nhiên hừ một tiếng, lạnh lùng nói, không biết xấu hổ lưu manh. Trần Phi hơi ngẩn ra. Lắc đầu cười khổ nói, ta và vậy Bùi Thanh Sương không có quan hệ gì, thậm chí cũng không nhận ra. Khi đó ta chẳng qua là cảm thấy vậy bản đồ bảo tàng không có ích gì, nàng đến tìm ta muốn, ta liền thuận tay cho nàng. Ai muốn ngươi giải thích, vậy Bùi Huyền Tình trên gương mặt tươi cười lạnh lùng sắc mặt đột nhiên thật giống như đổi được đẹp mắt mấy phần. Trần Phi cũng không biết là không là ảo giác. Mau cút đi, khốn kiếp, ta không muốn lại thấy được ngươi. Lần sau ta tuyệt đối muốn cho ngươi đẹp mắt. Trần Phi lúng túng cười hắc hắc cười, xoay người rời đi, biến mất ở cổ xưa trong núi sâu. Tên khốn này, vô lại, lưu manh, nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, vậy Bùi Huyền Tình thật giống như rốt cục thì có dễ già tới vẻ thẹn. Nàng mặt đẹp lại trong chốc lát bị ánh nắng đỏ rực hiện đầy, kiều diễm ướt át, sắp nhỏ ra nước. Nàng bực nào rõ ràng, có thể ngày hôm nay như thế một chút, liền cơ hồ mất giáo. Nàng bây giờ hoàn toàn là tâm hồn thiếu nữ đại loạn, nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, hàm răng cắn một cái, không ngờ lại đi theo lên. Chỉ tiếc, Trần Phi cũng không có phát hiện. Chỗ này tốt giống như thật có cổ quái gì, là phía dưới cất giấu cái gì. Ở nơi này mảnh cổ quái núi cao chỗ sâu, Trần Phi vây quanh liền một vòng lớn, phát hiện bên trong khu vực này lại đều có chút cổ quái, thần thức bị hạn chế, không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên, nhìn chằm chằm vùng đất kia phía dưới. Ầm ầm ầm, mặt đất truyền đến tiếng chấn động, Trần Phi lại có thể cưỡng ép hướng dưới đất đả thông đi, xuyên qua xuống đất chỗ sâu. 100 mét, không việc gì khác thường, trừ nham thạch, đất bùn chính là một ít lại bình thường bất quá phủ tầng. 200 mét, vậy vẫn là không có cái gì khác thường. Nhưng Trần Phi chân mày nhưng đi theo nhíu lại. Bởi vì không biết là không phải hắn cảm giác sai lầm, hắn trong lòng cái loại đó kỳ quái cảm thụ. Lại có thể bắt đầu đổi được sâu. Hơn nữa cái này hẳn không phải là ảo giác. Oanh! Nhưng vào lúc này, Trần Phi vừa tiếp tục đào xuống quật, biến đổi suy tính vấn đề, đột nhiên ầm một tiếng vang lớn. Phía trước bỗng nhiên ở giữa truyền đến vô cùng là trống rỗng cảm giác, lại có thể, thật bị hắn cho đả thông cái gì hạ tồn tại. Thật bị ngươi nói đúng. Dưới đất này cất giấu có vật gì? Trong thức hải, trận kinh không vậy hứng thú. Vậy che giấu ở loại này cổ xưa núi sâu đồ, cũng tuyệt không bình thường, không phải bình thường vật. Trực tiếp đi vào, Trận Kinh không lại hỏi. Hắn mặc dù sống được lâu, tu vi vậy từng thật lợi hại, nhưng cái này loại hẳn là cổ mộ một loại đồ, thật đúng là không làm sao gặp được. Không có kinh nghiệm gì. Trần Phi nghe vậy không lên tiếng, mà lại yên tĩnh nhìn vậy sâu trong lòng đất huế khí từng tầng một sông lên mặt đất, không có hành động. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên, giống như là có thiên quân vạn mã từ vậy sâu trong lòng đất lao ra, đất rung núi chuyển, điếc tai nhức óc. Chỉ là trận này chiến đấu liền đem Trần Phi giật mình. Ta cũng biết, loại này địa phương quỷ quái không thể nào an ổn được.
Trần Phi biến đổi tự lẩm bẩm, biến đổi trên mặt thần sắc âm tình bất định. Bởi vì liền trước mắt tình huống này tới xem, âm khí đầy trời, đất rung núi chuyển, đất này vật phía dưới tuyệt đối không bình thường. Thậm chí, rất có thể là cái gì thành tinh thành ma đồ. Hết sức nguy hiểm. Lại là thi ma, đây rốt cuộc là địa phương nào, lại có thể ẩn dưỡng ra thi ma, hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy. Đột nhiên, trong thức hải trận kinh không phát ra thanh âm giật mình. Vậy lòng đất vậy giống vậy phát ra từng tiếng chói tai kêu to. Thi ma, Trần Phi mí mắt vậy đi theo mãnh giật một cái, sắc mặt có chút ngưng nhiên. Rồi sau đó, liền gặp hắn ánh mắt hướng vậy sâu trong lòng đất nhìn, mơ hồ có thể gặp, nơi đó là một tòa cổ xưa cung điện di chỉ, từng con thân thể tả diêu hữu hoảng thi ma thành đoàn kết đội đứng ở nơi đó, âm khí vờn quanh, vô cùng đáng sợ, làm ra đầu tê dại. Bên ngoài thật giống như có người tìm tới, đột nhiên, vậy trận kinh không lại lên tiếng. Nguyên lai. Nơi này lớn như vậy động tĩnh, sao có thể không làm kinh động đi ra bên ngoài những cái kia đang tìm Trần Phi người. Bọn họ cơ hồ toàn cũng chạy tới. Có rất nhiều thành U Lang thế hệ trước nhân vật lợi hại, như Ngạn Thanh Vân một loại kia, còn có thành U Lang các thế lực lớn năm trẻ một đời nhân vật dẫn quân, hoặc là người xuất sắc, như vậy Nhan Chân phái chưa hình đợi một chút. Rất nhanh, từng đạo bóng người chạy tới, đem khu vực này trực tiếp là bao vây nước chảy không lọt. Nhưng mà khi bọn hắn tiến vào Trần Phi cưỡng ép đánh văng ra ngoài lối đi, tiến vào lòng đất, thấy vậy từng con lợi hại thi ma, cũng là không nhịn được sắc mặt kịch biến đứng lên. Khó tin. Nhiều như vậy lợi hại thi ma, hơn nữa lại có thể số lượng còn nhiều như vậy. Có người không nhịn được kinh hô lên, nói. Chúng ta đi đại vận, cái này sợ rằng là vị kia cổ đại cường giả phần mộ, bên trong khẳng định cất giấu bảo bối. Cũng có người thần sắc tham lam, vô cùng kích động nói. Nếu không phải phong bế mấy trăm năm, sao có thể ra đời cho ra như vậy đông đảo số lượng mạnh mẽ thi ma. Cho nên không cần nghĩ cũng biết, bọn họ tuyệt đối là đi đại vận. Đất này để thi ma cung điện, tuyệt đối cất giấu có bảo bối gì. Thằng nhóc kia người đâu? Không ở nơi này, cũng có người còn băn khoăn Trần Phi. Ta mới vừa rồi thật giống như duyên dáng liếc một cái thấy được hắn. Có một cái bóng xông vào, không biết, có phải hay không hắn. Có người cầm nặn không chừng trần chờ nói. Hắn đích xác là thấy có người trước một bước tiến vào vậy lòng đất cung điện, chẳng qua là, có phải hay không Trần Phi, hắn liền cũng không biết. Vậy thì đi vào, quản hắn, không thằng nhóc kia đầu người, chỉ nếu có thể ở nơi này lòng đất bên trong cung điện tìm được bảo bối, chúng ta chuyến này cũng không coi là thua thiệt. Có người không nhẫn nại được, trực tiếp là xông tới. Bây giờ không cần ai nói, đều biết. Cái này loại dưới đất thần bí cung điện tuyệt đối là có bí mật, cất giấu bảo bối, bọn họ hắn có thể không động tâm. Chúng ta vậy đi vào, đừng để cho thằng nhóc kia đoạt trước, có người dẫn đầu, những người khác cũng là không nhẫn nại được. Từng cái thần tình kích động xông vào yên tĩnh đã lâu thần bí thi ma địa cung. Hống! Cùng lúc đó, vậy lòng đất trong cung điện thành đoàn kết đội thi ma vậy cảm nhận được người ngoại lai xâm lược. Gầm hét lên, thi khí ngất trời. Đất rung núi chuyển, giết hướng kẻ địch. Đây là bọn họ lãnh địa, không cho người ngoài xâm phạm. Mờ tối bầu trời hạ, thì ma khí ngất trời, mây đen áp đính, che đậy bầu trời, một bộ làm người ra đầu tê dại khủng bố cảnh tượng. Hống, đi đôi với lạnh thấu xương giống to, vậy được nhóm kết đội, đếm không hết thì ma cũng đã liều chết xung phong đi ra. Người hô ngựa hí, đằng đằng sát khí, vô cùng băng lãnh, thật giống như một mảng lớn âm khí nước lũ. Làm vậy trên bầu trời đều ở đây ầm ầm vang dội. Không nghi ngờ chút nào, như vậy cảnh tượng tuyệt đối là có chút rung động lòng người. Đếm không hết thi ma theo ác quỷ vậy, dương nanh múa vuốt, ô đè đè một mảng lớn, phảng phất là muốn đem vậy hết thảy người xâm lăng xé thành mảnh vỡ. Nghiền thành phấn vụn, đại địa đô bắt đầu chấn động. Hống, 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 oanh, lạp lạp lạp, chí ít hơn ngàn khủng bố thi ma cùng nhau thả ra điên cuồng hét lên. Ngưng tụ thành to lớn, kinh người sát niệm, âm khí sôi trào, đem vậy dọc đường hết thảy cổ mộc, đá lớn, thậm chí vách đá cũng hủy diệt không còn một mống. Ngay cả là có chút thành U Lang cao thủ vẻ mặt tham lam xông lên phía trước nhất, không đem vậy thi ma coi vào đâu, hơn nữa thực lực bản thân không kém. Nhưng ở kinh khủng này kinh người sát niệm hợp kích hạ, vậy vẫn là lại thời gian đầu tiên trở thành vỡ nát mảnh vỡ. Ngay tức thì chết, hóa thành bụi. Nhất thời.
mọi người tại đây không nhịn được thất kinh đứng lên. Bắt đầu không ngừng bình tĩnh. Oanh! Ầm! Phịch! À! À! Vậy mà lúc này chiến tranh đã bắt đầu, xông lên phía trước nhất những tu sĩ kia đã cùng vậy thi ma đại quân đụng vào. Muốn đổi ý, hoặc là rút người ra rút đi, cũng đã là chậm. Bình bịch bịch, liên tiếp chuỗi ngột ngạt nổ vang lớn, trên bầu trời, pháp bảo bể tan tành, thân thể bị chém, vừa đối mặt nói ít là do hai ba người gặp phải bất trắc. Máu nhuộm bầu trời mênh mông. Hống, hống. Mà vậy hoặc giả là bởi vì cảm nhận được chưa bao giờ có máu tươi, loại cảm thụ đó, lại vậy làm những cái kia thi ma hơn nữa cuồng bạo cùng sao động lên. Một đôi người chết vậy ánh mắt sâu kín, làm người ta lòng nguội lạnh, thật giống như thiên quân vạn mã bước qua, căn bản không có biện pháp ngăn trở bọn họ nhịp bước. Đây cũng là những thứ này giấu ở sâu dưới lòng đất mấy trăm năm không hôm nay ngày hung vật lực lượng chân chính. Coi như là không thiếu trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay tạo thành đoàn đội nhỏ, cũng là người bị giết ngưỡng mã phiên, máu tươi đầm đìa, máu nhuộm bầu trời mênh mông. Hống! Mắt thấy mình phương này tựa hồ chiếm cứ bầu trời, vậy rậm rạp chẳng chịt thi ma đại quân lại là gầm hét lên, thi khí đầy trời, phiền muộn che đậy bầu trời, đông nghịt một mảnh, cuồn cuộn lên, đem mọi người ép được rút đi. Đáng chết, những thứ này chán ghét người người số lượng quá nhiều, nếu như một người một ngựa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có cao thủ thần sắc vô cùng là khó coi nổi giận mắng, không biết nên đi, hay là nên ở lại. Đông, đông, đông. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời lại đột nhiên vang lên trống lớn thanh. Ngột ngạt mà bi lạnh lẽo, để cho người sợ hãi. Mọi người cùng nhau động thủ đi, đồng tâm hợp lực, những thứ này rác rưởi không thể nào là chúng ta địch thủ. Một vị cả người hơi thở uyên đình nhạc trí kinh khủng ông già đầu hói đứng dậy, tay cầm một chuôi tàn tạ chi trống, lạnh lùng nói. Thần bí, cường hãn chống lực kích động đi ra, ngay tức thì làm vậy đang. Phách lối, thi ma đại quân làm quét sạch, thân thể tả diêu hữu hoảng bầy động lực. Giống như là sắp đứng không vững. Trưởng cổ lão nhân, hắn lại có thể cũng tới. Có người nhận ra tay kia cầm đánh chống ông già đầu hói lai lịch, không nhịn được hơi biến sắc mặt ngược lại hút lương khí đạo. Trưởng cổ lão nhân, thành U Lang hung danh hiển hách lão quái vật, hung danh cường thịnh. Tàn nhẫn vô tình, người này thực lực, nghe nói so Ngạn Thanh Vân cũng còn càng lợi hại hơn. Không sai biệt lắm đã sắp đến gần với trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Phịch, 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 phịch. Cùng lúc đó, vậy trưởng cổ lão nhân trong tay trống lớn bất ngờ phát huy, kinh khủng sóng âm tựa như là cuồng đào sóng trùng điệp vậy nổ tung, uy lực vô cùng. Từng con thi ma trực tiếp là muốn nổ tung lên, tiếng kêu thảm thiết vang khắp bầu trời mênh mông. Nhất thời, vậy thi ma đại quân liền bị giết được rõ ràng trống ra một khu vực nhỏ, tổn thất thảm trọng. Một màn này, trực tiếp là làm vốn có chút tâm thần hỗn loạn tinh thần mọi người làm một đại chấn. Bẩn mắt người rác dưới, cũng đi chết đi cho ta. Như vậy, liền sau đó một khắc, một đạo thô cuồng, lạnh lùng, kiêu ngạo khinh thường thanh cũng là tại ngày đó không trung vang lên. Chỉ gặp vậy bên người đi theo thực lực kinh người ông lão thân hình cao lớn nam tử sắc mặt lãnh ngạo đứng dậy, cả người kích động ra kinh người, cường hãn linh khí, hoành đẩy ra ngoài. Ở trước mặt hắn nói ít có mấy chục con thi ma ngay tức thì bị giết, vô cùng lợi hại. Oanh! Giết! Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn những người đó cũng là không chút do dự ra tay. Người kia nói ít 7-8 cái, đứng chung một chỗ, nhanh chóng dùng ở chung với nhau linh quang quỷ dị cường thịnh. Giống như là hợp thành lợi hại gì hợp kích bí kỹ. Oanh! Tiếp theo, kinh khủng sóng trùng kích xuất hiện, sâu sông lên vân không, cuồn cuộn kinh người. Đem vậy thì ma đại quân trực tiếp là giết người ngưỡng mã phiên. Đất đai sau đó đều giống như là theo chân đang run rẩy. T. Đó là Nhan Chân phái người. Không sai, đàn ông kia là Chư Hình, Nhan Chân phái thế hệ này lợi hại nhất người tuổi trẻ, hơn nữa nghe nói, hắn bây giờ đã được đặc cách cất nhắc là Nhan Chân thất tử. Cái gì, Nhan Chân thất tử, không phải nói Nhan Chân thất tử tiêu chuẩn là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên sao? Chẳng lẽ nói, hắn đã đạt đến? Hẳn còn không có, bất quá hắn cái này cả người sức chiến đấu chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm. Hơn nữa, người này thiên phú, tiềm lực rất khủng bố, vô cùng trẻ tuổi. Được gọi là có 102 Nhan Chân phái gần trăm năm qua đứng đầu. T, như thế lợi hại, không nghĩ tới Nhan Chân phái lần này lại có thể đem loại này yêu nghiệt cũng phái tới,
sợ rằng, là muốn thay bọn họ vãn hồi một ít mặt mũi chứ. Đó cũng không phải là, dẫu sao bọn họ lần này mặt mũi có chút vứt quá lớn, hơn nữa đúng lúc còn đụng phải bọn họ Nhan Chân phái muốn thử một chút đánh vào thành U Lang thứ 5 lớn đứng đầu cấp thế lực Ngai Vàng. Loại này thời gian điểm quá mức nhạy cảm, dĩ nhiên không cho sơ thất. Đích xác, hơn nữa có tin tức chứng thật, vậy Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão, tựa hồ đã đột phá trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên. Đây chính là so bốn lớn đứng đầu cấp thế lực người dẫn đầu cũng còn muốn nhân vật đời trước. Xem như vậy mà nói, Nhan Chân phái sắp thành là chúng ta thành U Lang thứ 5 lớn đứng đầu cấp thế lực, đã là thất tạc định, không sơ hở tí nào. Loại chuyện này mà còn không thể nói, đến lúc đó rồi hãy nói. Đám người một hồi xôn xao. Khiếp sợ với Nhan Chân phái người tới lợi hại cùng cường hãn. Chư hình, nghe nói năm nay cũng còn không 50 tuổi, cũng đã là trở thành Nhan Chân phái năm trẻ một đời nhất chạm tay có thể bỏng, không người có thể địch yêu nghiệt. Đồng tộc đồng bối không người có thể cùng tranh phong, thậm chí liền miễn cưỡng cùng chi như nhau, đều khó tìm ra một người. Nhân vật như vậy, tự nhiên lợi hại, tự nhiên đáng sợ. Cho nên liền liền Nhan Chân phái cũng phá lệ đem hắn cất nhắc vì mới lên Nhan Chân thất tử một thành viên. Gần trăm năm qua, hắn chư hình, thật vẫn là cái đầu tiên lấy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cảnh giới, liền ngồi lên cái vị trí này người. Đơn giản là kỳ tài ngút trời, tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Mà lần này, hắn tự mình đi tới cái này cổ xưa núi sâu, mục đích không cần nói cũng biết, nhất định là vì đem Trần Phi Gan này dám khiêu khích Nhan Chân phái nguy hiểm không biết trời cao đất rộng hạng người, tự tay diệt trừ. Thu hồi mặt mũi. Oanh! Mà nhưng vào lúc này, tuyết sắc tung tóe, vân không trong đột nhiên hiện đầy có chút lạnh lẽo băng tuyết. Một mảng lớn ngân trang trang nghiêm màu sắc đem vậy rậm rạp chẳng chỉ thi ma đại quân bao trùm. Trực tiếp là lại lần nữa đốt chiến hỏa, giết vậy người sau đã là có chút quân lính tan rã. T, loại thủ đoạn này, chẳng lẽ là Tuyết Vân Lâu người cũng tới chứ? Có người thấy tình cảnh này thất kinh, bởi vì loại thủ đoạn này, nhưng mà thành U Lang bốn lớn đứng đầu cấp thế lực Tuyết Lâu Mây bảng hiệu. Là cái gì, Tuyết Vân Lâu cường giả thế hệ trước, vẫn là, rất nhiều người ở vừa động thủ một cái. Không biết, bất quá, không hổ là Tuyết Vân Lâu à? Loại thủ đoạn này, thật sự là có quá kinh người. Những cái kia thi ma đều sắp bị giết sạch. Đám người sắc mặt kinh động, bàn luận sôi nổi. Mà ở thấy càng ngày càng nhiều nhân vật cường thế ra tay, những người còn lại vậy không do dự nữa, lựa chọn đánh đau chó rớt xuống nước. Nhất thời, trên bầu trời hiện đầy đếm không hết mạnh mẽ pháp khí, pháp thuật thủ đoạn, lợi hại linh quang. Thành đoàn kết đội thi ma cuối cùng là từ từ bị thanh sạch sẽ. Tất cả mọi người hai mắt sáng lên, hướng vậy sâu trong lòng đất phát khởi xung phong. Thật là một cái cung điện dưới đất, xem cái này quy mô, tất nhiên là một vị thời xưa cường giả nơi lưu lại. Lần này chúng ta thật là đi đại vận, mọi người xông vào vậy cung điện dưới đất sau đó, có người chính là không nhịn được ngạc nhiên mừng rỡ, nói. Bởi vì đây là một tòa chôn sâu ở lòng đất thần bí cung điện, tràn đầy năm tháng cùng già nua dấu vết. Nói ít đều là mấy trăm năm trước. Hơn nữa chỗ tòa này cung điện dưới đất vô cùng là khổng lồ, toàn bộ quanh co khúc khuỷu, khó mà thấy cuối, hơn nữa có chút tường thể bề ngoài còn rõ ràng khắc bức tranh có làm run sợ lòng người trận pháp đường vân, khiến nó không chịu năm tháng ăn mòn, gìn giữ đến nay. Thời xưa mộ huyệt, chính là không biết cung điện này rốt cuộc là bực nào tầng thứ cường giả lưu. Thôi, bỏ mặc, chúng ta đi, ta chư hình, nhất định phải bắt được cái mộ này huyệt trong bảo vật. Nhưng vào lúc này, vậy Nhan Chân phái yêu nghiệt chư hình dẫn đầu xung phong, hóa là một đạo linh quang, đáp xuống thần bí kia cung điện trước cửa, trong tay linh quang chớp mắt, một tòa rìu lớn xuất hiện, bổ ngang xuống. Oanh! Hắn thực lực quả thật có tư cách lấy kinh người để hình dung. Ước chừng chỉ dùng một búa, vậy Trần Phong mấy trăm năm cổ xưa cung điện cửa, liền bị hắn trực tiếp là lập tức bổ ra. Mọi người diễn cảm khẽ biến, nhìn về chư hình ánh mắt hoặc nhiều hoặc thiếu cũng mang theo mấy phần kiêng kỵ. Nếu như lại cho hắn một ít thời gian, tương lai, coi là thật sẽ không thể giới hạn. Đi, nhưng vào lúc này, chư hình hét lớn một tiếng, trực tiếp là vọt vào. Không tốt, chúng ta vậy đi vào. Đồ nếu là rơi vào chư hình trong tay, chúng ta coi như thật là cái gì vậy có phải hay không? Đi, muôn ngàn lần không thể để cho hắn giành trước. Không ít người mặt liền biến sắc, cũng là cắn răng, vọt vào theo. Vèo, vèo, vèo. Sát theo,
những người còn lại cũng là tốc độ thật nhanh vọt vào, thân hình ở đó giữa không trung để lại từng đạo tàn ảnh. Đều đã xông lên đến nơi này, bọn họ tự nhiên không thể nào lại chần chờ cái gì, nếu không, còn không bằng không đi vào. Cùng lúc đó, ở đó lòng đất cung điện chỗ sâu, không ngờ có hai món thân hình dẫn đầu bọn họ bắt đầu hành động. Hơn nữa, vậy u ám chỗ sâu giấu một đôi yêu dị con ngươi, lại là tức giận, cùng hổn hển. Ngươi, lúc nào đi theo ta? Nhìn sau lưng đột nhiên xuất hiện Bùi Uyển Tình, Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó cũng là không nhịn được khẽ cười khổ đứng lên. Hắn còn lấy là cô gái này sau này sẽ nhìn hắn chạy, ai biết, lại có thể lại lặng lẽ theo sau. Và hắn cùng nhau tiến vào thần bí này địa cung chính giữa. Ai, cái này thật đúng là. Người này cũng sẽ không khiêm tốn một ít sao. Minh biết bên ngoài có nhiều người như vậy đang đuổi giết ngươi, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi làm sao biết đất này để có dấu như vậy bí mật? Bùi Uyển Tình bây giờ đối với Trần Phi có thể không có gì hay sắc mặt xem. Gỡ vuốt mái tóc, lãnh đạm nói. Ngạch, Trần Phi lại hơi ngẩn người, sờ mũi một cái, nhìn đối phương có chút khóe miệng câu cười, nói tiểu tỷ tỷ, người đây là đang quan hệ ta. Ai sẽ quan hệ ngươi loại này xú vô lại, lưu manh, khốn kiếp. Bùi Uyển Tình căng thẳng mặt đẹp đột nhiên lập tức lại có chút ửng đỏ, nhìn Trần Phi có chút mắt đẹp mang, không tốt, nói ta bất quá là muốn hồi ta Bùi gia Thanh Nguyệt tổ tiên bản đồ bảo tàng mà thôi. Chết sống của ngươi, cùng ta không liên quan. Trần Phi cười hắc hắc cười, hắn lại không ngốc, dĩ nhiên đã hiểu đối phương lời này thật sự là có chút không nói thật. Hừ, ngươi cười cái gì cười? Nghe gặp Trần Phi lại còn như vậy cười hắc hắc, Bùi Uyển Tình chân thực có chút cáu ngứa răng. Rồi sau đó, nàng hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Trần Phi, khẽ cắn răng, nói, ngươi có biết bên ngoài bây giờ, có nhiều ít nhân vật lợi hại chạy tới đuổi giết ngươi? Ngươi phải biết, còn biết giống như bây giờ cười được. Nhiều ít? Trần Phi một mặt tò mò, hắn cười không cười được, cái này thật ra thì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn rất muốn biết. Đến tột cùng là có nhiều ít rỗi rãnh không có chuyện làm người, chạy đến tìm hắn phiền toái. Nếu là chờ hắn đem lần này tránh thoát, sau này, một cái nữa cái từ từ thu thập. Từ từ tìm bãi. Người này thật không biết cái gì là sợ. Thấy Trần Phi trên mặt cái này hơi có chút thiếu làm thịt vẻ hiếu kỳ, Bùi Uyển Tình không nhịn được dậm chân, hàm răng nhẹ ma, nói. Bên ngoài bây giờ nói ít đã tụ tập được 200 trở lên người, hơn nữa, giống như Ngạn Thanh Vân. Trưởng cổ lão nhân vật như vậy còn đều là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cấp bậc người xuất sắc. Bị bọn họ tìm tới nói, ngươi cảm thấy ngươi thoát khỏi. Hơn nữa, nói đến đây vậy Bùi Uyển Tình hơi dừng lại một chút, hàm răng nhẹ khẽ cắn mềm môi, giọng lãnh đạm, nói, hơn nữa, Nhan Chân phái vậy phái người tới. Ngươi có biết người tới là ai? Là ai? Trần Phi con ngươi hơi híp một chút, cướp ra nhàn nhạt hàn mang. Cái này cái quỷ gì Nhan Chân phái? Còn thật là có chút âm hồn không tiêu tan à. Thật làm hắn dễ khi dễ. Chư hình, Bùi Uyển Tình giọng mang theo mấy phần chán ghét và lạnh như băng, chậm rãi nói, Nhan Chân phái năm trẻ một đời gọi là kiệt xuất, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà đây chư hình, chính là trong đó lợi hại nhất một cái. Lợi hại nhất một cái. Trần Phi khóe miệng hơi phiết liễu phiết, nhìn Bùi Uyển Tình lúc này còn lưu lại nhàn nhạt chán ghét tuyệt đẹp gương mặt. Đột nhiên hỏi tiểu tỷ tỷ, ngươi rất ghét hắn. Ừ, vậy Bùi Uyển Tình mắt đẹp đột nhiên lướt qua một tia sững sờ như vậy cùng với vẻ kinh hãi. Rồi sau đó liền gặp nàng nhìn Trần Phi, thản nhiên nói cái này cùng ngươi không quan hệ. Tên kia cũng chạy tới giết ta, còn theo ta không quan hệ. Nếu không, ta giúp ngươi đem hắn mạng nhỏ lưu lại nơi này địa cung hạ tính. Trần Phi nhún vai, thanh âm mang chút hung ác cùng tà dị, nói. Ngươi điên rồi. Như thế xung động làm gì? Bùi Uyển Tình mặt liền biến sắc, tâm hồn thiếu nữ khẽ run, nhìn Trần Phi giọng tràn đầy kiêng kỵ, nói ta nói cho ngươi, chư hình là Nhan Chân phái hôm nay cái này một trẻ tuổi bối phận chính giữa, lợi hại nhất một cái. Hơn nữa còn có tin đồn Nhan Chân phái cố ý lập hắn là nhiệm kỳ kế Nhan Chân phái tông chủ. Nói đến đây Bùi Uyển Tình hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nói, hơn nữa, người này thiên phú chắc tuyệt. Bất mãn 50 tuổi. Hôm nay cũng đã là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên cường giả đỉnh phong, cả người sức chiến đấu đủ để sánh bằng phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Vì vậy, hắn còn được đặc cách cất nhắc là Nhan Chân thất tử. Ở hắn trước,
cơ hồ không có người có thể lấy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp tu vi ngồi lên cái vị trí kia, nhưng là hắn chưa hình, nhưng làm được. Phải không, Trần Phi không mặn không lạt bĩu môi, sao cũng được gật đầu một cái. Thiên tài, không tới 50 tuổi trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp. Nghe tựa hồ rất trâu, nhưng chỉ cần cùng hắn đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh, cho dù là tầng thấp nhất trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, cái loại đó đối thủ, cũng là có thể một cái tay tùy tiện sắp xếp. Cho nên, hắn căn bản cũng không cần đem loại này người coi ra gì. Đối phương nếu cũng như thế ngàn dặm xa xôi đi đối phó hắn, vậy dĩ nhiên hẳn được nên đấu thế nào, liền đấu thế nào. Ai sợ ai à? Người này, ai? Thấy Trần Phi trên mặt vậy còn là thái độ thờ ơ, không biết vì sao, Bùi Uyển Tình lại có chút tức giận. Mặt đẹp băng bó được lạnh lùng, cũng là không mặn không lạt nói, nếu ngươi không quan tâm mình mạng nhỏ, vậy coi như xong, hừ. Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn người, rồi sau đó cười lên, nói. Yên tâm đi tiểu tỷ tỷ, cái loại đó mặt hàng, ta nhúc nhích một chút ngón tay là có thể đem hắn cho chơi chết. Ông, Trần Phi nói cũng còn chưa nói hết. Địa cung chỗ sâu lại bỗng vang lên quỷ dị chiến minh, để cho người cảm giác lạnh buốt, không lạnh mà run. Trần Phi chưa nói xong nói cũng trực tiếp là thu hồi, khẽ nhíu mày, nhìn vậy u ám chỗ sâu. Cái này địa phương rách thật có chút cổ quái à. Trần Phi tự lẩm bẩm một tiếng, lại trực tiếp là đưa tay đem vậy Bùi Uyển Tình kéo lên, nói, đi theo ta, cẩn thận một chút. Cái này địa phương rách là có chút quỷ dị. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Vậy Bùi Uyển Tình mặt liền biến sắc, có chút ửng đỏ, nhất là bị Trần Phi vậy cái bàn tay bắt, kéo lên, thân thể mềm mại đều là nhận không dừng được hơi run một chút chiến. Nhưng mà, nàng mặc dù ngoài miệng cậy mạnh, vừa nói muốn cho Trần Phi buông nàng ra, nhưng là, chính nàng nhưng bất luận cái gì một chút động tác tiếp theo cũng không có. Mặc cho Trần Phi đem tay nàng nắm. Một màn này nếu như bị người thấy được, truyền đi. Cũng không biết sẽ có nhiều ít thành u lang ngưỡng mộ Bùi Uyển Tình tuấn kiệt tức giận điên cuồng. Muốn đem Trần Phi xương cho rút. Đi thôi, chúng ta đi sâu vào xem. Cẩn thận một chút, Trần Phi vừa nói, tâm tư toàn ở quỷ dị này địa cung chỗ sâu phía trên, kéo Bùi Uyển Tình, dè đặt hướng vậy địa cung chỗ sâu tiến phát. Nhưng mà ngay tại Trần Phi bọn họ hai người tiếp tục lựa chọn đi sâu vào, xuất phát sau đó, chỉ gặp phía sau bọn họ phương hướng, ánh sáng mờ tối xó xỉnh chính giữa. Từng đạo cái bóng mơ hồ lần lượt xuất hiện. Những cái bóng này phương thức tồn tại vô cùng là quỷ dị, giống như là lơ lửng ở giữa không trung, như ẩn như hiện, toàn thân còn quấn quỷ dị lại mạnh mẽ yêu khí. Hơn nữa bọn họ liền ước chừng chỉ là như vậy xuất hiện, lại có thể, liền ảnh hưởng chung quanh lối đi vách tường bắt đầu dần dần hủ hóa đứng lên. Tầng tầng cổ xưa đất bùn trở thành cho tàn. Những thứ này loài người đáng chết, tứ vương tử. Chúng ta ở chỗ này khổ tâm kinh doanh lâu như vậy bí mật, chẳng lẽ thì phải để cho bọn họ phá hư? Một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua vang lên, có chút tà ác, hổn hển, làm người ta trong lòng không nhịn được tê dại. Nghe vậy, khác một đôi hiện lên không rõ ràng, màu xanh đậm trẻ yêu dị con ngươi lạnh lùng rụt một cái. A, à, nhưng rồi sau đó, liền gặp hắn nhẹ giọng một đạo cười nhạt, yêu khí con ngươi chính giữa, lướt qua một đạo nhàn nhạt khinh thường, lạnh lẻo vẻ. Ngay sau đó, chính là có một đạo kiêu ngạo tà ác thanh âm, chậm rãi xuất hiện. Ngươi nói những phế vật này, bọn họ có thể có cái gì thành tựu, nếu không phải sợ những thứ khác thế lực hữu cơ có thể thừa dịp, tộc ta sớm mới đem bọn họ tòa thành kia ao cho san thành bình địa. Hắn khinh thường vừa nói, con người gắt gao nhìn chằm chằm địa cung chỗ sâu, nói, để cho những thứ này con kiến trước búng búng đi, có lẽ, bọn họ vẫn có thể giúp chúng ta một tay, vậy nói không chừng đây. Ha ha! Hắn quỷ dị cười, rồi sau đó lại ẩn núp tiến vào trong bóng tối. Những thứ khác bóng dáng vậy đi theo biến mất, giống như là làm lại cũng không có xuất hiện qua như nhau. Trần Phi cùng Bùi Uyển Tình hai người thận trọng đi sâu vào đếm 10 phút, rồi sau đó chính là thấy, cái này u ám lối đi cuối, lại có thể xuất hiện một tòa đã sụp đổ cung điện. Đi vào xem, dựa vào mình thần thức còn có thể dùng, Trần Phi tiến vào vậy đã sụp đổ trong cung điện. Đầu tiên, dẫn nhập mi mắt là 7-8 tòa tư thái khác nhau đá lớn pho tượng. Chỉ gặp bọn họ toàn dọc theo một phương hướng quỳ lạy, Trần Phi nhìn vậy 7-8 tòa quỷ dị pho tượng, dừng bước lại, khẽ nhíu chân mày. Thế nào, đây không phải là thông thường pho tượng sao? Bùi Uyển Tình nghi ngờ hỏi. Ở nàng nhìn lại,
cái này bất quá chỉ là thông thường pho tượng mà thôi. Thông thường pho tượng, đồ chơi này, tựa hồ không quá phổ thông. Trần Phi như vậy tự mình lẩm bẩm, đột nhiên, vậy 7-8 tòa đá lớn pho tượng lại có thể chậm rãi mở mắt, vậy trong mắt, rồi sau đó nổi lên kinh người thần thái, cùng kinh người yêu quang. Oanh! Ầm ầm ầm! Hống! 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 Bọn họ phát ra kinh người tiếng gào thét, sụp đổ cung điện chấn động, vang vọng không ngừng, đúng là làm vậy u lãnh cung điện dưới đất nhấc lên từng cơn cường hãn gió lốc lớn. Cái gì? Cái này? Đây là cái gì? Thấy tình cảnh này, Bùi Uyển Tình nhìn vậy 7-8 đầu đột nhiên nổi tiếng đá lớn pho tượng quái vật, mắt đẹp đông lại một cái, có chút khó tin kinh dị nói. Sinh mạng con rối, Trần Phi trong mắt có chút ngưng nhiên, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể ở cái này thấy loại vật này. Sinh mạng con rối, đó là cái gì? Bùi Uyển Tình một mặt mờ mịt, hiển nhiên, nàng căn bản không biết đây là cái gì. Ngươi nói cái này là sinh mệnh con rối. Ngược lại thì trong thức hải truyền đến trận kinh không thanh âm giật mình. Sinh mạng con rối, coi như là ở bên trong vực vậy vô cùng là hiếm thấy. Bởi vì vật này, là thuộc về nguyên đan chân quân cảnh cường giả cái tầng thứ kia dành riêng. Nơi này, lại có sinh mạng con rối tồn tại. 8-9 phần 10 đi, Trần Phi diễn cảm ngưng nhiên mở miệng nói. Trước lui ra ngoài, Trần Phi kéo Bùi Uyển Tình hướng sụp đổ cung điện bên ngoài thối lui. Mở miệng nói, đây là khôi lỗi một loại, chỉ bất quá, loại này khôi lỗi tồn tại nhưng vô cùng là cao cấp. Dù sao thì là tới đầu rất lợi hại, bản thân vậy rất thứ lợi hại. Vèo, vèo, vèo. Giữa lúc Trần Phi kéo vậy Bùi Uyển Tình chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, ở đó sụp đổ phế tích cửa một hướng khác, lối vào, bỗng nhiên truyền đến từng đạo phá không thanh âm. Ngay sau đó, một đống đội ngũ, nhanh chóng xuất hiện ở vậy. Ừ. Trần Phi hơi sững sờ, rồi sau đó trực tiếp là sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới lúc này lại có thể sẽ có người đuổi theo. Lần này tựa hồ tình huống có chút phiền toái. Cùng lúc đó, vậy bên kia, xuất hiện ở cung điện nơi cửa chính đội nhân mã kia vậy rất hiển nhiên là phát hiện Trần Phi tồn tại. Dẫn đầu người, một cái thân hình cao lớn nam tử, nhìn Trần Phi, đầu tiên là ngẩn ra, một khắc sau, cặp mắt kia thì có lăng liệt sát ý. Cùng xâm nhiên cười nhạt, từ hắn trong mắt, bộc phát ra. Xem ra, người chính là Trần Phi. Vậy thân hình cao lớn nam tử con mắt xâm nhiên khinh thường nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là ở xem một cái con mồi. Chư hình, là ngươi, Bùi Uyển Tình có chút giật mình nũng nịu rồi sau đó là đột nhiên vang lên. Làm mọi người đều là sững sốt một chút. Chư hình, hắn chính là ngươi mới vừa nói, chư hình. Trần Phi nhướng mày một cái. Thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Xui, Uyển trời trong, đợi một chút, ngươi, các người. Thân hình cao lớn nam tử cũng chính là chư hình vậy ngây ngẩn. Chỉ gặp hắn nhìn Trần Phi bên cạnh Bùi Uyển Tình trước còn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng sau đó, hắn hình như là kịp phản ứng cái gì, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi dắt Bùi Uyển Tình bàn tay, xâm nhiên hai tròng mắt, trực tiếp là có chút oán độc theo hiện lên đỏ lên. Nguyên lai hai ngươi là một đôi cẩu nam nữ, tiện nhân, ta liền nói, ngươi tại sao phải cự tuyệt ta đến cửa cầu hôn, nguyên lai, là bởi vì là cái phế vật này. Chư hình rét lạnh trong đôi mắt, khoảnh khắc ở giữa chính là có sát ý nồng nặc đột nhiên bùng nổ lên, làm cái này sụp đổ trong cung điện nhiệt độ đều bắt đầu biến thấp xuống rất nhiều. Nguyên lai, cái này chư hình cũng là Bùi Uyển Tình người ái mộ. Trước, còn từng lên Bùi ra cầu hôn, muốn đón dâu Bùi Uyển Tình qua cửa. Nhưng mà, lại bị người sau không chút do dự cự tuyệt. Lúc này, hắn ở thấy tim mình trong mắt nữ thần, lại có thể theo Trần Phi dụ dỗ chung một chỗ, thành cẩu nam nữ. Có thể không tức giận, có thể không tâm tính mất thăng bằng. Sát ý mạnh mẽ, tựa như cuồng gió vậy, ở cái này trong cung điện điên cuồng gào thét. Ngươi, ngươi, ngươi mới là tiện nhân. Ta nói qua, ta căn bản cũng không thích ngươi. Ngươi tâm kia chết đi. Bùi Uyển Tình tức giận thân thể mềm mại có chút run rẩy, nhìn chư hình tức giận nói. Dẹp ý niệm này, ta xem, ngươi là lòng đã treo ở tên mặt trắng nhỏ này trên người chứ. Tốt lắm, vậy ta bây giờ coi như ngươi mặt đem hắn cho làm thịt. Đến lúc đó, ngươi sợ rằng mới có thể hoàn toàn nhận rõ sở, chỉ có ta chư hình, mới thật sự là xứng với người ngươi. Chư hình một mặt dữ tợn, mình mồng oán độc ý theo sát khí đánh về phía Trần Phi, từng bước một tiến lên, nói. Chư hình,
ngươi không muốn thật là quá đáng. Vậy Bùi Huyền Tình lúc này cũng có chút tức giận, cả người toát ra kinh khủng linh quang, hướng vậy phía trước đè đi, hết sức kinh người. Ngươi, Bùi Huyền Tình, ngươi lại vì tên mặt trắng nhỏ này, dám theo ta Chư Hình động thủ. Chư Hình trong lòng hơn nữa mất thăng bằng đứng lên, cảm giác mình đã bị liền phản bội. Rồi sau đó, một tiếng nổ vang lớn, cung cấp điện run rẩy. Hắn bên trong thân thể mênh mông sát ý lại lần nữa xông ra, đánh về phía Trần Phi, trong mắt sát ý cơ hồ là muốn hóa là thật thế chấp. Phế vật, có bản lãnh đừng đứng ở sau lưng đàn bà. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, ngươi loại rác dưới này, ở ta Chư Hình trước mặt theo con kiến hôi, không việc gì khác biệt. Cút ra đây, hắn một tiếng gầm thét, hết sức làm nhục, muốn Trần Phi cút ra đây, tốt đem tên mặt trắng nhỏ này đầu cho vặn xuống. Bất quá, đối với hắn vậy cực độ mất thăng bằng oán độc, giết người vậy ánh mắt, Trần Phi nhưng liền phản ứng hứng thú cũng không có. Chỉ gặp hắn liếc mắt một cái Chư Hình sau lưng mấy người kia. Một cái trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, còn có 4-5 cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời, hoặc là nhị trọng thiên đỉnh cấp, đội hình như vậy. Lần này tựa hồ thật sự có chút phiền toái. Sau có mãnh hổ, trước có cản đường kẻ gian. Chư Hình đợi một chút, ngươi xem nơi đó, tê, đó là cái gì? Bỗng nhiên lúc này, Chư Hình sau lưng vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên ông già sắc mặt cả kinh, nói. Cái gì? Liền trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ đều như vậy thất thố, Chư Hình tự nhiên không dám khinh thường, nhìn sang. Chỉ gặp ở đó Trần Phi sau lưng sụp đổ bên trong cung điện, chẳng biết lúc nào, cuối cùng có 7 đầu dáng người phá lệ khổng lồ đá lớn pho tượng lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở nơi đó. Hơn nữa, vậy 7 đầu đá lớn pho tượng còn không phải là chết, là sống. Một cổ kinh khủng chập chờn tản mát ra, làm ra đầu tê dại. Chính là các người, quấy rầy chúng ta ngủ ly bì. Giống như là người chết vậy không có chút nào chập chờn thanh âm vang lên, trong đó một đôi đá lớn pho tượng ánh mắt bình thản quét nhìn mọi người tại đây, nói. Giả cái quỷ gì, hừ, không biết cái gọi là. Chư Hình sau lưng, một vị nhan chân phái cao thủ tựa hồ không quá tin tưởng cái này 7 đầu đá lớn pho tượng lợi hại, lạnh lùng nói. Coi như sau đó một khắc, một cổ kinh khủng yêu khí hạ xuống. Trực tiếp là để cho hắn nguyên vốn khinh thường con ngươi, hung hăng co rúm một cái, cực độ hoảng sợ. Chỉ nghe gặp một tiếng vang thật lớn, vậy nhan chân phái cao thủ thuận tiện bị một cổ kinh khủng lực lượng cho nghiền thành mảnh vỡ, hài cốt không còn, máu tươi phiêu tán. Cái gì, mọi người tại đây nhất thời con ngươi kinh hãi rụt một cái, từ đầu đến chân đều có từng luồng khí lạnh không cầm được hiện lên. Lên tiếng khinh thường nhan chân phái cao thủ. Chính là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp tồn tại, nhưng bây giờ, vừa đối mặt, chuyện gì xảy ra cũng còn không biết, liền chết. Kinh người như vậy thủ đoạn, bọn họ có thể không chấn động, có thể không sợ. Các hạ, dám là mấy vị là lai lịch gì? Bọn ta đến từ thành U Lang Nhan chân phái. Vậy trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên ông già có chút ra đầu tê dại, nhưng vẫn là cắn răng đứng dậy, giơ tay lên nói. Nhan chân phái, đó là cái gì? Không biết, chưa nghe nói qua. Thành U Lang đâu? Hình như là ngoại vực một cái thành nhỏ chứ? Nhớ không rõ lắm. 7 đầu đá lớn pho tượng ngươi một lời ta một lời, bình thản trao đổi. Nhưng mà bọn họ nói, nhưng làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được hơn nữa ra đầu tê dại, cả người hiện lên khí lạnh. Ngoại vực một cái thành nhỏ, to lớn như vậy giọng, những xúc sinh này, đá trách, đến tột cùng là lai lịch gì? Đúng rồi. Nhưng vào lúc này, vậy mới bắt đầu nói chuyện, động thủ đầu kia đá lớn pho tượng lại đột nhiên mở miệng, ánh mắt bình tĩnh lại lần nữa rơi vào Trần Phi cùng trên người, yên tĩnh nói các người một chàng thiên đại cơ duyên, có không có hứng thú? Muốn không muốn? Thiên đại cơ duyên? Mọi người ngẩn ra, rồi sau đó liền gặp Chư Hình đứng ra thần tình kích động, nói. Cái gì thiên đại cơ duyên? Muốn, dĩ nhiên muốn, tiền bối, ta kêu Chư Hình. Chính là chúng ta nhan chân phái thế hệ này người tuổi trẻ chính giữa thiên phú người lợi hại nhất, không tới 50 tuổi cũng đã tu luyện đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp, khoảng cách vậy tam trọng thiên, vậy cũng chỉ có nửa bước xa. Cho nên, cái này cơ duyên nếu là có thể cho ta, ổn thỏa không có nhục không? Bọn họ nhiều người như vậy lần này tiến vào địa cung này, không phải là vì mưu cầu cơ duyên. Mà bây giờ, thiên đại cơ duyên đặt ở trước mắt, hắn Chư Hình, sao có thể sẽ nguyện ý không muốn?
không tới 50 tuổi trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp. Được rồi, miễn cưỡng, tạm. Hai người đâu, tại sao không nói chuyện? Cự thạch kia pho tượng bình thản nói, sâu thẳm con ngươi, đột nhiên lại rơi xuống Trần Phi, Bùi Uyển Tình trên mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bùi Uyển Tình theo bản năng nhìn một cái Trần Phi, người sau đưa tay ở nàng mu bàn tay vỗ lên một cái, ngẩng đầu lên, cười nhạt nói, nguyện nghe nói rõ. Thấy tình cảnh này, Trư Hình dĩ nhiên là hơn nữa ghen tị còn có trong lòng không thăng bằng. Không chỉ là bởi vì Trần Phi tên mặt trắng nhỏ này lại dám theo hắn trong suy nghĩ nữ thần, động tác như thế thân mật, lại là bởi vì, thần bí kia đá lớn pho tượng, so với hắn, thật giống như còn muốn càng coi trọng Trần Phi phế vật này. Ngươi ngược lại là rất bình tĩnh, mới có thể có như vậy chấn định, ngược lại cũng coi là không tệ. Tốt lắm, bây giờ ta hỏi các ngươi những người này chính giữa, nhưng có người nghe nói qua Xích Tiêu Quân. Cự thạch kia pho tượng giọng dần dần ngưng túc đứng lên, giống như là hướng thánh vậy, chậm rãi mở miệng nói. Xích Tiêu Quân. Trên mặt tất cả mọi người đều là mờ mịt, cũng không biết cái này Xích Tiêu Quân đến tột cùng là cái gì. Cái gì, Xích Tiêu Quân, ngươi hỏi hắn có phải hay không 700 năm trước, một thân một mình, một người một ngựa giết bên trong vực vương tộc một vị vương gia vương phủ Xích Tiêu Quân thủ hạ con rối đại quân Xích Tiêu Quân. Ngược lại thì trong thức hải trận kinh không nghe được cái này ba chữ, không nhịn được kinh hãi. Người khác không biết, hắn làm sao có thể sẽ không biết. Cái này Xích Tiêu Quân năm đó nhưng mà cái lớn đâm đầu. Đại sát tinh, người gặp người sợ, liền vương tộc vương gia cũng dám giết. Giết bên trong vực vương tộc một cái vương gia vương phủ. Trần Phi khóe miệng không nhịn được quất rút ra, ánh mắt hơi kinh hãi, ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, một lúc lâu mới há mồm nói. Dám hỏi tiền bối, cái này Xích Tiêu Quân, nhưng mà Xích Tiêu, quân thủ hạ con rối đại quân. Xích Tiêu Quân, Xích Tiêu Quân, tất cả mọi người bị Trần Phi cái này có chút kỳ nghĩa nói chuyện cho lượn quanh hôn mê. Bùi Uyển Tình nhỏ giọng hỏi Trần Phi, nói, người đang nói gì? Ta nghe không hiểu. Xích Tiêu Quân, quân vương quân, một cái khác Xích Tiêu Quân, là quân đội quân. Cái này Xích Tiêu Quân là 700 năm trước bên trong vực một vị đại danh đỉnh đỉnh nguyên đan chân quân cảnh cường giả, vô cùng là mạnh mẽ. Trần Phi giải thích. Ha ha, ha ha ha. Cự thạch kia pho tượng nhất thời vang lên kích động tiếng cười lớn, cung điện chấn động. Tiếng cười rơi xuống, một đầu khác đá lớn pho tượng nhìn Trần Phi ngạo nghễ nói. Ha ha, xem ra ngươi là có nghe nói qua ta chủ uy danh. Vậy thì tốt, tỉnh chúng ta lại giải thích thêm. Hơi dừng lại một chút, lại gặp hắn mở miệng nói, bây giờ ta nói cho các người, cái này trong cung điện, có ta chủ Xích Tiêu Quân, thủ hạ con rối đại quân Xích Tiêu Quân truyền thừa. Các người nếu là có thể đạt được, ở nơi này ngoại vực, đủ để tùy ý ngang dọc. Không người dám phạm, mà chúng ta, cũng có thể đi theo giải thoát. Nói xong lời cuối cùng thanh âm kia lộ vẻ được có chút mệt mỏi đứng lên. Nếu không phải bởi vì muốn cái này Xích Tiêu Quân truyền thừa truyền xuống. Bọn họ cần gì phải ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời địa cung trong hưu quạnh vượt qua mấy trăm năm. Hết thảy, cũng là muốn truyền thừa, đem bọn họ chủ nhân truyền thừa, lưu truyền xuống. Chưa đến nỗi đứt rễ. Ở nơi này ngoại vực, đủ để tùy ý ngang dọc. Trư Hình nghe vậy diễn cảm cả kinh. Rồi sau đó trực tiếp là vẻ mặt vô cùng kích động đứng lên, trong ánh mắt hiện ra tinh mang. Hắn mặc dù không biết đến vậy cái gọi là Xích Tiêu Quân. Năm đó đến tột cùng là cái đẳng cấp gì cường giả, nhưng có thể có được cái này Xích Tiêu Quân, liền lại có thể ở cái này ngoại vực vô địch. Đây là bực nào sức hấp dẫn, hắn căn bản không biện pháp chống cự. Phế vật, ta cảnh cáo ngươi, cái này Xích Tiêu Quân là ta Trư Hình, ngươi nếu là dám không biết tự lượng sức mình, ta bảo đảm, sẽ để cho ngươi hối hận. Hài cốt không còn, sát theo, liền gặp hắn truyền âm cho Trần Phi, uy hiếp nói. Hắn bây giờ đã đem cái này Xích Tiêu Quân truyền thừa, coi là mấy vật, nếu ai dám cướp, đây tuyệt đối là tử thù. Huyết hải thâm cừu. Cùng lúc đó, trong thức hải trận kinh không cũng là tâm trạng kích động mở miệng nói. Thằng nhóc, ngươi lần này là thật đi đại vận. Xích Tiêu Quân, năm đó nhưng mà đại thiên vị cảnh người xuất sắc, chỉ thiếu chút nữa, là có thể du ngoạn huyền thiên cảnh, thành là vương giả. Càng về sau nghe nói hắn là chết trận, có thể cái này Xích Tiêu Quân. Lại có thể truyền thừa xuống. Vô luận như thế nào, cái này Xích Tiêu Quân truyền thừa, người nhất định phải bắt được.
nó có thể giúp ngươi ở bên trong vực đứng vững gót chân, thậm chí, thành là danh chấn một phương đủ phân lượng cường giả. Trần Kinh không giọng kiên định nói. Đại thiên vị cảnh, huyền thiên cảnh. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt trong lòng không nhịn được có chút giật mình. Trần Kinh không trong miệng cái gọi là, đại thiên vị cảnh, huyền thiên cảnh, hắn dĩ nhiên biết là chỉ cái gì. Và trúc cơ chân nhân cảnh có ngũ trọng thiên bất đồng, tầng thứ cao hơn nguyên đan chân quân cảnh, cũng chỉ có tứ trọng thiên cảnh giới. Theo thứ tự là tiểu thiên vị cảnh, đại thiên vị cảnh, huyền thiên vị cảnh, cùng với, tới thiên vị cảnh. Đại thiên vị cảnh nguyên đan chân quân cảnh tầng 2 thiên tồn tại, coi như là ở toàn bộ ngoại vực, cũng chỉ có lông phượng và sừng lân số lượng. Hiếm thấy cực kỳ, mạnh mẽ vô biên. Cho nên, cái này nhóm cường giả lưu lại truyền thừa, cũng khó trách Trần Kinh không hiện vào lúc này sẽ như thế kích động. Dẫu sao coi như là hắn năm đó, cũng chỉ mới chỉ là một nửa bước đại trận sư mà thôi, liền nguyên đan chân quân cảnh nhất trọng thiên tiểu thiên vị tồn tại cũng không so được, huống chi là cái này lợi hại hơn lớn thiên vương chi cảnh tồn tại. Loại chuyện này, có thể không làm được không kích động, không phải trong lòng có quỷ, chính là tuyệt không thể nào. Tất cả vị tiền bối, ta chư hình mặc dù không mới, nhưng vậy hướng tới thành là giống như là xích tiêu quân tiền bối như vậy, đỉnh thiên lập địa cường giả cái thế. Nói đến đây chư hình dừng một chút là, lên tiếng lần nữa, cười nói, cho nên, nếu như ta có thể được cái này truyền thừa, ta nhan chân phái, ắt sẽ xích tiêu quân các vị, phụng là chỗ ngồi khách quý. Ta nhan chân phái mặc dù không mới, khá vậy vẫn có hai vị trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên thái thượng trưởng lão chấn giữ. Không biết yếu đi xích tiêu quân năm đó uy danh. Tên này mặc dù kiêu ngạo, nhưng vậy vẫn là cũng có phần thông minh vặt. Lời nói này, vô luận là âm thầm quá cao xích tiêu quân địa vị, lấy đạt được đối phương đồng ý, còn có cái này thân phận địa vị trình bày. Đều đưa chính hắn nói thành là nhan chân phái người chủ sự như nhau. Âm thầm dương cao chính hắn giá trị con người. Chẳng qua là, nghe vậy, vậy bảy đầu đá lớn pho tượng nhưng chỉ là bình thản nhìn hắn như nhau, thản nhiên nói. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần không phải nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, nguyên đan chân quân cảnh trở xuống, cũng khác biệt không lớn. Tuy nói chư hình giấu rất kỹ, có thể bọn họ, thì như thế nào không nhìn thấu cái này chư hình dã tâm. Lời nói khá hơn nữa, không có năng lực, vậy vẫn là một phế vật. Nghe vậy, chư hình cùng với nhan chân phái đám người sắc mặt đều là không nhịn được cứng đờ. Đối phương giọng to lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn không có biện pháp cãi lại, điều này hiển nhiên là nhất nín thở. Làm bọn họ hết sức khó chịu. Chư hình trong lòng cũng là vô cùng là nổi nóng, những quái vật này, từng cái đầu biến thành đá, ở nơi này lại thúi lại u ám địa cung chính giữa ngủ lâu, liền đầu vậy hư. Tuy nói cái này cái gì xích tiêu quân năm đó hoặc giả là có thể rất lợi hại, rất cường đại, nhưng bây giờ, mấy trăm năm trước đã qua, cũng không phải là năm đó. Hắn không tin những người này đang còn muốn cái này lại thúi lại u ám địa cung chính giữa tiếp tục ngủ say đi, tối tăm không mặt trời. Mà nếu là muốn đi ra nói, hiện vào lúc này ở địa cung này chính giữa, trừ hắn chư hình, còn có người nào tư cách so hắn càng, lắp thêm, đạt được phần này truyền thừa. Chỉ có hắn chư hình, nhan chân phái năm trẻ một đời đệ nhất thiên tài, không tới 50 tuổi trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cao thủ, tiềm lực, thiên phú vô địch. Mới có tư cách đạt được phần này truyền thừa. Những người khác, cũng không xứng. Bất quá trong lòng mặc dù tức giận, chư hình trên mặt vẫn là lại chất ra mỉm cười, nói, bỏ mặc nói thế nào, các vị tiền bối vậy hẳn biết, lựa chọn đi theo một cái đúng người, thiên phú, tiềm lực lợi hại hơn người, mới có thể là lựa chọn chính xác nhất. Xích tiêu quân hẳn là năm đó xích tiêu quân tiền bối bảng hiệu, ta nghĩ, tất cả vị tiền bối cũng không muốn ở nơi này mấy trăm năm sau đó. Như vậy xích tiêu quân tiền bối danh tiếng bị long đong chứ? Bảy đầu đá lớn pho tượng lúc này mới gật đầu một cái, nói, đích xác. Ta chủ danh tiếng, coi như là ở nơi này mấy trăm năm sau, một khi xuất thế, cũng không thể yếu đi. Được rồi, các người trong mấy người, vậy bọn ngươi ba cái miễn cưỡng đủ tư cách thử một lần. Bất quá ngươi. Đầu đá lớn pho tượng khổng lồ móng vuốt chỉ hướng Bùi Huyền Tình, thản nhiên nói, ngươi là phụ nữ, không quá thích hợp. Vậy thì ngươi cửa hai cái đi vào tranh một chuyến đi. Cự thạch kia pho tượng chỉ chư hình, vẫn là Trần Phi, quyết định sau cùng chỉ có bọn họ hai người có tiến vào thử một chút tư cách. Định sẽ không để cho các vị tiền bối thất vọng, chư hình vẻ mặt nhất thời kích động, lại hung hăng nhìn Trần Phi một cái, trong ánh mắt, tràn đầy sát ý.
đa tạ tiền bối cho cơ hội. Trần Phi cũng là giơ tay lên một cái. Chúng ta có cho hay không cơ hội, đều là thứ yếu, bởi vì mấy người chúng ta thật ra thì cũng không phải là Xích Tiêu quân một thành viên. Bất quá, ta bây giờ vẫn là đưa các người vào đi thôi. Cự thạch kia pho tượng bình thản thanh âm vang lên, đột nhiên, Trần Phi và Chư Hình hai người, liền đồng thời cảm giác được có một cổ lực lượng không thể kháng cự, đem mình cho kéo tới sụp đổ cung điện chỗ sâu. Nhất thời, bọn họ trước mắt đổi được tối. Bóng người bọn họ, vậy từ Bùi Huyền Tình cùng với Nhan Chân Phái cùng trước mặt người ngay tức thì biến mất không gặp. Thấy tình cảnh này, vậy Nhan Chân Phái một loại cao thủ chố mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một cổ khó mà áp chế rung động lưu chảy ra ngoài. Cái này mấy đầu đá lớn pho tượng thật sự là quá mạnh mẽ, thủ đoạn, thật là kinh người nghe. Để cho hắn theo Chư Hình đi tranh đoạt cái này truyền thừa. Chư Hình như vậy lợi hại, hắn tranh qua sao? Chỉ có Bùi Huyền Tình không giống bọn họ như vậy vẫn còn ở bị sợ ở. Chỉ gặp một hai mắt đẹp nhìn cung điện chỗ sâu, hơi có mấy phần lo lắng nói. Ở nàng nhìn lại, Chư Hình vô luận là tiềm lực, thiên phú, hoặc giả là thực lực, cũng quá mức lợi hại. Trần Phi liền nàng cũng không phải là đối thủ, sao có thể tranh qua cái loại đó kẻ địch. Nhưng là, nàng vậy rõ ràng, nàng bây giờ coi như là lo lắng nữa, vậy là vô dụng. Vô sự vô bổ. Cho nên bây giờ, hết thảy vẫn là chỉ có thể dựa vào tên khốn kia mình à. Cùng lúc đó, vậy Trần Phi cùng Chư Hình bị lực lượng thần bí dẫn tới cung điện chỗ sâu. Nơi này lại có thể có động thiên khác, là một tòa diện tích bàng sân rộng. Mà ở nơi này bàng lớn trên quảng trường, đứng sừng sững mấy trăm tòa trông rất sống động không rõ ràng pho tượng. Những cái kia pho tượng có chính là người, cũng có là yêu, còn có vẫn là hung thú. Từng ngọn pho tượng bề ngoài hiện đầy u ám sáng bóng, hơi thở khủng bố, giống như vật còn sống. Đây chính là vậy Xích Tiêu quân, tốt khí thế kinh khủng. Nhìn vậy từng ngọn trông rất sống động không rõ ràng pho tượng, Chư Hình liếm môi một cái, thần tình kích động, nói. Bởi vì ở đó chút pho tượng trên mình, hắn lại có thể cảm nhận được nồng nặc đến không cách nào chống lại chèn ép. Loại trình độ đó, coi như là ở bọn họ Nhan Chân Phái đại trưởng lão. Cùng với luật hình đại trưởng lão thần lên, cũng không có cảm thụ qua. Như vậy có thể gặp, cái này Xích Tiêu quân thật không phải là lãng đắc hư danh. Hắn thời kỳ toàn thịnh là có kinh khủng dường nào, đối với hắn bây giờ tầng thứ mà nói, thật là khó mà tưởng tượng. Cái này Xích Tiêu quân nhất định phải nắm giữ được trong tay. Chư Hình lúc này ở trong lòng hạ quyết tâm, hung hăng cầm chặt quả đấm. Rồi sau đó, hắn cặp kia dữ tợn, tràn đầy sát khí trong mắt. Vậy trực tiếp là rơi vào Trần Phi trên mình, thanh âm lạnh như băng, trực tiếp là vang lên uy hiếp nói. Phế vật, ta nói cho ngươi, đàng hoàng ở đó đợi, có lẽ ta vẫn có thể đại phát từ bi, thả ngươi một con đường sống, nếu không, ta sẽ một tấc tấc bóp vỡ ngươi xương. Để cho ngươi sống không bằng chết, chết không có chỗ chôn. Nghe vậy, Trần Phi tà tà liếc mắt một cái vậy sắc mặt kiêu căng cùng dữ tợn Chư Hình, khóe miệng lạnh lùng câu, trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Nhưng vậy không phản ứng. Đi theo liền gặp hắn ánh mắt rơi vào vậy trên quảng trường Xích Tiêu quân pho tượng phía trên, nhỏ cẩn thận quan sát. Một lát sau, liền gặp mắt mâu hơi híp. Quả nhiên, tất cả đều là sinh mạng con rối. Quảng trường này bên trong Xích Tiêu quân con rối ít nhất có mấy trăm cái, bực này bút tích, coi là thật có chút dọa người à. Sinh mạng con rối, còn có một đường tên gọi không chết con rối, tuy không phải thật không chết, nhưng chỉ bằng loại này đại khí gọi. Như vậy khôi lỗi giá trị cũng đã là lộ ra thấy rõ. Sinh mạng con rối, coi như chẳng qua là một tòa, muốn đào tạo hoặc là chế tạo nói, đều phải cần bỏ ra vô cùng là khó có thể tưởng tượng bằng giá thật lớn, mới có thể làm được. Mà rõ ràng hẳn là dùng cái con số để đo lường sinh mạng con rối, lúc này, lại là có mấy trăm tòa như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Bực này tình cảnh, bực này chiến trận, coi như là Trần Phi cũng không nhịn được rung động trong lòng đứng lên. Không nhìn được xúc động, cái này Xích Tiêu quân không hổ là 700 năm trước nổi tiếng bên trong vực người tàn nhẫn. Bực này bút tích, thật là không phải vậy. Phế vật, ngươi lại dám coi thường ta Chư Hình nói. Mà ở thấy Trần Phi lại là trực tiếp đem hắn làm như không thấy, Chư Hình nguyên bản kiêu căng cùng giữ tợn gương mặt, hiện vào lúc này không nhìn được đổi được vặn vẹo. Tràn đầy ác độc sát ý. Ở hắn trong mắt, Trần Phi liền chỉ là một con kiến hôi phế vật, nhưng bây giờ... Phế vật này không chỉ có đoạt, hắn
hắn người phụ nữ, còn lại dám coi thường hắn chứ hình mà nói, xem bộ dáng là muốn cùng hắn cướp đoạt cái này Xích Tiêu Quân truyền thừa. Bực này không tự lượng sức phế vật, hắn gặp được, há có thể không giận. Hơn nữa, hắn trong lòng bây giờ mặt cũng là cực độ không thăng bằng. Hắn chưa hình thân phận gì, địa vị gì, tầng thứ gì. Nhưng bây giờ, Bùi Uyển Tình lại coi thường hắn, cự tuyệt hắn đến cửa cầu hôn, cùng phế vật này câu kết làm bậy, thậm chí, liền liền bậy bên ngoài bảy đầu xúc sinh vậy thật giống như đối với phế vật này càng là đồng ý. Hắn chưa hình bực nào kiêu ngạo, há có thể không giận. Há có thể tâm lý thăng bằng. Hừ, nghĩ đến đây, chư hình lạnh lẽo, giữ tợn con người chính giữa trực tiếp là bắn ra một đạo hàn mang, cường hãn khí thế khoảnh khắc ở giữa hạ xuống ở Trần Phi trên mình, hung hăng chèn ép hắn thân thể. Chó má, phế vật, đàng hoàng ở nơi này cái này, cùng ta thừa kế Xích Tiêu Quân truyền thừa, lại tới giết ngươi. Khí thế kinh khủng đè được Trần Phi trên mình đều có chút rỉ ra mồ hôi, gân xanh nổi lên. Giận không kềm được dưới, tên này vậy trực tiếp là xé rách ra mặt. Dựa vào thực lực bản thân cường hãn, chèn ép Trần Phi, muốn hắn trung thực lưu lại ở cái này dọc theo quảng trường, không tham dự Xích Tiêu Quân tranh đoạt, an tâm nhận lấy cái chết. Chó má, phế vật, ngươi là ta nói ta sao? Ha ha, nếu không chúng ta chờ xem kìa, một khi ta nếu là bắt lại vậy Xích Tiêu Quân truyền thừa, người đầu tiên chết, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Trần Phi mặt không đổi sắc. Nhàn nhạt hung ác thái độ trực tiếp là làm chư hình sắc mặt biến đứng lên. Vô cùng phiền muộn, hết sức khó khăn xem, âm trầm tới cực điểm. Oanh! Cùng lúc đó, quảng trường chấn động, truyền tới tiếng vang lớn. Ngay sau đó, ở Trần Phi, chư hình hai người bất ngờ chấn động ánh mắt nhìn soi mói, vậy Xích Tiêu Quân, giống như sống. Ai, tỉnh lại chúng ta! Tiếng trầm thấp, run rẩy Trần Phi bọn họ màng nhĩ. Ai! Tỉnh lại chúng ta. Tiếng trầm thấp, vang vọng ở vậy buồn tẻ, u tĩnh quảng trường chính giữa, rồi sau đó liền gặp vậy trong bóng tối truyền tới động tĩnh. Một vị người khoác khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét, vẻ mặt lãnh đạm xuất hiện ở Trần Phi, chư hình trước mắt hai người. Nhất thời, đập vào mặt làm người ta mau muốn quỳ sụp xuống đất khí tức kinh khủng. Vô luận là Trần Phi, hoặc giả là chư hình, lúc này nhìn về đối phương ánh mắt cũng bất ngờ kinh sợ cả kinh. Thật là lợi hại, Trần Phi tự lẩm bẩm, ánh mắt giật mình, lúc này xuất hiện ở người khổng lồ, quang thị khí thế liền mạnh như vậy hãn. Chẳng lẽ, lại không thể so với bên ngoài vậy bảy đầu bảo vệ đá lớn pho tượng yếu. Chư hình rung động sau đó, cũng là ánh mắt sáng lên, trên khuôn mặt vạch qua lau một cái vẻ kích động. Ánh mắt hiện ra kích động cùng tham lam. Sau đó liền gặp hắn đi nhanh đến 3 mét cao khôi giáp người khổng lồ trước mặt, mỉm cười cúi đầu một cái, ngẩng đầu lên. Ôm quyền cao giọng nói tại hạ chư hình, nghe tiếng đã lâu Xích Tiêu Quân thần uy như ngục, uy thế bất phàm. Hôm nay được gặp tướng quân, quả thật không phải là cái gọi là. Không thể không nói, cái này chư hình vẫn là rất có mấy phần tâm cơ. Phen này tình cảnh cũng coi là nói hết sức đẹp, rõ ràng căn bản cũng không biết Xích Tiêu Quân là cái gì, lại nói ngưỡng mộ đã lâu. Liền là muốn cho đối phương đối với hắn sinh ra một chút hảo cảm mà thôi. Bất quá. Hắn như vậy tâm tư mặc dù đoán không sai, nhưng là, vẫn còn là biểu lầm người. Vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua chư hình, liền trực tiếp là sắc mặt hờ hững đứng lên, bình tĩnh nói. Các người là tới đón bị truyền thừa khảo nghiệm, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét chậm rãi hỏi. Nếu là có thể đạt được chư vị tiền bối đồng ý, ta chư hình, cùng với phía sau ta nhan chân phái. Ắt sẽ đem tất cả vị tiền bối phụng là chỗ ngồi khách quý, cực kỳ hoan nghênh. Hơn nữa, ta cũng tuyệt sẽ không làm Xích Tiêu Quân tiền bối năm đó danh tiếng, bị xấu hổ, bị long đong. Ta bảo đảm, chư hình lập tức nói. Nghe vậy, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét không việc gì tỏ thái độ, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, cũng là bình thản nói, hắn nói nhiều như vậy, người đâu? Có muốn nói cái gì sao? Trần Phi mí mắt vừa nhấc. Nói, làm hết sức mà thôi. Tin tưởng các vị trong lòng sẽ có mình phán xét tiêu chuẩn, và phán đoán chứ. Nghe vậy chư hình trực tiếp là suy thanh cười một tiếng. Quả nhiên là phế vật, liền dũng khí cũng không có, lấy cái gì và hắn chư hình tranh. Nhưng vào lúc này, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét nhưng lại có thể khẽ cười, nhàn nhạt nói, không sai, vững vàng, chấn định, vậy hiểu được nhận định tình hình. Ừ,
ngươi so hắn hơi muốn khá hơn một chút. Cái gì? Nhất thời, Trư Hình nguyên bản giễu cợt gương mặt, trực tiếp là ngay tức thì trở nên có chút đỏ lên theo vặn vẹo. Không nghĩ tới đây đối với Phương, lại có thể sẽ như thế cho rằng, như thế nói. Đáng chết, những người này có phải là thật hay không ngủ lâu? Đầu óc cũng có vấn đề. Không nhìn ra hắn Trư Hình, mới thật sự là lợi hại, tiềm lực, thiên phú vô song thiên tài. Vậy đồ phế vật, coi là cái gì? Tốt lắm, nếu các người có duyên phận đến đây, vậy ta cũng sẽ cho ngươi hai người chúng ta một lần bình đẳng tiếp nhận truyền thừa khảo nghiệm cơ hội. Người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét ánh mắt, chậm rãi ở Trần Phi cùng Trư Hình trên mình quét nhìn, nhàn nhạt nói, đầu tiên, các người cần kinh nghiệm 3 đợt so sánh, thắng được sau đó, lại do ta Xích Tiêu Quân huynh đệ nói cho ta, bọn họ có nguyện ý hay không đi theo, nếu là nguyện ý, vậy thì chính là thành công. Hiểu ý của ta không? Rõ ràng, Trần Phi gật đầu một cái. Đối phương nói rất thẳng thừng, hắn dĩ nhiên nghe được rõ ràng. Mà Trư Hình chính là hai tròng mắt oán độc co quắp một cái, hung ác trợn mắt nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới lại gạt bỏ nở nụ cười, hướng vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét nói, ta cũng không có hỏi. Xin hỏi tiền bối, là kia 3 đợt so sánh. Thứ nhất, là tài lực. Vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét giơ tay lên, đưa ra một đầu ngón tay. Trần Phi nghe vậy, hơi ngẩn ra. Bất quá lúc này vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét lại nhiều đi nữa đưa ra một đầu ngón tay, tiếp tục nói thứ hai, là tiềm lực. Vậy thứ ba đâu? Trư Hình mở miệng hỏi. Vô luận là tiềm lực, hoặc giả là tài lực, hắn cũng tự tin có thể đem Trần Phi nghiền ép. Cuối cùng là thần thức lực, vậy có thể nói là tinh thần lực. Người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét nhìn một cái Trư Hình, lại lần nữa bình thản nói, muốn có được chúng ta Xích Tiêu Quân truyền thừa, khống chế chúng ta, thì nhất định phải là phải có siêu số người trợ cường hãn thần thức lực. Nếu không, quang là muốn đồng thời đem chúng ta cho gọi ra tới, liền thần thức hỏng mất mà nói, vậy liền không có ý nghĩa gì, không phải sao? Cho nên, người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét tiếng trầm thấp bỗng nhiên dương lên, nói, hạng thứ 3, là cứng rắn tính điều kiện, phải đạt tới tiêu chuẩn, mới có tư cách nói kế tiếp nói tiếp. Ngoài ra, trước hai hạng so sánh vậy phải là toàn thắng, mới có thể nói tiếp theo khảo nghiệm. Nghe hiểu ta ý sao? Ừ, không thành vấn đề. Trần Phi lần nữa gật đầu một cái. Xích Tiêu Quân chính là một cái khổng lồ quân đội, một người muốn phải hoàn toàn khống chế, không có siêu số người trợ thần thức lực, đích xác là không được. Tiền bối, ta hiểu ý. Trư Hình lúc này cũng là cười lên, giống như là nắm chắc phần thắng. Thành U Lang hỏi ai người nào không biết, bọn họ Nhan Chân phái Chấn Tông phương pháp, chính là lấy thần thức cường hãn mà xưng. Đúng lúc, hắn cũng là đem cái này Chấn Tông phương pháp làm là chủ tu công pháp. Cứ như vậy, hắn thật sự là không nghĩ ra bất kỳ, phế vật kia vẫn có thể uy hiếp được lý do của hắn. Tài lực, tiềm lực, liền hắn, xứng sao? Ha ha, ha ha ha. Nghĩ đến đây, Trư Hình trong lòng trực tiếp là cười như điên, hướng Trần Phi truyền âm, cười lạnh nói, chó má, phế vật, đối với ta lấy được rồi Xích Tiêu Quân truyền thừa. Ta cái đầu tiên liền muốn mạng ngươi, nghe rõ chưa? Nghe được cái này truyền âm, Trần Phi con ngươi híp lại, lau một cái nhàn nhạt dùng mình trực tiếp là như ẩn như hiện đi ra. Cái đầu tiên liền muốn mạng ta, phải, trước hết để cho ngươi lại búng, được nước một hồi. Chờ một hồi mà. Chúng ta xem đến tột cùng là ai chết trước. Hừ, tốt lắm, bắt đầu đi. Đầu tiên, cái đầu tiên là so đấu tài lực. Các người nếu như cảm giác được mình có cái gì ưu thế, đại khả nói ra, do ta làm phán xét. Nhưng vào lúc này, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét mở miệng nói. Vậy thì ta tới trước đi. Trư Hình ngạo nghễ đi về phía trước một bước, đầu tiên là khóe mắt khinh thường nhìn xem Trần Phi. Lúc này mới nhìn về vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét, mỉm cười nói. Tiền bối, ta xuất từ thành U Lang thứ 5 lớn đứng đầu cấp 1 trong Nhan Chân phái. Chúng ta Nhan Chân phái mặc dù không có nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, nhưng là, bây giờ cũng đã có hai vị trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên lão tổ, cho nên quy mô theo thế lực, cũng coi là cái này thành U Lang hạt hạ bên trong đứng đầu. Mà ta, Trư Hình mặt đầy kiêu ngạo đưa tay đưa tới ngực mình. Tiếp tục cười nhạt nói, mà ta Trư Hình, bây giờ đã bị bên trong định trở thành là chúng ta Nhan Chân phái trưởng môn đời kế tiếp người người thừa kế. Đến lúc đó, chỉ cần một khi ta ngồi lên cái vị trí kia, tài lực phương diện này,
chắc là hoàn toàn không cần lo lắng mới đúng. Bất quá chỉ tiếc, hắn lần này trầm bổng, Tiêu Tiêu sái sái lên tiếng, nhưng không nhận được đối phương, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét chút nào thần sắc đồng ý. Chỉ gặp hắn nghe vậy không mặn không lạt gật đầu một cái, ánh mắt liền rơi xuống Trần Phi trên mình, nói, người đâu? Ta, Trần Phi cười một tiếng, trên mặt hiện ra lau một cái dâng trào tự tin. Ta là một người luyện đan sư. Luyện đan sư, Chư Hình cùng với người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét cơ hồ là đồng thời trong mắt rụt một cái. Bất quá rồi sau đó liền gặp Chư Hình một bên mắt sâu oán độc, một bên phảng phất là khinh thường vậy nói. Luyện đan sư vậy thì thế nào? Coi như là nghề nghiệp này đúng là thân phận tôn quý. Có thể muốn vẻn vẹn chỉ là cấp thấp luyện đan sư, như vậy có tác dụng gì? Chư Hình lời nói tràn đầy khinh thường. Trần Phi nghe vậy, cười mỉa, nói, à, vậy ở trong mắt ngươi, đẳng cấp gì luyện đan sư, mới cũng coi là cao cấp. Ngươi là đẳng cấp gì luyện đan sư? Bất quá lần này, Chư Hình chưa kịp nói chuyện, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét nhưng trực tiếp là lên tiếng, hỏi. Nghe vậy, Trần Phi ánh mắt hướng vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét nhìn lại, yên lặng chốc lát, mới chậm rãi nói, tiền bối, ta cụ thể là đẳng cấp gì luyện đan sư? Bây giờ còn chưa thuận tiện tiết lộ cho ngươi, bất quá, ngươi có thể cho ta một cái tiêu chuẩn. Ta cần là đẳng cấp gì luyện đan sư, mới có thể ở nơi này tài lực so đấu lên, thắng nổi hắn. Không tiện tiết lộ, ngươi lấy là ngươi là ai? Nghe vậy, Chư Hình trực tiếp là giễu cợt, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, không nhìn ra ngươi thật đúng là sẽ cố làm ra vẻ huyền bí, làm bộ làm tịch à. Tiền bối, hắn loại thái độ này. Có phải hay không có chút quá không tôn trọng ngươi? Hắn một bên giễu cợt Trần Phi, một bên gây xích mích cách ở giữa, muốn cho kia à người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét trong lòng đối với Trần Phi sinh ra bất mãn. Như vậy, hắn liền còn có cơ hội có thể thừa dịp. Có thể nghe nói, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét lại nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói chúng ta muốn chọn lựa, là chúng ta Xích Tiêu quân chủ nhân, cho nên, đây mới là hắn nên có thái độ, đúng mực. Chư Hình nghe vậy ngẩn ra, trực tiếp là có chút cáu kết, tên khốn này, cho ngươi mặt mũi còn không xong. Nếu không phải là giống như phế vật kia như vậy làm bộ làm tịch, không tôn trọng ngươi, mới là đúng. Có phải bị bệnh hay không? Ngươi hỏi ta cần gì dạng tiêu chuẩn, mới có thể ở nơi này tài lực so sánh lên, thắng nổi hắn. Người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét nhìn Trần Phi, yên lặng hồi lâu, đột nhiên lại hỏi, ở trước đó, ngươi trước trả lời ta một cái vấn đề khác. Ngươi bây giờ, nhiều ít tuổi. Ta sao? Trần Phi ngớ ngẩn, trong lòng suy nghĩ lại một chút, lúc này mới lên tiếng nói, ta thật giống như đã 30 liền chứ. Vừa nói, hắn trong lòng hơi có chút xúc động cùng thần sắc phức tạp. Thời gian đảo mắt, hắn đều đã qua 30. Cái gì, 30, ngươi chắc chắn. Vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét con ngươi rụt một cái, nhìn Trần Phi giọng có chút ngưng nhiên, nói, ngươi nếu dối gạt ta. Ta bảo đảm, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Chư Hình hừ lạnh một tiếng, nói, 30. 30 ngươi còn dám nói ngươi là cái gì luyện đan sư? Cười nhạo, ngươi từng tuổi này, phân biệt rõ ràng các loại luyện đan vật liệu, cùng với bọn chúng hiệu dụng theo dược lý sao? Thật là cuồng ngông rốt nát, không biết cái gọi là. Trần Phi ha ha cười một tiếng, vậy không phản ứng hắn. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét. Nhàn nhạt nói, tiền bối, người hẳn biết kiểm nghiệm xương cốt tuổi tác phương pháp chứ? Là cùng không phải, người kiểm tra một chút, thì biết. Vừa nói, hắn liền hướng đối phương đi tới. Cùng lúc đó, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét trực tiếp là đưa tay khoác lên hắn sống lưng lên. Một lát sau, liền gặp vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét buông tay ra, mặt đầy đều là chấn động cùng kinh dị, nói thật đúng là. Không tới 30. Chỉ có 29 nhiều một chút. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, lại lần nữa hướng đối phương hỏi, tiền bối, bây giờ ngươi có thể cho ta một cái tiêu chuẩn sao? Ta cần là đẳng cấp gì luyện đan sư, liền có thể thắng được hắn. Cấp 4 trở lên, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét không chút do dự mở miệng nói, còn người chăm chú nhìn Trần Phi. Ngươi bây giờ nếu như đã đạt đến luyện đan sư cấp 4 trở lên, vậy ta liền đồng ý ngươi tài lực. So sau lưng hắn một cái tông môn nhiều hơn. Càng hùng hậu. Chẳng qua là nghe được cái này, Chư Hình nhưng chợt sắc mặt đổi một cái, nói tiền bối,
đùa gì thế? Coi như là một cái luyện đan sư cấp 4, lại sao có thể so ta Nhan Chân phái còn có tiền? Rốt nát! Người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét lại hừ lạnh một tiếng, nói tuổi tác như vậy luyện đan sư cấp 4. Nhiều không nói, tương lai ít nhất là có 30% trở lên hy vọng, có thể thành là một tôn vương cấp luyện đan sư. Người vậy tông môn liền một vị nguyên đan chân quân cảnh cường giả cũng không có, còn dám theo tương lai vương cấp luyện đan sư so tài lực. Chư hình ngay tức thì không lời có thể nói, không lời chống đỡ. Và vương cấp luyện đan sư so tài lực. Đừng nói là bọn họ Nhan Chân phái, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ toàn bộ thành U Lang, vậy không bản lãnh kia. Bất quá, thằng nhóc kia sao có thể là một vị cấp 4 trở lên luyện đan sư? Hắn mới bay lớn, đây căn bản cũng không có thể. Cho nên nghĩ đến đây, chư hình cũng không có hơn nữa. Chẳng qua là cười lạnh nhìn Trần Phi, luyện đan sư cấp 4. Có bản lãnh, ngươi nói ngay bây giờ nha nha chính ngươi là một vị luyện đan sư cấp 4 thử. Luyện đan sư cấp 4 trở lên à, vậy là không thành vấn đề. Xem ra một tour này, là ta thắng. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên mở miệng cười nói, làm chư hình biểu tình trên mặt trực tiếp là cứng đờ. Ngươi nói gì? Chư hình một mặt hoang đường nhìn Trần Phi, lạnh lùng giễu cợt, châm chọc nói, ngươi có phải là người hay không ngu, đầu óc cũng có vấn đề. Ngươi coi như là thứ gì? Lại có thể cũng dám nói mình là cấp 4 trở lên luyện đan sư. Người có biết hay không vậy chờ tồn tại, ý vị như thế nào? Tiền bối, hắn như vậy nói bậy nói bạ, thật liền một chút ràng buộc theo trừng phạt cũng không có. Luyện đan sư cấp 4, coi như là cấp thấp nhất cấp 4 hạ phẩm, vậy cũng sẽ ở thành U Lang có không kém uy danh, theo thân phận địa vị tầng thứ. Mà loại nhân vật đó, ở hắn trong ấn tượng, cơ hồ đều không một cái là tuổi tác ở 100 tuổi trở xuống. Hơn nữa người nào không biết, luyện đan sư đều là cần đại lượng kinh nghiệm tích lũy, khổng lồ kiến thức lượng hấp thu, cùng với tông môn truyền thừa bối cảnh, còn có trời phú đợi một chút loạn lên vọt vô cùng phức tạp hơn đồ. Mới có thể đem bồi dưỡng ra, lại càng đi càng cao, càng đi càng xa. Mà bây giờ, Trần Phi rõ ràng liền mới không tới 30 tuổi, 29. Có thể cái này chó má, phế vật này, nhưng lại dám nói mình là một vị cấp 4 trở lên luyện đan sư. Loại này hoàn toàn căn bản liền chuyện không thể nào, ai sẽ tin à? Là được, chư hình cặp mắt trực tiếp là oán độc, âm trầm, trong ánh mắt, còn có chút tán dương bất an chậm rãi xuất hiện. Người có phương pháp gì có thể chứng minh, người bây giờ là một vị cấp 4 trở lên luyện đan sư? Vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét cũng là ánh mắt trầm trầm nhìn trầm trầm Trần Phi. Ánh mắt kịch liệt chớp động. Phải biết. Liền liền chính hắn cũng thật ra thì cũng không có đối với hắn trước nói ra yêu cầu, ôm phân nửa lòng tin. Dẫu sao, không tới 30 tuổi, 29 luyện đan sư cấp 4, đó là cái gì khái niệm, hắn rõ ràng. Đó nhất định chính là yêu nghiệt, đan đạo quỷ tài, mà bây giờ, Trần Phi nhưng mây thưa gió nhẹ nói hắn chính là. Nhất thời, vậy hắn đã sớm biến thành khôi lỗi tim, đều giống như là tăng tốc độ nhảy lên. Lại để cho hắn có như vậy không chân thiết cảm giác hoảng hốt. Vậy còn không đơn giản. Nghe vậy, Trần Phi trực tiếp là cười một tiếng, nói, luyện đan sư cấp bậc cần dùng cái gì để chứng minh? Không phải là đan dược sao? Tiền bối, mời xem. Oanh! Một thốc màu vàng đất liệt diễm xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, tản ra nhàn nhạt sợ hãi hơi thở. Người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét thấy cái này đoàn ngọn lửa sau đó. Trực tiếp là con ngươi lại lần nữa rụt một cái. Trong ánh mắt hiện ra kinh dị, cùng chấn động vẻ. Thiên địa dị hỏa, hắn kinh ngạc tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, Trần Phi lại còn là thân cái thiên địa dị hỏa luyện đan sư. Vật này, coi như là bọn họ Xích Tiêu quân thời kỳ toàn thịnh, cũng là vô cùng là xem được mắt à. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, ở chư hình có chút bối rối theo vô cùng là khó coi ngay trong ánh mắt, Trần Phi trực tiếp là nước chảy mây trôi cầm ra các loại luyện đan vật liệu, bắt đầu luyện đan sư đứng lên. Đúng như hắn nói câu nói kia, thân là một người luyện đan sư, cần dùng cái gì để chứng minh? Rất đơn giản à, đó chính là đan dược. Một lát sau, một viên bao quanh mờ mịt mây mù màu xanh đan dược xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Tiền bối, ngươi kiểm tra một chút xem. Trần Phi đem đan dược kia đưa tới trước mặt đối phương, mở miệng cười nói. Ta,
Vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét kinh ngạc kết quả Trần Phi đan dược trong tay, đi theo liền gặp hắn cặp kia trầm ổn tay khổng lồ, lại giống như là hơi run lên. Rồi sau đó, liền gặp hắn môi run rẩy, nhìn Trần Phi, trong ánh mắt thần sắc có chút kinh hãi, nói, bốn văn. Bốn văn, cái gì bốn văn? Chư hình cũng giống là tim ngay tức thì bị kim đâm một cái, còn người hung hăng co giúp một cái. Nhìn trong tay đối phương vậy bao quanh nhàn nhạt mờ mịt mây mù màu xanh đan dược, thanh âm run run nói. Chỉ gặp vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét bàn tay lộn một cái, đem vậy đan dược trong tay hiện ra, giọng bất ngờ đã là đổi được vô cùng ngưng trọng. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi xem. Đan dược này, lại là 4 văn cấp 4 hạ phẩm đan dược. Cái gì, chư hình nghe vậy cũng giống là gặp quỷ vậy, gắt gao nhìn chằm chằm vậy đồ sộ trên tay đan dược. Ở đan dược kia lên, nếu là có từng luồng màu bạc đường vân đem vậy màu xanh đan dược bao quanh. Cẩn thận một đếm, thật sự là 4 văn. Không, không, điều này sao có thể? Cái này không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Chư hình ngay tức thì giống như là bị sợ choáng váng, ánh mắt run rẩy, thần sắc hoang đường, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ như nhau. 4 văn cấp 4 hạ phẩm đan dược, đó là cái gì khái niệm? Ở hắn trong ấn tượng thật giống như liền liền vậy một ít thành u lang thanh danh hiển hách cấp 4 thượng phẩm luyện đan sư, cũng luyện không ra, mà bây giờ. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, người nhất định là đang ăn gian. Hắn đột nhiên đưa tay chỉ Trần Phi lỗ mũi, tức miệng mắng to, nói, đừng lấy là ta không đoán được, người nhất định là dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn, đem vậy thành phẩm thuốc hư đánh cháo. Còn nữa, làm loại chuyện này người cũng không yếu điểm đầu óc. Ngươi có biết hay không, 4 văn cấp 4 hạ phẩm đan dược vậy ý vị như thế nào? Chỉ bằng ngươi loại phế vật này, là tuyệt không thể nào luyện ra. Cũng khó trách hắn bây giờ sẽ kích động như vậy, bởi vì, cái này 4 văn cấp 4 hạ phẩm đan dược đúng là quá dọa người. Coi như là cấp 4 thượng phẩm luyện đan sư cũng luyện không ra, hắn Trần Phi là cái thứ gì, làm sao lắp thêm? Cái này không thể nào, tuyệt không thể nào. Chư hình trong lòng trực tiếp là phát hoảng lên. Màu đậm run rẩy. Vòng thứ nhất so sánh, là ngươi thắng. Nhưng vào lúc này, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét trực tiếp là tuyên bố Trần Phi chiến thắng, hoàn toàn không để ý chư hình ở nơi này một bên nói nhảm. Làm trò đùa, đồ hết không đánh cháo, hắn chẳng lẽ còn không biết. Thật nếu là ngay trước hắn mặt mà đánh cháo, để cho hắn không phát hiện được, đây cũng là hắn Trần Phi bản lãnh. Nên thắng. Ở tuyên bố vòng thứ nhất so sánh thắng bại sau đó. Coi như vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét, thân là xích tiêu quân người, cũng là không nhịn được sắc mặt ngưng nhiên nhìn Trần Phi, thở dài nói, người thiên phú luyện đan, là ta gặp qua kinh khủng nhất một cái. Phỏng đoán coi như là không có chúng ta, tương lai người thành tựu, vậy nhất định là không biết nhị yếu. Nghe được cái này, chư hình lại sắc mặt âm trầm, diễn cảm khó xem. Chỉ cảm thấy mình giống như là ăn vô số con ruồi như vậy khó chịu. Hắn tự dự là thiên phú, tiềm lực vô song, là tuyệt đối thiên tài, mà bây giờ, nhưng không có được đối phương một câu khen. Ngược lại thì vậy chó má, phế vật kia, lại bị đối phương như vậy thêm khen, trong lòng của hắn như thế nào có thể đủ thăng bằng. Hừ, đắc ý cái gì, đây không phải là cũng chỉ là khảo nghiệm một cái phương diện mà thôi. Tiền bối, tiếp tục đi, đi theo liền gặp hắn mặt đầy oán độc nói. So đọ tài lực, hắn không sánh bằng Trần Phi. Nhưng nếu là đổi thành thiên phú tiềm lực, thần thức cường độ, hắn đi tự tin có thể nghiền ép. Ừ, vậy liền bắt đầu vòng thứ hai đi. Người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét cũng là gật đầu một cái, nói chim khôn lựa cây mà đậu, ta xích tiêu quân tự nhiên cũng không muốn rơi vào người tầm thường tay, dơ bẩn đại nhân một đời uy danh. Mà ngươi, mặc dù thiên phú luyện đan khủng bố, nhưng cái này dù sao không phải là năng lực chiến đấu phương diện, mà chúng ta xích tiêu quân, là một tòa quân đội. Cho nên, tiền bối, ngươi không cần nói, ta rõ ràng, Trần Phi cười gật đầu một cái, lại nói ta đối với bản thân có lòng tin. Vậy thì tốt, gặp Trần Phi như vậy trầm ổn cùng vân đạm phong khinh, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét khóe miệng cười chúm chím gật đầu một cái, tiếp tục nói, vòng thứ hai tương đối, là so đấu tiềm lực. Quy củ cũ, có cái gì ưu thế, nói ra, ta tới phán xét. Ta tới. Chư hình lại lần nữa đứng dậy, nói. Tiền bối, ta chư hình hôm nay bất mãn 50 tuổi, cũng đã là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cảnh giới,
hơn nữa, ta bây giờ cũng đã chạm được cảnh giới lằn danh đột phá. Bất mãn 50 tuổi trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, phân lượng này, hẳn vậy là đủ rồi chứ. Chư hình ngạo nghễ vô cùng nói. Bất mãn 50 tuổi trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, đúng là coi là không tệ. Bất quá, một là ngươi bây giờ còn cũng không có đạt tới, hết thảy cũng còn là ẩn số, coi là không được đếm. Hai là như chỉ là như thế, vẫn là có chút không đủ. Người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét nói đến đây dừng một chút, lại đang tiếp tục nói, bất mãn 50 tuổi trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, người như vậy mặc dù coi là kiệt xuất, nhưng ở bên trong vực chính giữa, nhưng cũng vẫn là có những người này có thể làm được. Không tính là quá hiếm. Nghe vậy, chư hình trực tiếp là một đỏ mặt lên. Sắc mặt thanh một hồi trắng một hồi. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình dựa vào làm hãnh diện thiên phú, tiềm lực, lại có thể ở đối phương trong miệng như vậy bình thường, không có được bất kỳ coi trọng. Nghĩ đến đây, chư hình trên mặt oán độc theo vẻ dữ tợn liền sâu hơn. Cắn răng, mới thấy được hắn đột nhiên nói, những cái kia nếu là còn chưa đủ, vậy hơn nữa như vậy chứ. Oanh! Vừa nói, ở trong cơ thể hắn, nhất thời ở giữa lại có một cổ hào hùng chập chờn cuộn sạch ra. Hống! Hào hùng màu xanh ánh sáng phóng lên cao, chỉ gặp một cổ thần bí cường hãn chập chờn, cuối cùng vào lúc này chậm rãi phiêu bay ra. Biến thành một đoàn ánh sáng sáng chói, xuất hiện ở chư hình sau lưng. Huyết mạch lực lượng, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét con người hơi nhanh tránh, nói. Không sai, chư hình mặt đầy ngạo nghễ, nói, không dối gạt tiền bối người nói, ta chư hình, từng đã từng một vị tiểu thiên vị máu cường giả mạch truyền thừa. Thiên phú ta. Hơn nữa cái này, không biết có đủ hay không liền đâu. Tiểu thiên vị máu cường giả mạch truyền thừa, đó đích xác là vậy là đủ rồi, không tệ. Người đâu, người khổng lồ cao 3 mét cuối cùng là lần đầu tiên tán thưởng chư hình một câu. Bất quá sát theo, lại gặp hắn nhìn về phía Trần Phi. Đầu tiên là ta thiên phú luyện đan, mặc dù đây cũng không phải chủ chiến, nhưng, cũng có thể coi như là một loại trong đó chứ. Trần Phi cười một tiếng, nói. Ừ, ngươi thiên phú luyện đan, ta cũng sẽ nhét vào tiêu chuẩn đo lường. Vậy khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét gật đầu một cái, nói. Được, thứ hai, là ta trận pháp sư thiên phú. Trần Phi cười một tiếng, trực tiếp là hào hùng trận pháp đường vân từ trong cơ thể hắn hiện ra. Thả ra làm người ta giật mình chập chờn. Nhân trận lục trọng trận pháp sư. Vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét con người co giúp một cái, sắc mặt hết sức chấn động. Nói, người lại vẫn là độc thân trận lục trọng trận pháp sư. Trên thực tế, ở hắn xem ra, Trần Phi thiên phú luyện đan như vậy khủng bố, những phương diện khác, rất có thể đều không phải là quá kiệt xuất. Bởi vì, dẫu sao một người tinh lực tóm lại là có hạn, hơn nữa, Trần Phi cũng chỉ có 29 tuổi. Không tới 30 năm thời gian, hắn coi như là yêu nghiệt đi nữa, lại có thể yêu nghiệt đi nơi nào. Chỉ sợ cũng chẳng qua là vậy thiên phú luyện đan, liền đỉnh thiên đi. Mà bây giờ, Trần Phi lại một lần nữa lộ ra mình lá bài tẩy, trực tiếp là làm hắn lại lần nữa hung hăng lấy làm kinh hãi. Nhân trận lục trọng trận pháp sư, thật ra thì đơn độc mà nói, cái này đẳng cấp trận pháp sư ở hắn trong mắt căn bản cũng không bắt mắt. Nhưng nếu là muốn ở nơi này nhân trận lục trọng trận pháp sư trước mặt hơn nữa hai cái sửa chữ từ. Không tới 30 tuổi, đồng thời còn là một có thể luyện ra 4 văn cấp 4 hạ phẩm đan dược khủng bố luyện đan sư. Liền cái này khác biệt, là có thể để cho người này trận lục trọng trận pháp sư tư cách hàm kim lượng kịch tăng. Hơn nữa, coi như là bỏ ra Trần Phi kinh khủng kia luyện đan sư thân phận không đề ra, chỉ là không tới 30 tuổi nhân trận lục trọng trận pháp sư, vậy vẫn là đủ kinh người được rồi. Loại đẳng cấp này trận pháp sư thiên tài, coi như là ở bên trong vực, cũng có thể ung dung số xếp hàng. Hơn nữa còn là trước mấy vị cái loại đó. Nhất thời. Người khổng lồ cao 3 mét nhìn về Trần Phi ánh mắt trực tiếp là có chút không nói đứng lên. Bởi vì loại trình độ này, như vậy tiềm lực theo thiên phú, liền hắn cũng đã là cảm giác được. Quả thật có chút khoa trương à. Vòng thứ hai tương đối, vẫn là ngươi thắng. Đi theo liền gặp hắn không chút do dự tuyên bố Trần Phi, lần nữa thắng lợi. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, cái này đã không việc gì lại nói nhảm cần thiết. Bực này tiềm lực. Thiên phú, còn có nhu cầu chất vấn cần thiết sao? Cái gì, bất quá nghe vậy, chư hình nhưng là sắc mặt chợt đổi một cái, nói, đợi một chút, tiền bối, ta không phục.
Ngươi không phục cái gì? Người khổng lồ cao 3 mét ánh mắt rơi vào Chư Hình trên mặt, bình thản nói nói. Nhất thời, mình mông áp lực tấn công tới, làm Chư Hình trực tiếp là hô hấp dồn dập. Ta. Chư Hình sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói, ta thừa nhận, hắn thiên phú luyện đan cùng với trận pháp thiên phú, đích xác là không tệ, nhưng là, cái này không qua cũng chính là phó nghề nghiệp thiên phú mà thôi. Xích Tiêu Quân là quân đội, chẳng lẽ, không nên càng coi trọng sức chiến đấu thiên phú? Ừ, nghe vậy, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét chân mày cao lại. Chư Hình lời này, nghe thật giống như có điểm đạo lý, là không tệ. Luyện đan sư, trận pháp sư, cái này hai cái nghề đều là cấp phó nghiệp, mà không phải là giống như kiếm tu, sát đạo chờ sức chiến đấu phương hướng. Bọn họ Xích Tiêu Quân là một cái quân đội, đúng là hẳn càng coi trọng sức chiến đấu phương diện thiên phú. Ngươi cảm thấy ngươi sức chiến đấu thiên phú, so ta tốt hơn. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cười khẽ thanh âm đột nhiên vang lên. Người khổng lồ cao 3 mét cùng với Chư Hình đều là sững sốt một chút. Hừ. Chư Hình hừ lạnh một tiếng, nhìn Trần Phi lạnh lùng nói, chẳng lẽ không phải là. Không nói khác, người có thể biết cái này tiểu thiên vị máu cường giả mạch cường giả, ý vị như thế nào. Bực này thiên phú, tiềm lực, đủ để ở thành U Lang trẻ tuổi đồng lứa chính giữa đứng hàng thứ. Oanh. Chít chít chít. Nhưng mà. Chư Hình nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi trong cơ thể liền lại trực tiếp là bạo phát ra một cổ kinh người hơi thở. Một con chim lửa vậy hư ảnh bay lượn bay lên không, rực cháy diễm bay lên không, quanh quẩn ở Trần Phi sau lưng. Mà làm vậy đạo hỏa chim vậy hư ảnh lúc xuất hiện, phía dưới người khổng lồ cao 3 mét trên mặt trực tiếp là bạo phát ra kịch liệt, náo động. Bực này hơi thở, liền hắn cũng bị dọa. Chư Hình nguyên bản tụ tập ở sau lưng huyết mạch lực lượng vậy hình như là không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp nổ banh. Tan vỡ hóa thành hư vô. Hiển nhiên, ở hắn trong miệng cái này tựa hồ vô địch tiểu thiên vị cường giả huyết mạch, ở Trần Phi sau lưng lửa kia chim hư ảnh trước mặt, thật giống như, liền cái gì cũng không phải. Bây giờ hỏa điểu này hư ảnh mới vừa xuất hiện, máu kia mạch, lại là trực tiếp là hỏng mất. Thật là làm người ta rung động. Không, không. Điều này sao có thể? Cái này không thể nào. Vào giờ phút này, Chư Hình đã có chút ngu, sắc mặt trắng bệch, tự lẩm bẩm, đều đã khó mà đi chú ý ngoại giới chuyện gì xảy ra. Trên người hắn vậy tiểu thiên vị máu cường giả mạch truyền thừa, là hắn lớn nhất bí mật, cùng dựa vào. Nhưng bây giờ, Trần Phi bên trong thân thể lực lượng thần bí nhưng lại có thể đem ngay tức thì chèn ép đến tan vỡ, hoàn toàn không phải là một cấp bậc, cái này ý vị như thế nào? Hắn làm sao có thể còn không biết. Mà lúc này, trừ Chư Hình giống như là bị sợ choáng váng giống vậy lẩm bẩm thanh ra, những thứ khác, hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Yên tĩnh không tiếng động, yên lặng đáng sợ. Vèo. Nhưng vào lúc này, lửa kia chim hư ảnh chợt lóe lên, biến mất không gặp, lúc này mới làm vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét ở trong mộng mới tỉnh, nhìn Trần Phi ánh mắt có chút kinh nghi, nói, mới vừa rồi, đó là cái gì? Ta cũng không biết, Trần Phi lắc đầu một cái, nói, nó ở ta bên trong thân thể rất lâu rồi, bất quá, ta cũng không biết lai lịch của nó là cái gì. Phải không, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét lẩm bẩm một tiếng, nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên, nói, bây giờ, ta chính thức tuyên bố vòng thứ 2 tương đối, là ngươi thắng. Đa tạ tiền bối đồng ý, Trần Phi lập tức híp mắt cười một tiếng, nhìn đối phương, nói, vậy đợt thứ 3 tương đối đâu? Đã không cần phải so tiếp. Có thể vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét nghe vậy, lại trực tiếp là lắc đầu một cái, nói có như vậy huyết mạch, hoặc là thể chất che giấu ở thân thể ngươi bên trong, 100 cái hắn, thần thức lực cộng lại vậy không ngươi lợi hại. Cái gì, không. Chư Hình bị người khổng lồ cao 3 mét những lời này ngay tức thì thức tỉnh. Hắn trong ánh mắt lóe lên vệ nhân vậy sắc bén, dưới mắt hình dáng. Vậy đầu óc có vấn đề người lại có thể chuẩn bị buông tha hắn Chư Hình. Không. Đây tuyệt đối không được. Chó má, dám theo ta Chư Hình làm khó dễ. Được, rất tốt, nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Chư Hình gương mặt đổi được dữ tợn, ánh mắt hung ác, tràn đầy nguy hiểm, chợt liền gặp hắn nhanh chóng từ túi đựng đồ kia trong lấy ra một màu đen tiểu linh đan, đưa tay một phung, hướng Trần Phi sau lưng thải qua. Oanh. Ầm 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 ầm. Nhất thời, từ màu đen kia tiểu linh đang chính giữa hiện ra làm người ra đầu tê dại lực lượng tà ác, điên cuồng leo tăng.
rồi sau đó thoáng qua ở giữa, màu đen kia tiểu linh đang thì đã xuất hiện ở Trần Phi đỉnh đầu ngay phía trên. Tiểu linh đang vang động, tối om om một mảng lớn màu đen lực lượng tà ác tuôn ra ngoài, quán đính đè sập xuống. Vô cùng kinh người. Ừ, người khổng lồ cao 3 mét 2 tròng mắt lập tức hiện ra vẻ kinh sợ, hàn mang lóe lên. Nhưng mà, Trần Phi cùng chư hình đứng được quá gần, hơn nữa đánh lén này quá mức đột nhiên, cho nên, coi như là hắn muốn ngăn trở, cũng đã là không có cơ hội. Ông, có thể nhưng vào lúc này, ánh sáng bạc lóng lánh, vậy tràn đầy khí tức tà ác năng lượng màu đen chính giữa, cuối cùng có một tòa trắng noãn như ngọc bảo tháp trực tiếp đem vậy Trần Phi đắp lại. Sau đó, tất cả hết thảy màu đen khí tức tà ác đều bị ngăn cản ở bên ngoài, không được tiến thêm, không có chút nào tấn công. Ừ, pháp bảo, hơn nữa còn là hoàng kim pháp bảo. Người khổng lồ cao 3 mét con người hơi co lại, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, vậy trắng noãn như ngọc bảo tháp, cuối cùng một tòa 15 nặng cấm chế trở lên hoàng kim pháp bảo. Cái gì, chư hình sắc mặt biến, không nghĩ tới cái này vạn vô nhất thất đánh lén, lại có thể sẽ thất bại. Cái này đáng chết tháp trắng, đến tột cùng là cái gì, có thể ngăn trở đại trưởng lão cho hắn bí bảo. Hừ, rắc rắc, nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng hừ lạnh. Một cái bàn tay to lớn xuất hiện ở vậy giữa không trung, đem màu đen kia tiểu linh đang bao phủ, hung hăng một nặn, ngay tức thì chính là có bể tan tành thanh âm vang lên. Phốc suy, kịch liệt cắn trả lực hồi bộ, chư hình trực tiếp là cả người run rẩy, máu tươi ói như điên. Một lát sau, hắn sắc mặt tức giận cùng giữ tợn chất vấn, tiền bối, ta đây là đang chứng minh ta sức chiến đấu, tại sao phải hướng ta động thủ? Chứng minh mình sức chiến đấu. Người khổng lồ cao 3 mét cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, chúng ta Xích Tiêu quân, cho tới bây giờ đều coi thường hèn hạ vô sỉ người. Dứt lời, kinh khủng hơi thở hạ xuống lần nữa, đem chư hình bao phủ, bàn tay ngang trời, làm bộ phải đem hắn xóa bỏ. Tiền bối, chờ một chút, nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm truyền tới, vậy trắng noãn như ngọc bảo tháp truyền tới ủng ủng tiếng vang. Phóng lên cao, lộ ra Trần Phi bóng người. Ừ. Người khổng lồ cao 3 mét quay đầu nhìn về Trần Phi, gặp hắn lại không chút tổn hao nào, chẳng qua là, không biết vì sao, hắn lại cảm giác Trần Phi hiện vào lúc này, cho hắn cảm giác lại có chút không quá giống nhau. Ngươi không có sao chứ? Hắn hỏi. Không có sao, Trần Phi cười lắc đầu một cái, sau đó hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, thì đã rơi vào sắc mặt kia âm trầm cùng dữ tợn chư hình trên mặt, hàn mang lóe lên, uy nghiêm lạnh nhạt nói. Tiền bối, đem hắn giao cho ta đi. Hắn muốn giết ta, ta làm sao có thể như thế dễ dàng, sẽ bỏ qua hắn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng có cường hãn linh khí nước lũ, ở đó gân mạch, xương cốt, máu thịt. Chính giữa cuồng liệt sụp đổ đứng lên, kinh người mạnh mẽ. Hơn nữa, cổ linh khí này nước lũ cường độ, không ngờ kinh không còn là luyện khí cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp. Mà là, không ngờ đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên. Hắn. Lại có thể đột phá sao? Trần Phi tu vi đã sớm đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, khoảng cách tiến hơn một bước, bất quá chỉ kém một cái thời cơ, mà đây cái thời cơ, chính là lúc trước vậy chèn ép trong lấy được thực hiện. Chư hình thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, đánh lén, ám sát. Nhưng hắn thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Ít nhất là có thể sánh bằng tầng thứ phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Hơn nữa, tràn đầy khí tức tà ác màu đen tiểu linh đang. Vậy không phải là phàm vật, chính là một tông bí bảo, thần bí lại mạnh mẽ. Cho nên thật muốn tương đối, vật này chỉ sợ sẽ không kém tầng 8 cấm chế bạc trắng pháp bảo nhiều ít. Tầng thứ này sức chiến đấu, cộng thêm vậy vô cùng cường hãn bí bảo. Nếu không phải bởi vì có bát cung huyền tháp ở đây, Trần Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá bây giờ nói những cái kia đều đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì trúc cơ chân nhân cảnh. Đó là không giống nhau thiên địa mới, cùng luyện khí cảnh có khác biệt một trời. Cho nên coi như là trước vậy nguy hiểm lại dẫm lên vết xe đổ, hắn cũng không gặp được biết sợ. Hắn bây giờ, đã đổi được không giống nhau, hoàn thành mới lột xác. Giao cho ngươi. Nhưng vào lúc này, vậy mặt đầy dữ tợn và oán độc chư hình ánh mắt khinh miệt nhìn Trần Phi, vô cùng tự phụ, giọng có chút âm ngoan, nói cái này đùa giỡn có thể không tốt lắm cười. Chỉ bằng ngươi. Ta chư hình muốn bóp chết, không phí nhiều sức. Phải không? Trần Phi nghe vậy bình thản cười một tiếng, chấn định như thường, khớp xương di chuyển, phát ra tí tách vang,
rất nhanh liền đem vậy bên trong thân thể linh khí đột phá cho ổn định lại. Cảm giác không giống nhau thu vào trong cơ thể, mũi kiếm bên trong giấu. Nói thật, có lúc tự tin là một chuyện tốt, nhưng tự phụ, đó chính là đầu óc có vấn đề. Mới vừa rồi đánh lén người đều không có thể giết chết ta, bây giờ, người cảm thấy người còn có cái gì cơ hội sao? Trần Phi bình thản cười một tiếng. Bây giờ hắn đã đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, sức chiến đấu tăng vọt, đâu còn sẽ đem đối phương coi ra gì. Nói khoác mà không biết ngượng, Chư Hình hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn là khinh thường cười lạnh, nhìn Trần Phi, nói, giọng lớn như vậy, người dám cùng ta đơn đả độc đấu đánh một chàng, sống chết miễn bàn. Hắn đối với mình tràn đầy tự tin, không nhận là Trần Phi loại phế vật này có thể ở trong tay hắn đi qua ba chiêu, cho nên, hắn bây giờ cũng là đang dùng phép khích tướng. Chỉ cần Trần Phi mất lý trí, và hắn đơn đả độc đấu, lại bị hắn giết chết, cái này Xích Tiêu Quân truyền thừa, hắn Chư Hình còn không phải là dê làm có thể được. Xem ra ngươi là thật rất tự tin à, đúng lúc, ta bây giờ cũng đúng ta thực lực rất tự tin. Vậy thì đánh một chàng đi. Mới vừa rồi ngươi đánh lén ta sổ nợ này, chúng ta bây giờ thật tốt tính một chút. Trần Phi hoạt động một chút khớp xương, lạnh lùng nói. Ha ha, không biết cái gọi là. Chư Hình, âm mưu được như ý, lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về một bên người khổng lồ cao 3 mét, chậm rãi nói tiền bối, đây là việc giữa chúng ta, ngươi chắc nghe được. Ngài lần này không biết sẽ ra tay, kéo trách đỡ chứ. Ở hắn xem ra. Vậy đầu óc có vấn đề người rõ ràng cho thấy đang thiên vị Trần Phi, nếu như bọn họ đánh, đối phương còn phải ra tay, vậy đây cũng là rất làm hắn bị động sự việc. Cho nên, phải bây giờ trước đó đề phòng. Lần này, ta sẽ không ra tay. Người khổng lồ cao 3 mét chậm rãi nói. Nhưng đồng thời, hắn ánh mắt rơi vào Trần Phi vậy tấm tràn đầy tự tin trên khuôn mặt, ánh mắt vậy vẫn là lộ vẻ được có chút kinh nghi bất định. Trên thực tế, sớm lúc trước hắn cho Trần Phi kiểm tra xương cốt tuổi tác thời điểm, hắn cũng đã biết Trần Phi chân chính tu vi. Luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. So sánh Trần Phi tuổi tác, còn có hắn ở đan đạo, trận đạo trên thành tựu, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp bực này tu vi thật ra thì cũng không kỳ quái, ngược lại, còn biết lộ vẻ được hết sức kinh người cùng xuất chúng. Dẫu sao, vẫn là câu nói kia, người tinh lực có hạn, cho nên coi như là yêu nghiệt đi nữa người, một mặt, hai phương diện lợi hại. Cái này cũng thôi, nhưng nếu là nhiều đi nữa mấy phương diện. Cái này còn muốn không muốn người sống. Ước chừng chẳng qua là không tới 30 tuổi tuổi tác, là có thể ở đan đạo, trận đạo lên đạt được như vậy kinh người thành tựu. Hơn nữa bây giờ, liền cảnh giới tu vi vậy còn không coi là kém. Loại chuyện này thực đặt ở trước mắt, người phải nói hắn không có kích động, vậy hiển nhiên là đùa giỡn. Tuyệt không thể nào. Có thể coi là như vậy. Tuy nói Trần Phi bực này tu vi ở hắn năm ấy linh đoạn chính giữa, không hề lộ vẻ được yếu, nhưng vấn đề là hiện vào lúc này đối với Chư Hình mà nói, chênh lệch nhưng cũng vẫn là có chút quá rõ ràng. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp, versus luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, ai thắng ai thua, không rõ ràng sao. Cái này căn bản liền một chút thấp thỏm nhớ mong cũng không có. Nhưng tại sao, Trần Phi bây giờ vậy trên gương mặt, nhưng tràn đầy tự tin. Đa tạ tiền bối hiểu, nghe được người khổng lồ cao 3 mét trả lời chắc chắn nói, Chư Hình trên mặt cuối cùng là lộ ra âm mưu được như ý uy nghiêm hàn cười. Sau đó liền gặp hắn mặt đầy oán độc cùng giữ tợn nhìn Trần Phi, đằng đằng sát khí, khinh miệt nói, được rồi, bắt đầu đi. Ngươi loại thái độ này, là cảm thấy tùy tiện một cái tát cũng có thể đem ta đập chết. Trần Phi cười, vừa nói một bên đi về phía trước mấy bước. Cùng lúc đó, yêu thần con rối xuất hiện. Cùng hắn dung hợp ở một khối. Yêu thần con rối, người khổng lồ cao 3 mét vừa thấy gặp yêu thần con rối, liền lập tức nhận ra vật kia. Bởi vì đồng loại với bên trong vực, cho nên không biết xa lạ. Bất quá sau đó người khổng lồ cao 3 mét vẫn là nhíu mày một cái, chần chờ lẩm bẩm nói, coi như là có yêu thần con rối, chắc còn chưa đủ chứ. Ta nhớ vật này mạnh yếu, chủ yếu nhất vẫn là phải xem điều khiển người tự thân thực lực mạnh yếu. Hiển nhiên coi như là ở gặp được yêu thần con rối sau đó, hắn vậy vẫn là cho rằng Trần Phi không một chút phần thắng. Dẫu sao luyện khí tầng 9 đỉnh cấp đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp, cái này giữa khóa độ thực sự quá lớn, chỉ là cái này yêu thần con rối là tuyệt đối đền bù không được. Thậm chí không chỉ có như vậy, không riêng gì cái này yêu thần con rối đền bù không được, ở hắn xem ra,
bực này chênh lệch, là căn bản là không có biện pháp có thể đền bù. Người khổng lồ cao 3 mét không khỏi ánh mắt ngưng nhiên nhìn chằm chằm Trần Phi, muốn xem hắn, kết quả sẽ làm gì. Nếu không ngươi nghĩ sao, con rối sao, xem ra, đây chính là ngươi sức. Chư hình thấy yêu thần con rối cũng là ngẩn ra, bất quá lúc trước, hắn sớm liền biết được liền Trần Phi yêu thần khôi lỗi tin tức, ngược lại cũng không giật mình, mặt coi thường khinh miệt nói. Nếu như ngươi lấy là vật này là có thể để cho ngươi còn sống, vậy ta bây giờ nói cho ngươi. Đó chính là sai hoàn toàn, ta chư hình, giết ngươi bất quá lật tay bây giờ, một cái tát đủ rồi. Chư hình thân là nhan chân phái năm trẻ một đời người thứ nhất, rất sớm trước kia cũng đã là ở như vậy không khí ngay giữa, biến đổi ngầm dưới, vậy làm hắn đổi được tương đương tự phụ. Cho rằng năm trẻ một đời không thể nào có người có thể đủ so hắn lợi hại hơn. Coi như là có, vậy tuyệt không thể nào là Trần Phi cái này ước chừng tiểu hắn 20 tuổi phế vật. Đối với lần này, hắn tràn đầy tự tin. Phải không, Trần Phi sờ cằm một cái, nói tại sao ta càng nghe, thì càng cảm thấy ngươi khẩu khí này có chút ngoại hạng. Ngươi đem ta làm là cái gì? Nói đập chết, liền đập chết. À, tại sao ngươi bực này phế vật, chính là không một chút tự biết mình. Ta chư hình là bực nào thiên tài, muốn giết ngươi, còn không bằng giết gà đổ sát chó đơn giản như vậy. Chư hình thật là càng nói càng ngoại hạng, tự phụ tới cực điểm. Được, vậy thì thử một chút đi. Trần Phi hướng chư hình đi tới. Hừ, chư hình hừ lạnh một tiếng. Lại có thể thật là một cái tát tùy ý quăng ra. Nhất thời, một cái màu xám cho sẫm bàn tay liền hướng Trần Phi nghiền ép tới, vô cùng cường hãn, tung động khởi đáng sợ sóng gợn. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, nâng lên tay, ngọn lửa vậy đường vân xuất hiện ở nắm đấm của hắn lên, liệt diễm vần quanh, vung ra tay phải, hướng vậy đánh tới bàn tay trực tiếp là nghênh đón. Bót, phịch, chớp mắt ở giữa vô cùng là to lớn vang hai tiếng. Đi đôi với một đạo nặng nề rên, thật giống như sấm vậy xuất hiện. Chỉ gặp quyền kia đầu cùng bàn tay giao kích, ngay tức thì nổ, linh khí bão táp, màu xám cho, cầu vồng đỏ kích động, lại trực tiếp là chấn động ra từng đạo không nói rõ ràng màu sắc sóng gợt, sương mù, đem mảnh khu vực kia trực tiếp là che mất. Cái gì? Mà cũng là ở nơi này ngay tức thì, người khổng lồ cao 3 mét nhưng giống như là gặp được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thiếu chút nữa gần như trợn mắt hốc mồm nhìn vậy sương mù sóng gợn chính giữa, thần sắc đờ đẫn. Ngươi, ngươi, tại sao có như vậy? Cùng lúc đó, vậy sóng gợn chính giữa, cũng có một cổ mất lý trí tức giận thanh vang tới. Lại hoảng vừa giận. Chỉ gặp vậy sóng gợn tản đi, Trần Phi không chút tổn hao nào, diễn cảm cười nhạt, mà chư hình cũng đã là sắc mặt nhợt nhạt đổ lui ra ngoài hơn 10 gạo khoảng cách. Hơn nữa. Hắn tay phải cánh tay lúc này còn lại bị phế bỏ, hoàn toàn vặn vẹo, không còn hình dáng, máu tươi đầm đìa, nhiễm đỏ mặt đất. Chư hình lúc này sắp điên rồi, không dám tin tưởng một màn này lại là thật. Lấy hắn thực lực, toàn lực một cái tát dưới, lại bị Trần Phi ngược lại đánh cánh tay phế bỏ. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ, Trần Phi thật so hắn chư hình lợi hại hơn sao? Nhưng mà, cái này dựa vào cái gì? Làm sao có thể à? Ngươi những lời này thật gắng gượng khôi hài. Không thể nào, tại sao không thể nào? Trần Phi ánh mắt rơi vào vậy thần sắc đã là có chút hoảng sợ chư hình trên mặt, cười mỉa, nói. Phải biết hắn thân sắc vốn chính là cường hãn ngoại hạng, sẽ cùng vậy yêu thần con rối dung hợp, lại là thăng hoa. Huống chi hiện vào lúc này hắn còn đã đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, cùng trước kia lớn không giống nhau. Tại sao không nói chuyện? Không phải mới vừa nói có thể một cái tát đập chết ta sao? Bây giờ nhìn lại, có phải hay không cảm giác độ khó hơi lớn? Trần Phi lần nữa hướng chư hình đến gần, cười lạnh, một cổ nhàn nhạt khí tức đáng sợ lan tràn ra, rời núi lấp biển. Ta, ngươi, chó má, phế vật, ta nói cho ngươi đừng quá đắc ý. Đây bất quá là bắt đầu mà thôi, ta chư hình khủng bố, ngươi còn xa xa không có cảm nhận được. Chư hình sắc mặt cứng đờ, đột nhiên dữ tợn. Cả người khí thế điên cuồng dốc tăng. Oanh! Một khắc sau, một đạo ánh sáng sáng chói phóng lên cao, đem vậy mở tối không gian thắp sáng, lực lượng cường hãn hội tụ, trở thành một chuôi ba dao nhọn, ngay đầu hướng Trần Phi đầu gắng sức chém xuống. Cực kỳ cường hãn! Giết! Chư hình trong miệng phát ra điên cuồng hét lên, hoàn toàn cho thấy thực lực, cực kỳ kinh khủng, với ngay tức thì đem vậy Trần Phi chỗ ở khu vực hoàn toàn che mất. Suy, suy!
Từng đạo công kích hướng Trần Phi bốn phương tám hướng ám sát tới, đây là vậy ba dao nhọn năng lực, hóa thân ra rất nhiều đạo công kích, đồng thời xuất hiện, vô cùng đáng sợ. Như vậy binh khí, coi như là làm không nổi pháp bảo hai chữ, nhưng cũng là gọi là, pháp bảo dưới mạnh nhất. Hừ! Trần Phi một tiếng gầm nhẹ, đem hắn hiện nay trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tất cả linh khí tất cả đều bạo phát ra, hai cánh tay kịch chấn, nghịch không kiếm trận cơ hồ là lấy trong nháy mắt tốc độ xuất hiện, nghênh kích đi lên, bầu trời run lên. Phịch! Khi cuối cùng một đạo kiếm khí oanh sau khi đi ra ngoài, kiếm trận hiển uy, đầy trời ánh sáng, vậy ba dao nhọn, lại là trực tiếp bị hắn mạnh nhất nghịch không kiếm trận cho vỡ nát. Bể thành ba bốn đoạn, mất đi đỉnh cấp lực lượng. Cái gì, Chư Hình ngay tức thì sắc mặt đại biến, không dám tin, sắc mặt trắng bệch, môi lay động, sát theo há mồm lại là một hớp lớn máu phun ra ngoài, chật vật cực kỳ. Hắn căn bản đánh chết cũng không nghĩ ra, Trần Phi thực lực có thể lợi hại đến loại trình độ này. Chàng này giao chiến, hoàn toàn là một mặt ngã áp chế. Hắn Chư Hình, bị người làm là tay trói gà không chặt rác dưới, hoành đẩy. Coi như là người khổng lồ cao 3 mét lúc này cũng là không nhìn được con người hung hăng rụt một chút, rồi sau đó mặt đầy hiện ra hoang đường. Nguyên bản, hắn cũng cảm thấy được cuộc chiến đấu này hẳn là một mặt ngã áp chế. Nhưng bây giờ tràng diện này nhưng theo hắn nghĩ có 108.000 giảm chênh lệch. Không phải Chư Hình nghiền ép Trần Phi, mà là Trần Phi nghiền ép Chư Hình. Hắn thật sự là, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. Người khổng lồ cao 3 mét trong lòng một hồi ngột ngạt, kinh hãi. Chỉ muốn biết mình có phải hay không kiểm tra sai rồi. Nếu không, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp có thể có bực này sức chiến đấu. Không phải đùa giỡn hay sao? Giết, Chư Hình mặt đầy dữ tợn, thậm chí đều có chút vặn vẹo, không muốn tin tưởng lấy mình thực lực lại bị Trần Phi nghiền ép. Đây đối với hắn mà nói là một loại làm nhục, cũng là một loại hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận sự việc. Hơn nữa bọn họ bây giờ nhưng mà tiến hành cuộc chiến sinh tử, nếu như đánh không thắng. Há chẳng phải là thì phải. Oanh! Bị nghịch không kiếm trận đứt đoạn thành ba bốn đoạn ba dao nhọn bộc phát ra tia sáng chói mắt, bị Chư Hình cưỡng ép xung hợp vào một chỗ, linh khí tưới, sơn hô hải khiếu, cuồng liệt vô cùng, giết hướng Trần Phi. Suy! Rồi sau đó liền nghe được từng trận phá vỡ không khí phốc suy tiếng vang, vậy gần như nửa phế ba dao nhọn lại lần nữa phách tới, linh quang như điện, đem vậy chung quanh ánh sáng đều là miễn cưỡng ánh chiếu ra chói mắt dấu vết. Phá lệ nhức mắt. Làm. Nhưng mà, Trần Phi lại là đem vậy ba dao nhọn lưỡi đao bắt được, đúng cái cánh tay cho dù là gân xanh, bắp thịt băng bó được cột chặt, có thể lại có thể vẫn là không có tổn thương, rất miễn cưỡng tay không đem bén nhọn kia lưỡi đao cho tiếp nhận. Cái gì, Chư Hình sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, môi run run, trong ánh mắt trực tiếp là nổi lên cực độ hoang đường vẻ kinh hãi. Là, đây tột cùng là tại sao? Hắn cái này ba dao nhọn nhưng mà pháp bảo dưới mạnh nhất, coi như là bây giờ nửa phế, có thể, hắn lại có thể trực tiếp là tay không đem lưỡi đao tiếp lấy. Đùa gì thế? Phải biết coi như là lấy thân xác nổi danh khủng bố yêu tộc, hung thú tồn tại, cũng có thể làm được hoang đường như vậy sự việc chứ. Dựa vào cái gì? Đây tột cùng là dựa vào cái gì à? Chư Hình trong lòng hốt hoảng điên cuồng hét lên, cả người run rẩy. Oanh! Bất quá sát theo liền gặp hắn hận hận cắn răng, hai tròng mắt hiện ra cực độ oán độc lạnh như băng vẻ, lộ vẻ được điên cuồng lên, lại trực tiếp là thúc giục vậy ba dao nhọn ở Trần Phi trong tay tự bạo, ánh sáng ngất trời, vô cùng cuồng liệt, chìm ngập về phía trước. Cái gì, đáng chết, nhất thời, Trần Phi sắc mặt cũng là đổi một cái. Vội vàng đem thân thể mình bên trong mênh mông lực lượng tập hợp tụ phía trước, tạo thành bình phong che chở. Hết sức ngăn cản vậy ba dao nhọn tự bạo sinh ra uy năng. Bỏ mặc nói thế nào, cái này ba dao nhọn mặc dù đã bị hắn làm nhanh hơn phế bỏ, nhưng dẫu sao, cái loại đó đẳng cấp pháp khí bảo vật căn cơ vẫn còn ở. Cho nên loại bảo vật này thật nếu là không để ý hết thảy đem ngòi nổ, kinh khủng lực lượng khơi thông ra, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng uy lực, không có người có thể nói rõ. Tóm lại sẽ rất kinh người. Oanh! Bất quá ở thấy tình cảnh này. Trần Phi ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp là đem vậy bát khung huyền tháp thanh toán đi ra, nhu ánh sáng màu trắng trăm trượng, tạo thành tuyệt đối phòng ngự, đem hắn bảo vệ ở bên trong. Xì xì, cuồng trào lực lượng kịch liệt đụng vào vậy màu ngà trên màn sáng, nhưng không có biện pháp tiến thêm. Càng không có biện pháp làm sao màn sáng trong Trần Phi chút nào.
Bát cung huyền tháp thành tựu là 15 nặng cấm chế phòng ngự hoàng kim pháp bảo, lực phòng ngự thật sự là quá kinh người. Không cách nào đột phá. Tới mà không đi cũng không lễ phép. Người động thủ trước nhiều như vậy lần, bây giờ, cũng nên ta chứ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản tiếng cười lạnh xuất hiện, vậy màu ngà màn sáng trong trực tiếp là vọt ra khỏi một mảng lớn biển lửa. Trong biển lửa, vậy xích diễm triều tịch chén tồn tại vô cùng rõ ràng, chiếu lấp lánh, vây quanh ngọn lửa kinh khủng, miệng chén phụt ra phụt vô, hướng vậy sắc mặt kinh hãi chư hình trực tiếp là đắp đi xuống. Oanh! Ầm ầm ầm! Chớp mắt ở giữa, do vậy ba dao nhọn dẫn dắt bạo mà ra đời kinh người đánh vào trực tiếp là bị nghiền bằng. Hóa thành sương mù, hừng hực cháy, bị vậy xích diễm triều tịch chén ngọn lửa hoàn toàn luyện hóa. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Vậy xích diễm triều tịch chén ở hủy diệt nổ tung đánh vào sau đó, còn dư lực không giảm, hướng chư hình chụp xuống đi. Ngọn lửa hừng hực cháy, thật giống như ngọn lửa địa ngục giống vậy cảnh tượng. Không, không, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Chư hình sắc mặt lúc này đã đại biến đứng lên, tràn đầy ảm đạm, cả người không có sức, cảm nhận được tuyệt vọng. Từ vậy xích diễm triều tịch trong chén chèn ép mà đến lực lượng thật sự là quá kinh khủng, hắn không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể chờ chết. Ngươi, ngươi dám động ta? Đi theo liền gặp chư hình sắc mặt dữ tợn, sắc lệ nội cha, ta dám thề, ngươi nếu như dám động ta chư hình một sợi lông tơ, ta Nhan Chân phái nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phải không? Trần Phi từ vậy màu ngà màn sáng chính giữa đi ra, thần sắc lộ vẻ được lạnh lùng thêm giễu cợt, hướng vậy đối phương đi tới. Có một số việc, làm sẽ có trả giá thật lớn. Có mấy lời cũng giống như vậy. Đừng quên, đây chính là ngươi mới vừa rồi nói. Trần Phi cặp mắt hiện ra hàn mang, nhìn đối phương, nhàn nhạt nói. Ngươi muốn giết ta, ngươi cảm thấy, ta còn không dám giết ngươi sao? Trần Phi hướng chư hình càng đi càng gần, cả người khí thế dâng lên, vô cùng lạnh như băng, thật giống như một tôn sát thần vậy. Ngươi, ngươi dám, sư phụ ta là Nhan Chân phái đệ nhất cường giả, đại trưởng lão mộ treo trên bầu trời. Ngươi thật dám động ta? Chư hình cả người run rẩy, quát lên. Tại sao không dám? Trần Phi cười một tiếng, rốt cục thì đi tới chư hình trước mặt, bàn tay nâng lên, xích diễm triều tịch chén ngay tức thì có phản ứng, chấn áp xuống. Không, ngươi mau dừng tay, đi đôi với ngọn lửa kinh khủng cảnh tượng đem vậy người trước mắt ảnh chìm ngập, lăng liệt tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, nhưng càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng, thành nếu không có có thể nghe hư vô. Lại hoàn toàn ngưng thở. Chư hình, chết. Cái này Nhan Chân phái năm trẻ một đời chính giữa lợi hại nhất, kiệt xuất nhất, được coi trọng nhất thiên tài, hôm nay lại có thể thật chết ở cái này. Đây nếu là truyền đi, truyền về thành U Lang, chỉ sợ lúc ấy thì sẽ đưa tới vô biên chấn động. Như vậy thiên tài chết, Nhan Chân phái còn không phải là tổn thất thảm trọng. Loảng xoảng. Bất quá liền sau đó một khắc, vậy nguyên bản quanh quẩn ở trên không. Uy thế hừng hực xích diễm triều tịch chén, lại là lập tức liền từ vậy không trung rơi xuống đất phương, phát ra thanh vang lên thanh âm. Sát theo liền gặp vậy Trần Phi sắc mặt cũng là ngay tức thì trắng bệch, đi theo hơi thở uể oải, thần sắc yếu ớt, chỉ thiếu chút nữa không tứ chi vô lực đột nhiên ngã quỵ đi xuống. Rất hiển nhiên, ở liên tục vận dụng bát cung huyền tháp cùng với xích diễm triều tịch chén cái này hai đại pháp bảo sau đó, trong cơ thể hắn cũng là bị vét hết. Tiêu hao vô cùng to lớn. Ừng ực, sát theo liền gặp hắn cầm ra trang bị ngàn năm nhũ dịch bầu rượu chút nào không đau lòng đi trong miệng rót. Hiện nay hắn, một lượng giọt ngàn năm linh nhũ có thể bổ sung linh khí, đã là hoàn toàn không có biện pháp thỏa mãn hắn nhu cầu. Đánh được không tệ, nhưng vào lúc này, người khổng lồ cao 3 mét tiếng trầm thấp truyền tới. Trần Phi hơi ngẩn ra, quay đầu, chỉ gặp người khổng lồ cao 3 mét chẳng biết lúc nào. Lại đã là xuất hiện ở sau lưng hắn. Nhất thời, Trần Phi sau lưng hơi lạnh lạnh, bất quá sau đó vẫn là gặp hắn nặn ra vẻ mỉm cười, nói, đa tạ tiền bối khoa trương. Bất quá ngược lại để cho ngươi chế giễu. Đây coi là cái gì cười nhạo, loại người như vậy, hèn hạ vô sỉ, cũng là đáng chết. Nói như vậy, người khổng lồ cao 3 mét trong mắt trực tiếp là hiện ra lau một cái chán ghét. Hiển nhiên, giống như là chư hình người như vậy, hắn căn bản là coi thường. Rồi sau đó, lại gặp hắn con ngươi ngưng nhiên liền mấy phần, nhìn Trần Phi giọng hơi có mấy phần phong phú, nói, hỏi ngươi vấn đề, ngươi bây giờ thật là cảnh giới tu vi, đến tột cùng là cái gì?
Nghe được cái này Trần Phi lại ngẩn người, hơi chần chờ một chút, mới mở miệng nói, ta bây giờ mới vừa đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, T, nghe vậy, coi như là và hắn trước suy nghĩ trong lòng, hơi có chút ra vào. Nhưng cái này loại câu trả lời, vậy vẫn là làm hắn không nhịn được con người co rúm lại hít một hơi khí lạnh. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên liền có thể có được như vậy sức chiến đấu, cái này, đây không phải là nói đùa sao. Bất quá rồi sau đó sát theo, liền gặp hắn cặp kia lớn trong tròng mắt lướt ra ngoài lau một cái tinh mang. Vấn đề thứ nhất hỏi xong, cái thứ hai, người nguyện ý, tiếp nhận chúng ta xích tiêu quân truyền thừa sao? Hắn trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi, ánh mắt sáng quắc mở miệng nói. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười, mỉm cười thanh âm vang lên nói. Dĩ nhiên nguyện ý. Nhất thời người khổng lồ cao 3 mét liền mỉm cười, xoay người, nhìn sau lưng vậy mấy trăm tòa vẫn còn pho tượng trạng thái xích tiêu quân, cất giọng nói các huynh đệ, các người ý nghĩa đâu. Oanh! Khoảnh khắc ở giữa, từ vậy mấy trăm pho tượng chính giữa, trực tiếp là có từng cổ một khủng bố, mênh mông chiến ý, bốc lên. Vang trời hám, dẫn được quảng trường chấn động. Chiến ý vô cùng bàng bạc, vậy cực kỳ đáng sợ, hướng Trần Phi vọt tới, thế như sơn hô hải khiếu vậy. Trần Phi thiếu chút nữa không đem lần này trực tiếp là cho đè tháp. Bất quá liền sau đó một khắc, hư vô kia ở giữa, phảng phất là có mấy trăm đạo thiết huyết thanh âm mau chóng vang, vô cùng ngay ngắn. Bái kiến ta vương. Ha ha, ha ha ha. Thấy tình cảnh này, người khổng lồ cao 3 mét cười lớn, cũng là bỗng nhiên hướng Trần Phi, một đầu gối xuống. Bái kiến ta vương. Trầm thấp thêm trong sáng thanh âm, để cho Trần Phi trong lòng không nhịn được chấn động. Hiển nhiên, đối phương loại thái độ này theo cử động, là thật vào lúc này, thừa nhận hắn Trần Phi mới nhậm chức xích tiêu quân vua địa vị. Cái này một thoáng kia, liền hắn đều có chút thất thố đứng lên, thần sắc chấn động, hiện ra mừng như điên. Bởi vì làm cái này một cái năm đó có thể đuổi theo một vị đại thiên vị nguyên đan cảnh cường giả, nam chinh bắc chiến thiết huyết chi sư, có thể có cường đại dường nào, thật là không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho nên nếu là có thể đem như vậy một chi cường đại quân đội hoàn toàn nắm trong tay, coi như là chân chánh nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, hắn Trần Phi vậy là có thể đấu một trận liền chứ. Như vậy các loại, đơn giản là làm người ta cơn sóng trong lòng dâng trào. Tiền bối, xin đứng lên đi. Như vậy kích động trong lòng liền chốc lát, Trần Phi mới miễn cưỡng đem mình sao động trong lòng ép xuống. Nhìn vậy quỳ xuống trước mặt mình người khổng lồ cao 3 mét, Trần Phi chậm rãi nói. Vương, ngươi như bây giờ kêu ta đã không thích hợp. Ta danh Cơ Tinh, là xích tiêu quân đại đội thứ nhất thống lĩnh, ngài sau này, hay là gọi tên ta đi. Người khổng lồ cao 3 mét một bên đứng lên, một bên hướng về phía Trần Phi lắc đầu nói. Xích tiêu quân đại đội thứ nhất thống lĩnh, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lên tiếng lần nữa, nói, vậy đã như vậy, sau này thì gọi ngươi là cơ thống. Oanh! Trần Phi lời này cũng vẫn chưa nói hết. Dưới chân bọn họ cung điện quảng trường, lại đột nhiên là lập tức chấn động lên. Ừ, Trần Phi cùng Cơ Tinh sắc mặt đều là hơi đổi một cái, bỗng nhiên, tại sao phải có chấn động như vậy? Ai, cút ra đây! Sát theo liền gặp Cơ Tinh cáu kỉnh thanh âm trực tiếp là vang lên, tán hướng bốn phương tám hướng. Hắn rất rõ ràng, cái này mảnh không gian chính là lãnh địa riêng, nếu không phải biến cố, là tuyệt không thể nào ra như bây giờ chấn động. Khặc khặc! Cảnh diễn này thật đúng là xem được thoải mái à, ha ha, ha ha ha. Một đạo cuồng vọng tiếng cười lớn từ vậy trong bóng tối kiệt cười lên. Sát theo, từng đạo hơi thở làm run sợ lòng người bóng người bắt đầu từ vậy trong bóng tối đi ra. Những thân ảnh kia, cả người bao quanh ăn mòn lực lượng, yêu khí cuồn cuộn, làm vậy bọn họ chỗ ở không gian cũng hơi vặn vẹo. Cái gì, Trần Phi sắc mặt biến, một là có chút giật mình với đối phương mạnh mẽ, thứ hai là. Đối phương sớm đã là trốn ở chỗ này, hắn và Cơ Tinh, lại có thể cũng không có phát hiện. Khặc khặc, ở Cơ Tinh quát chói tai thanh chính giữa, vậy từng đạo bóng người trước nhất phương, bất ngờ là có một đoàn yêu quang bao gồm bóng người quanh mình ánh sáng vặn vẹo. Một khắc sau, chính là có một đạo yêu tộc nam tử đi ra, toàn thân toát ra u ám tối tăm ánh sáng màu vàng, thần sắc yêu dị. Tốt hơi thở lợi hại. Trần Phi sắc mặt lúc này là không nhịn được đổi một cái. Bởi vì đối phương lúc này cả người tản mát ra thực lực chập chờn,
lại bất ngờ đạt tới liền hắn bây giờ có chút run sợ đến nước. Nói cách khác, người này, này yêu tộc nam tử, hắn thực lực chân thật, ít nhất là ở yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp trở lên. Nếu không phải loại trình độ đó, lấy hắn hiện lực lượng của hôm nay, chắc không biết như vậy theo bản năng kiêng kỵ mới đúng. Những người này kết quả là người nào? Thứ không biết chết sống, dám xông vào ta Xích Tiêu Quân truyền thừa không gian. Tự tìm cái chết. Nhưng vào lúc này, Cơ Tinh hét lớn một tiếng, trực tiếp là ra tay. Oanh! Kinh khủng lực lượng ở đó khoảnh khắc ở giữa chính là biến thành thực chất, hơn nữa vậy chờ linh khí trình độ cường hãn, ít nhất là đạt tới làm người ta khó có thể tưởng tượng trình độ. Trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên, thậm chí cao hơn. Cơ Tinh thân hình động một cái, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp là xuất hiện ở hắn khôi giáp trên, rồi sau đó theo trên người hắn khôi giáp lan tràn tới treo ở bên người chuôi này trường đao, lưỡi đao ra khỏi vỏ. Chiến ý sôi trào, linh quang, xé vân không. Bực này lực lượng trình độ cường hãn, không chỉ là Trần Phi, coi như là vậy đột nhiên xuất hiện thần bí yêu tộc các người, vậy vẫn là cũng sắc mặt biến đứng lên. Tứ vương tử cẩn thận. Vèo, vèo. Yêu tộc phía sau nam tử, hai đạo thân ảnh xuất hiện, khoảnh khắc ở giữa, chính là có hai món sơn hô hải khiếu vậy đáng sợ yêu lực ngưng tụ thành thực chất, ngăn trở ở Cơ Tinh trước mặt, người sau thần sắc lạnh lùng, trong tay trường đao tình thế hoàn toàn không kém, lưỡi đao rơi xuống, đem vậy hai món đáng sợ yêu khí trực tiếp là nghiền ép bể. Bất quá, có cái này hai món đáng sợ yêu khí ngăn trở. Yêu tộc chàng trai thân hình cũng là đã sớm ngay tức thì tiêu tán. Một lát sau, liền gặp hắn không ngờ là xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, nhìn Cơ Tinh, trên mặt có loại tà dị lạnh lùng vẻ. Thật là không nói phải trái à, vốn đang cho là ngươi lực lượng đã sớm bị thời gian tiêu ma sạch sẽ, có thể bây giờ nhìn lại, vẫn là cần ta vận dụng một ít lá bài tẩy. Yêu tộc nam tử màu xanh đậm yêu dị con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Cơ Tinh, khoát tay. Trực tiếp là có một quả bao quanh lực lượng thần bí lệnh bài xuất hiện. Tiếp theo, liền gặp yêu tộc nam tử hung hăng đem tay kia chung thần bí lệnh bài nắm chặt, bóp vỡ, rồi sau đó vậy gầy nhom, toàn thân đen sẫm bàn tay chính là trực tiếp đè xuống trên mặt đất. Oanh! Ngay tức thì, mọi người dưới chân cung điện quảng trường đất đai liền lại bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Chỉ gặp được một đạo thần bí trận pháp rồi sau đó chính là xuất hiện, Cơ Tinh lại đúng lúc là ở trận pháp kia ngay chính giữa. Người sau không khỏi sắc mặt ngay tức thì khẽ biến. Nhưng vào lúc này, xì xì, vô số đạo màu đen trùm ánh sáng từ vậy chính giữa trận pháp vọt lên, giống như là xiềng xích vậy, lại trực tiếp đem Cơ Tinh từ trên xuống dưới nơi có thân thể điên cuồng trói lại. Đây là, Trấn Khôi Phù. Trần Phi thấy, con người có giúp một cái, trong đầu hắn tựa hồ có như vậy cảnh tượng. Đây rõ ràng là được gọi là thiên hạ tất cả khôi lỗi khắc tinh, Trấn Khôi Phù. Nghe được Trần Phi kinh dị thanh, vậy được gọi là tứ vương tử, yêu tộc nam tử chân mày nhẹ nhàng khều một cái, có chút bất ngờ ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình. Ngươi lại có thể biết Trấn Khôi Phù kiến thức không tệ. Bất quá ngươi vậy cả người kinh người đan dược, trận đạo thiên phú, có thể biết vật này, cũng không coi là kỳ quái. Yêu tộc nam tử gương mặt máu lạnh đưa ra biển dáng dấp đầu lưỡi liếm môi một cái, nhìn Trần Phi, lời nói lạnh nhạt cảnh cáo nói. Ngày hôm nay chúng ta tới đây mục đích, không phải các người, cho nên đàng hoàng ở đó đợi, chớ tự tìm không vui. Trần Phi con ngươi hàn mang nhanh tránh, không lên tiếng. Thực lực đối phương ở trên hắn, hơn nữa còn có vậy người phía sau. Trần Phi theo bản năng hướng vậy trước ra tay bảo vệ yêu tộc chàng trai hai ông cụ nhìn. Hắn nếu là không nhìn lầm, cái này hai tên, hắn sức chiến đấu tối thiểu đều là ở yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên, thậm chí trở lên. Bực này cường hãn, coi như là lấy lực lượng bây giờ của hắn, cũng chỉ có thể là bó tay bó chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi mục đích là cái gì? Nhưng vào lúc này, Cơ Tinh sắc mặt âm trầm mở miệng, diễn cảm có chút tức giận. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới mình lại có thể sẽ liền loại này đạo nhi. Bất quá Trấn Khôi Phù vật này mặc dù có thể trấn áp hắn, vẫn còn là không gây thương tổn được hắn. Khặc khặc, đi xuống mặt xem, chẳng phải sẽ biết sao. Yêu tộc nam tử tràn đầy tà dị con ngươi lay động cười lên, sát theo, liền gặp hắn bỗng nhiên lướt qua Cơ Tinh hướng vậy giữa quảng trường đi tới. Ngươi muốn làm gì, đợi một chút, chẳng lẽ, Cơ Tinh con ngươi chấn động một cái, giống như là hồi tưởng lại cái gì, sắc mặt có chút biến hóa, nói. Ha ha,
Yêu tộc nam tử lại lần nữa cười lạnh, không có câu trả lời, bất quá lúc này trong tay hắn cũng đã là nhiều hơn một cán đen thui như mực dài cánh buồm cờ lớn. Yêu tộc nam tử phịch một tiếng đem vậy cờ lớn trực tiếp là cắm vào liền giữa quảng trường, nhất thời, một cổ kinh khủng sóng gợn liền tiệc cuốn ra. Hống! Sóng gợn chính giữa, hàm chứa khủng bố, kinh người lực lượng, điên cuồng đánh thẳng vào đất đai, cho nên chỉ là khoảnh khắc ở giữa, vậy mặt đất lại là từng cục nhanh chóng, sụp đổ nứt ra. Ở đó nứt ra dưới đất phương, bất ngờ là có một cái khổng lồ thi thể, khoác khôi giáp, ma khí cuồn cuộn, khí thế mênh mông thêm cổ xưa, một khắc sau ngay tức thì vậy hào hùng ma khí lại trực tiếp là đem bên trong không gian này cũng lấp đầy, tràn ngập trời đất. T, đây là cái gì? Ma vương cấp cường giả khác thi hài. Trần Phi thần sắc biến, ngẩng đầu lên, nhìn vậy dưới mặt đất khổng lồ ma khu, ma khí cuồn cuộn, vậy trong lại là có như vậy một tôn kinh khủng thi hài. Không sai, năm đó tiên vương chết, ta Xích Tiêu quân bốn biển là nhà, gặp phải lão này, muốn cưỡng ép thu phục chúng ta, nhét vào dưới quyền, bọn ta không muốn, liền có một tràng kinh thiên đại chiến. Cuối cùng, lão này bị chúng ta chém chết liền ma hồn, thi hài mai táng nơi này. Bọn họ mục đích lại là cái này ma vương thi hài. Cơ Tinh lúc này sắc mặt cũng có chút khác thường, cùng khó coi nói. Hắn có chút nhớ nhung không rõ, đối phương là làm thế nào biết cái này ma vương thi hài, là mai táng nơi này. Mấy trăm năm trước sự việc, ai sẽ biết? Ha ha, ha ha ha, ta vương tộc tổ tiên để lại tin tức quả thật không tệ, nơi này, đích xác là có một cái ma vương thi hài. Mà vào lúc này, yêu tộc nam tử cũng là không nhịn được cuồng cười lên. Chúc mừng tứ vương tử, được này ma vương thi hài, tất có thể đề luyện ra tuyệt thế ma độc, dương ta thiên hạc yêu tộc hung uy. Vậy phía sau hắn cả đám cũng là kích động nói. Thiên hạc yêu tộc, nguyên lai các người là thiên hạc yêu tộc người. Trần Phi nghe vậy mặt liền biến sắc, không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ là thành U Lang tử đối đầu, thiên hạc yêu tộc người. Bất quá không thể không nói. Những người này cũng là lá gan thật lớn, dám xuất hiện ở thành U Lang lãnh thổ chính giữa, cũng không sợ bị người phát hiện. Trần Phi hỏi Trần Phi nghe vậy sững sốt một chút, không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ là thành U Lang tử đối đầu, thiên hạc yêu tộc người. Vương, có nên ngăn cản hay không hắn? Cái này ma vương mặc dù đã chết, nhưng thi hài này, lưu lạc đi ra ngoài, có lẽ cũng sẽ có đại động tóc rối bời sinh. Nhưng vào lúc này Cơ Tinh thanh âm xuất hiện ở người Trần Phi bên tai, giọng hơi chăm chú nói, cái này trấn khôi phù hiệu dụng đã tại bắt đầu từ từ yếu bớt. Ta bây giờ có thể rút ra một chút lực lượng, đối phó vậy hai ông già. Vậy thì thử một chút chứ. Trần Phi nghe vậy diễn cảm ngưng túc liền mấy phần, trong cơ thể linh khí lay động. Oanh! Cường hãn kiếm khí, tiểu viên mãn kiếm ý, hai người dung hợp vào một chỗ hình thành vô cùng cường hãn nghịch không kiếm trận, trực tiếp là xuyên thủng không khí. Hướng vậy nguyên bản vẫn còn ở đắc ý cười như điên thiên hạc yêu tộc tứ vương tử đánh giết đi. Uy danh như rồng. Tự tìm cái chết, vậy thiên hạc yêu tộc tứ vương tử còn chưa động thủ. Sau lưng vậy hai ông cụ cũng đã là một trái một phải xuất hiện, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, một bàn tay xuất hiện, muốn đem Trần Phi chấn động giết. Lấy bọn họ thực lực, muốn làm đến như vậy thực lực, dễ như trở bàn tay. Oanh! Có thể nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng chiến ý hạ xuống. Trực tiếp là đem hai người kia lôi vào bầu trời, từng cổ một nước lũ đánh. Nhất thời, sau hai người thân thể run lên, sắc mặt biến, vội vàng là hướng sau lưng thiên hạc yêu tộc tứ vương tử hét lớn, tứ vương tử, trấn khôi phù hiệu dụng đã tại bắt đầu yếu bớt. Chúng ta phải mau sớm đi. Hừ, thiên hạc yêu tộc tứ vương tử nghe vậy cũng là sắc mặt đổi một cái, hừ lạnh một tiếng, lạnh sâu kín con ngươi gắt gao đóng vào Trần Phi trên mình, nói, dám hướng ta động thủ. Ngươi lá gan, là hơi lớn à? Phải biết từ đầu đến cuối, hắn đều không đem Trần Phi, bực này người yếu, coi ra gì, nhưng bây giờ, bực này người yếu, nhưng lại dám như thế chăng biết cái gọi là, hướng hắn khiêu khích, hướng hắn ra tay. Cái này làm hắn thân là thiên hạc yêu tộc tứ vương tử, bực này tôn quý thân phận nhân vật, há có thể không giận. Bất quá hắn nhưng cũng rõ ràng, lúc này thời gian cấp bách, nếu như Cơ Tinh tránh thoát trấn khôi phù. Vậy có nguy hiểm sẽ gặp là bọn họ. Nghĩ đến đây, vậy thiên hạc yêu tộc tứ vương tử u lãnh con người chính giữa, trực tiếp là hiện ra lau một cái cay độc. Hắn ánh mắt tập trung vào Trần Phi, âm u cười một tiếng. Không biết cái gọi là đồ, lại có thể ngươi ngày hôm nay muốn chết, vậy bổn vương tử thành toàn cho ngươi.
Thiên Hạc Yêu Vương tộc bí kỹ, núi thây độc biển. Đi đôi với vậy Thiên Hạc Yêu tứ vương tử âm lãnh thanh âm xuất hiện ở giữa trời đất, vậy hắn dưới cổ phương, lại là có một đoàn tương tự với túi chứa chất độc giống vậy đồ, điên cuồng ngọa nguậy, từ vậy bắp thịt chính giữa xuất hiện, rồi sau đó liền là có vô cùng khí độc bộc phát. Nhất thời, hắn mặt đất dưới chân, bụi đất, nham thạch, lại trực tiếp là ở nơi này chút kinh người khí độc chính giữa, nhanh chóng bị ăn mòn. Mặt đất bắt đầu tầng tầng sụp đổ, hóa là độc thủy. Thậm chí liền liền cái này trong không khí linh khí, vậy vẫn là dần dần bị độc kia khí nơi đồng hóa, trở thành là có độc màu xanh đậm yêu khí. Thật là bá đạo khí độc, liền liền Trần Phi thấy một màn này cũng là không nhịn được ánh mắt hơi đổi một cái, lại có thể ảnh hưởng trong không khí linh khí, bực này khí độc bá đạo trình độ, đơn giản là có chút kinh người. Bất quá sau đó, liền gặp Trần Phi con ngươi lại đột nhiên nhanh tránh, bởi vì hắn thấy, quảng trường này vùng đất sụp đổ. Trực tiếp là để cho những cái kia xích tiêu quân pho tượng ngổn ngang sụp đổ đứng lên. Vèo. Sát theo liền gặp hắn hướng những cái kia xích tiêu quân pho tượng nhanh chóng lao đi, đồng thời, đem vậy bát cung huyền tháp cho gọi ra tới, đem những cái kia pho tượng toàn đều nhất nhất thu vào. Hắn phỏng đoán những thứ này xích tiêu quân sinh mạng con rối bây giờ đều là vẫn còn trạng thái ngủ say, như là chẳng ngó ngàng gì tới, nhất định là sẽ xảy ra vấn đề. Còn như vậy đầy trời khủng bố. Bá đạo khí độc, hướng Trần Phi điên cuồng ngọa nguậy đi, lại bị một đoàn ngọn lửa chợt đốt thành cho tàn. Không cách nào gần người chút nào. Thấy tình cảnh này, vậy Thiên Hạc Yêu tứ vương tử sắc mặt một chút âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ. Ngược lại là quên ngươi có cái này thiên địa dị hỏa chỗ dựa. Vận khí quả thật không tệ. Thiên địa dị hỏa, coi như ước chừng chẳng qua là tam lưu, cũng là bọn họ những tà môn ngoại đạo này khắc tinh. Cho nên coi như là hắn độc này lại bá đạo, cũng không khả năng ung dung cắn qua cùng hắn thực lực xê xích không nhiều Trần Phi, có thiên địa dị hỏa. Như vậy đối chiến, hắn thiên nhiên sẽ có một ít hoàn cảnh xấu tồn tại, kéo chân sau. Sát theo, vậy Thiên Hạc Yêu tứ vương tử ngược lại cũng sáng suốt, không ham chiến nữa, hừ lạnh một tiếng, đem vậy toàn thân đen thui bàn tay đưa ra, trong lòng bàn tay, một đoàn kinh người khói độc lại xuất hiện lại. Hạ một thoáng kia. Cuồn cuộn khí độc giống như là khói báo động vậy, cuộn sạch, gào thét trời đất. Hôm nay cái này chiến ta Ly Uyên không muốn đánh, đợi ngày sau ta đem cái này ma vương thi hài hoàn toàn luyện hóa thành tuyệt thế ma độc, các người, toàn bộ đều phải chết. Cuồn cuộn khói độc, trực tiếp là đem Trần Phi cùng vậy Thiên Hạc Yêu tộc tứ vương tử từ trong cách nhau đoạn mở ra. Trần Phi ngẩng đầu, chỉ gặp vậy khói độc một đầu khác, tự xưng là Ly Uyên. Thiên Hạc Yêu tộc tứ vương tử đã là và vậy những người khác hội tụ vào một chỗ, bóng người chớp động, nhanh chóng rời đi. Bất quá, giống như là chú ý tới Trần Phi đầu đi ánh mắt, vậy Thiên Hạc Yêu tộc tứ vương tử Ly Uyên bỗng ở giữa quay đầu lại, nhìn một cái sắp thoát thân cơ tinh, ánh mắt lại khinh miệt đi nữa, cười lạnh rơi vào Trần Phi trên mình, giơ tay lên. Tắm xong cổ, lần sau gặp nhau, bổn vương tử ắt sẽ ngươi cổ vặn xuống. Ha ha, ha ha ha. Ly Uyên cuồng vọng cười lớn, bàn tay hướng về phía Trần Phi xa xa làm một cái cắt cổ động tác tay. Trần Phi ánh mắt chớp mắt, hàn mang lóe lên, sát theo, liền gặp hắn khoát tay, lau một cái màu sữa điểm sáng nhanh như tia chớp hướng vậy Ly Uyên đánh tới, không người bất kỳ phát hiện, rơi xuống trên người đối phương, thành ẩn hình hư vô. Không cần quá lâu, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, hừ. Trần Phi hừ lạnh một tiếng. Cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người sâu xa nói. Đối phương biết liền hắn nhiều như vậy bí mật, còn dám uy hiếp hắn, hắn sao có thể sẽ tùy tiện thả qua. Theo đối phương đám người rời đi, cái này mảnh không gian bên trong khôi phục yên tĩnh, chẳng qua là, nhưng thành một mảnh phế tích, trước mắt tan hoang. Xích tiêu quân truyền thừa không gian chính giữa, theo Lưu Uyên đám người rời đi, để lại ăn mòn mặt đất, nọc độc ngọa nguậy. Làm người ta chỉ là như vậy thấy cũng đủ để tưởng tượng ra được, trước cái loại đó thủ đoạn, là có bao nhiêu bá đạo theo lợi hại. Đây chính là Thiên Hạc Yêu tộc sao? Nhìn như, bọn họ cái này nhất tộc năng lực, tựa hồ là theo độc có liên quan. Trần Phi con người lóe lên nhìn vậy Ly Uyên các người rời đi phương hướng. Đây cũng là hắn lần đầu tiên như vậy sống sờ sờ thấy, trước đã sớm, nghe tiếng đã lâu hắn hung danh Thiên Hạc Yêu tộc cao thủ. Mà người sau lần này triển hiện ra lực lượng cùng thủ đoạn, cũng đích xác là hơi có chút làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Loại khí độc, vô cùng bá đạo, đây chính là trước nhiều lần nghe được,
vậy thiên hạc yêu tộc bổn mạng nọc độc. Một khi nếu như bị bá đạo này nọc độc ăn mòn, ngã xác thực có thể kết quả sẽ rất bi thảm. Ai, không nghĩ tới, nơi này lại có thể cất giấu một cái ma vương thi hài, nếu là sớm biết. Vậy ma vương thi hài có thể đem hắn lưu lại, vậy cũng tốt. Trong thức hải đột nhiên vang lên trận kinh không u nhiên xúc động thanh. Giống như là có cái gì tiếc nuối khổng lồ. Lưu lại là tốt, tại sao? Trần Phi hơi ngẩn ra, có chút nghi ngờ hỏi. Ma vương thi hài, danh như ý nghĩa, là tu sĩ ma đạo, nguyên đan chân quân cảnh tồn tại sau khi chết, để lại bất hủ thi hài. Bực này ma khu nếu như rơi vào tu sĩ ma đạo trong tay, hoặc là giống như Lý Uyên vậy chờ có đặc thù sử dụng phương thức người trong, tuyệt đối là giá trị vô cùng. Gọi là tuyệt thế. Nhưng bởi vì Trần Phi cũng không phải là tu sĩ ma đạo, vậy đây đối với ma vương thi hài không việc gì niệm tưởng, cho nên không quá coi trọng, mà bây giờ trận kinh không nói ra những lời này. Rất đơn giản, nếu là có thể đem vậy ma vương thi hài lưu lại, ta liền có thể nghĩ biện pháp làm chủ, đến lúc đó, lấy ma vương thi hài cường hãn, hơn nữa ta những năm gần đây giấu nghề mịt mờ, có lẽ, có thể tiến hơn một bước. Trận kinh không thở dài một tiếng, nói. Tiến hơn một bước. Trận kinh không con ngươi hơi chăm chú, nói tiền bối ý ngươi là. Địa cấp trận pháp sư. Không tệ, ngươi nếu là có thể giúp ta, ta nguyện ý ở ngươi bên người bảo vệ 30 năm. 30 năm sau đó, có lẽ ngươi cũng đều không cần ta chứ. Trận kinh không chậm rãi nói. Trần Phi yêu nghiệt, hắn để ở trong mắt, lấy tốc độ như vậy nếu là thật có thể lại đi tới trước 30 tuổi lâu, đừng nói hắn, coi như là Xích Tiêu Quân thời kỳ tột cùng. Chỉ sợ cũng biết không theo kịp Trần Phi yêu nghiệt kia vậy tốc độ tiến triển chứ. Trần Phi nghe vậy con ngươi lại lần nữa ngưng ngưng. Địa cấp trận pháp sư, lại tên đại trận sư, đây chính là tương đương với nguyên đan chân quân cảnh khủng bố tồn tại. Nếu quả thật có thể có được như vậy trợ lực, hắn kia cần còn ở đây địa phương nhỏ tiếp tục lãng phí thời gian. Đến lúc đó, đừng nói là ngoại vực lớn thứ nhất thành chỉ thành địa võ, coi như là bên trong vực, hắn cũng đều có tư cách đi. Ta ở trên người hắn để lại dấu vết, cùng từ địa cung này chính giữa đi ra ngoài, chúng ta tìm cơ hội thử một chút. Đem vậy ma vương thi hài đoạt trở lại, Trần Phi mở miệng nói, hắn đã ở trên người đối phương để lại theo dõi dấu vết. Đối phương ở bất kỳ địa phương, hắn cũng có thể tìm được. Được, Trần Kinh không gật đầu nói. Ta ở trên người hắn để lại dấu vết, cùng từ địa cung này chính giữa đi ra ngoài, chúng ta lại tìm cơ hội. Trần Phi đi theo liền hạ quyết tâm, mới vừa rồi, hắn đã ở đó Lưu Uyên trên mình để lại dấu vết. Đối phương ở bất kỳ địa phương, hắn cũng có thể tìm được. Được, Trần Kinh không gật đầu nói. Vương, xin trách tội, là ta khinh thường, không nghĩ tới người này lại có thể cầm ra trấn khôi phù như vậy dị bảo, nếu không phải như vậy, bọn họ tất nhiên là đoạt không đi vậy cái ma vương thi hài. Nhưng vào lúc này cơ tinh có chút tự trách nói. Cái này ma vương thi hài khi còn sống chính là một tôn cực kỳ lợi hại tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả, hơn nữa xuất thân bất phàm, thiên phú cường hãn, hôm nay bị Lý Uyên vậy một đám rõ ràng cho thấy người ta ác cướp đi. Hơn phân nửa tương lai sẽ sinh ra không ít chuyện bưng. Hơn nữa, những người đó vậy vẫn là biết Trần Phi không ít bí mật. Cơ tinh thống lĩnh không cần tự trách, ta đã ở trên người hắn để lại dấu vết, chỉ cần có cơ hội, lấy cơ tinh thống lĩnh người thực lực. Từ bọn họ trong tay lại đem vậy cái ma vương thi hài đoạt trở lại, dễ như trở bàn tay. Trần Phi phất phất tay, cười nói. Vương ngươi ở đó chút trên người để lại dấu vết. Lúc nào, cơ tinh nghe vậy giật mình, bởi vì liền hắn cũng không phát hiện Trần Phi như vậy cử động, chớ nói chi là đối phương. Bất quá, rồi sau đó liền gặp hắn đột nhiên lắc đầu một cái, có chút cười khổ nói. Bất quá vương, trong thời gian ngắn, ta sợ rằng là không thể giúp ngươi gấp cái gì. Ừ, tại sao, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, nói, cái này Xích Tiêu Quân bây giờ nhưng mà hắn nhất sức hùng hậu một bản bài, nhưng mà, cơ tinh nhưng lại còn nói, trong thời gian ngắn hắn có thể không giúp được gì. Cái này làm sao không làm Trần Phi sắc mặt biến hóa? Vương, xin lỗi. Thấy được Trần Phi sắc mặt, cơ tinh dĩ nhiên là rõ ràng Trần Phi nghĩ cái gì, lúc này có chút xin lỗi nói, đếm trăm năm qua tiêu hao. Thật ra thì đã là làm chúng ta Xích Tiêu Quân đèn cạn dầu. Ta bây giờ sở dĩ vẫn có thể hơi hoạt động một chút, là bởi vì là ở nơi này mảnh truyền thừa không gian chính giữa, có năm đó chúng ta ngủ say lúc chôn một ít năng lượng hạt giống, nhưng nếu là muốn từ bên trong không gian này đi ra,
vậy chỉ sợ ta, cũng biết theo các huynh đệ như nhau, rơi vào ngủ say. Trần Phi nhất thời có chút im lặng đứng lên, đi theo cười khổ lắc đầu một cái, nói, vậy phải làm gì, mới có thể để cho các người lần nữa khôi phục lực lượng. Linh thạch, ngàn năm linh nhũ, đều được. Cơ Tinh cười hắc hắc cười, nói, vương, chúng ta Xích Tiêu quân thời kỳ toàn thịnh, có 10 vị thống lĩnh, top 10 đội, tổng cộng là 1080 vị huynh đệ. Bất quá năm đó cùng vậy ma vương tử chiến, tuy đem đánh bại, nhưng chúng ta Xích Tiêu quân cũng là tổn thất thảm trọng. Bây giờ, hẳn còn dư lại 600-700 vị huynh đệ đi. Nói đến đây, Cơ Tinh giọng đột nhiên có chút thấp. Mặc dù hắn vị trí, sớm đã là thấy quen sống chết, có thể lời như vậy đề, còn chưa miễn có chút quá nặng nề, để cho trong lòng người khó chịu. Trần Phi nghe vậy ngẩn người, nói Cơ Tinh thống lĩnh xin yên tâm, sau này tương lai nếu là có cơ hội, ta sẽ để cho Xích Tiêu quân nặng hơn hiện thời kỳ tột cùng thỉnh cảnh. Hướng nhìn bằng nửa con mắt. Hy vọng có một ngày như vậy đi, Cơ Tinh chậm rãi nói, lại mở miệng nữa. Vương, ta đại khái tính toán một chút, như là muốn cho chúng ta Xích Tiêu quân huynh đệ hoàn toàn hồi phục, tối thiểu, hẳn là cần ngay ngắn một cái linh phẩm nhân cấp linh mạch linh khí số lượng dự trữ, mới đủ. Rồi sau đó lại gặp hắn có chút ngượng ngùng nói. Nhiều ít, Trần Phi cơ hồ là ngay tức thì sắc mặt thì trở nên được cổ quái. Ngay ngắn một cái linh phẩm nhân cấp linh mạch linh khí số lượng dự trữ. Chắc chắn, đây không phải là nói đùa. Ngay ngắn một cái linh phẩm nhân cấp linh mạch linh khí số lượng dự trữ, có lẽ có chút nhiều, nhưng cùng mấy con số này hẳn sẽ không kém quá nhiều thiếu. Cơ Tinh lặp lại lần nữa nói một lần, để cho Trần Phi nghe là biết. Ta, lúc này, coi như là Trần Phi đều là không nhịn được có chút im lặng đứng lên, thiếu chút nữa không nhịn được mắng mẹ xung động. Người ta như thế nào đi nữa phá của, dầu gì mở miệng vậy cũng chỉ là linh thạch, hoặc là ngàn năm linh nhũ, mà đây Cơ Tinh, cái này Xích Tiêu quân ngược lại tốt, vừa mở miệng chính là ngay ngắn một cái linh mạch số lượng dự trữ. Đây quả thực là một cái động không đáy à. Coi như là phá của, cũng không phải làm như vậy chứ. Lúc này, Trần Phi cuối cùng là biết, tại sao muốn bồi dưỡng ra như vậy một mực tinh nhuệ, cường hãn quân đội, sẽ như vậy làm người ta vọng mà khiếp bước. Trên thực tế, giống như là Xích Tiêu quân bực này quân đội, trong ngoài vực chắc có không thiếu thế lực vẫn có thể đào tạo ra được, có thể trên thực tế, chân chính có đem chi tiền với hành động, nhưng ít chi lại càng ít. Cơ hồ không có. Không có biện pháp, loại này tiêu hao thật sự là quá kinh khủng, coi như là một phương thế lực lớn, nghe được mới vừa rồi Cơ Tinh nói thời điểm, chỉ sợ cũng là sẽ không nhịn được ra đầu tê dại chứ. Bất quá thật may, hắn vận khí không tệ. Trước ở đó Minh Thần Động mới chỗ ở bên trong phát hiện một tòa linh phẩm địa cấp linh mạch. Như vậy linh mạch linh khí số lượng dự trữ, ít nhất là vậy linh phẩm nhân cấp linh mạch mấy trăm cái tổng cộng. Nếu không, thì như thế nào gọi nổi các phe tông môn trường thịnh không giảm. Vương, ngươi nếu là cảm thấy bực này linh khí tính phải lấy được tay, hơi có chút khó khăn, nếu không ngươi trước nhiều đội sống lại chúng ta Xích Tiêu quân huynh đệ, cũng được. Lúc này Cơ Tinh chỉ sợ cũng ý thức được. Bây giờ không phải là ban đầu, một cái linh phẩm nhân cấp linh mạch linh khí số lượng dự trữ, đối với Trần Phi bực này trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tu sĩ mà nói, muốn lấy được tay, là bực nào khó khăn. Cho nên sợ rằng, bọn họ Xích Tiêu quân muốn toàn thể hồi phục, trong thời gian ngắn, thật đúng là không quá có thể một chuyện. Bất quá hắn hay là đối với Trần Phi tràn đầy lòng tin. Không nói vậy làm hắn trợn mắt hốc mồm vượt cấp mà chiến năng lực. Liền nói vậy giống vậy có thể nói đổi tai đan đạo thiên phú, chỉ cần Trần Phi luyện đan sư cấp bậc đi lên. Người có nghe nói qua cái nào luyện đan sư là thiếu linh thạch tốn? Vậy đều không phải là chuyện, không tồn tại. Cái này ta nghĩ biện pháp, Cơ Tinh thống lĩnh, các người Xích Tiêu quân có thể chỉ như vậy lưu lại ở Bát Cung Huyền Tháp bên trong chứ? Trần Phi nói theo. Bát Cung Huyền Tháp, là vậy 15 nặng cấm chế hoàng kim pháp bảo tên chứ? Có thể là có thể, bất quá. Còn có lựa chọn tốt hơn. Cơ Tinh nghe vậy hơi ngẩn ra, nói. Lựa chọn tốt hơn, đó là cái gì? Trần Phi nghi ngờ. Chúng ta Xích Tiêu quân quân phù. Lúc trước vì bảo vệ địa cung này ổn định, ta đem vậy quân phù đặt ở địa cung chỗ sâu nhất. Bây giờ nếu vương ngươi đã lấy được chúng ta Xích Tiêu quân truyền thừa, vậy địa cung này, liền cũng không có tiếp tục tồn tại nữa cần thiết. Cơ Tinh cười nói, vậy quân phù mặc dù không bằng vương ngài hoàng kim này pháp bảo, bất quá. Vậy nhưng là thích hợp nhất chúng ta Xích Tiêu quân ngủ say đồ.
ở đó trong vô luận là ngủ say hoặc giả là tỉnh lại, cũng có thể hiệu quả tối đại hóa người dùng đúng việc. Như vậy, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, cười nói, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ lấy chứ. Mới có thể có như vậy một kiện bí bảo, đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Đợi một chút, bất quá nhưng vào lúc này, Cơ Tinh lại còn như vậy mở miệng. Trần Phi hơi ngẩn ra, nhìn đối phương, lặng lẽ đợi nói tiếp. Vương, người trước là Lâm Chiến đột phá, mới tới trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên. Chỉ gặp Cơ Tinh ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, nói. Không sai, trước chư hình đánh lén ta, cho ta rất trầm trọng áp lực, liền một chút đột phá. Trần Phi gật đầu một cái, nói. Vậy nếu là như vậy, người bây giờ muốn không muốn bắt đầu chuyên tu Tiên Vương Xích Tiêu Quân độc môn công pháp Xích Tiêu Lôi Vân Quyết? Chỉ gặp Cơ Tinh nhìn Trần Phi như vậy mở miệng, ánh mắt sáng quắc nói. Nguyên lai là bởi vì chuyện này. Xích Tiêu Lôi Vân Quyết, Trần Phi nghe vậy ngẩn người, đờ đẫn nói, đây là năm đó Xích Tiêu Quân tu luyện công pháp. Không sai, Tiên Vương môn này độc môn công pháp, phân là hơn hạ hai sách, thượng sách Sấm Quyết, hạ sách Mây Quyết. Nếu là có thể đem tu luyện viên mãn, cao nhất là có thể leo đến huyền thiên vị nguyên đan chân quân cảnh. Năm đó, ở bên trong vực, rất nhiều người cũng muốn có được Tiên Vương môn này tu luyện công pháp. Cơ Tinh ánh mắt tràn đầy nhớ lại, thở dài nói. Có thể tu luyện tới huyền thiên vị nguyên đan cảnh, như vậy Xích Tiêu Lôi Vân Quyết, thì hẳn là vương cấp tu luyện công pháp. Không hổ là năm đó uy danh Xích Tiêu Quân tiền bối, phải biết cái này vương cấp tu luyện công pháp, coi như là ở bên trong vực. Vậy tuyệt đối bất quá 10 môn. Trận kinh không giật mình nói. Huyền thiên vị trở lên, lại tên nguyên đan chân quân cảnh vương giả. Cho nên có thể tu luyện tới loại tầng thứ này công pháp, bị gọi chung là vương cấp tu luyện công pháp, coi như là đặt ở tất cả đại thiên trở cổ giáo phái, lánh đời trong thánh địa, cũng là cao nhất tuyệt học giống vậy tồn tại. Hắn giá trị không cách nào cân nhắc. Cho nên cũng khó trách, trận kinh không lúc này sẽ có như vậy xúc động. Dẫu sao coi như là hắn năm đó, cũng là không tư cách tiếp xúc tới như vậy cao nhất tuyệt học à. Mà bây giờ, lại sẽ lấy như vậy phương thức đem phải xuất hiện ở hắn trước mắt sao? Nhất thời ở giữa, Trận Kinh không trong lòng đều có chút phức tạp. Bất quá hiển nhiên, hắn tựa hồ căn bản là không có cân nhắc qua, Trần Phi sẽ cự tuyệt. Có thể tiếp theo, một khắc sau, Trần Phi nhưng là thật lắc đầu một cái, cười nói, đa tạ Cơ Tinh thống lĩnh người ý tốt. Bất quá, công pháp này ta hẳn là không dùng được. Vương cấp tu luyện công pháp. Mặc dù nghe cái này Xích Tiêu Lôi Vân Quyết hẳn là thật lợi hại, nhưng là, có thể cùng trong đầu hắn những cái kia kinh tài tuyệt diễm cái thế kỷ công như nhau sao? Hiển nhiên, câu trả lời tất nhiên là phủ định, cho nên hắn cũng không chuẩn bị tu luyện cái này cái gọi là Xích Tiêu Lôi Vân Quyết. Dẫu sao, đối với bất kỳ một vị người tu luyện mà nói, tu luyện công pháp tuyệt đối là nồng cốt, căn bản, trọng yếu nhất. Cho nên hắn bây giờ có càng phải lựa chọn, dĩ nhiên sẽ rất rõ ràng nên làm như thế nào lựa chọn. Cái gì? Bất quá, hắn lời nói này, cái này thái độ cự tuyệt, trực tiếp là làm vậy Trận Kinh không cùng với Cơ Tinh đều ngẩn ra. Người sau thần sắc ngây ngẩn, nhìn Trần Phi, có chút lắp bắp nói, Vương, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta có chút không quá nghe rõ. Hiển nhiên, hắn tại sao có thể là thật không có nghe rõ? Chẳng qua là hắn chân thực có chút không nghĩ ra, vậy khó tin, Trần Phi lại có thể sẽ cự tuyệt một môn vương cấp tu luyện công pháp. Chẳng lẽ nói, trong tay hắn truyền thừa, đã là vượt qua Xích Tiêu Lôi Vân Quyết. Cơ Tinh thống lĩnh, cái này Xích Tiêu Lôi Vân Quyết cũng không cần, ta có lựa chọn tốt hơn, bất quá, ngược lại là có thể giúp môn công pháp này chọn một vị thích hợp người tu luyện. Trần Phi sờ cằm một cái, nghĩ tới Thương Khôn. Cái này Xích Tiêu Lôi Vân Quyết lại là sấm, lại là mây. Có lẽ, sẽ thật thích hợp Thương Khôn hiện đang thức tỉnh thượng cổ máu hung thú mạch Hắc Thủy Lôi Ngư. Vậy nói không chừng. Lúc này, lại lần nữa nghe vậy, Cơ Tinh thống lĩnh cuối cùng là nghe rõ Trần Phi lời của. Hắn mới vừa rồi, lại có thể thật không có nghe lầm. Hắn sắc mặt quất rút ra, nhìn về Trần Phi thần sắc phức tạp, con mắt lóe lên, tràn đầy một loại nhàn nhạt rung động. Không nói khác, chỉ là có sức cùng tư cách đi cự tuyệt một môn vương cấp tu luyện công pháp. Bực này khí phách, chính là liền hắn Cơ Tinh cũng chỉ có thể bội phục. Siêu nhớ năm đó, ở hắn trong ấn tượng, bất kỳ một môn vương cấp tu luyện công pháp xuất thế, kia lần không phải kèm theo có thịt sống phong huyết mưa, cả tòa bên trong vực cũng làm hỗn loạn.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi thì ra là như vậy, liền trực tiếp cự tuyệt, cái này. Vậy đã như vậy, liền làm phiền vương ngươi đang chọn thí sinh phương diện, nhiều hơn phí tâm. Sát theo liền gặp hắn hơi khom người, thái độ đổi được hơi cung kính một ít. Bắt đầu từ bây giờ, hắn tựa hồ là tại bắt đầu thích ứng mình thân phận mới. Cơ tình thống lĩnh xin yên tâm, ta sẽ không để cho Xích Tiêu quân tiền bối năm đó danh tiếng, bị xấu hổ. Trần Phi mở miệng nói. Dứt lời sau đó, lại gặp hắn xoay người nhanh chóng hướng vậy truyền thừa không gian ra bay đi. Cơ tình thống lĩnh, ngươi tiến vào trước đến bát cung huyền tháp chính giữa đi đi. Ta bây giờ lập tức đi lấy Xích Tiêu quân quân phù. Một đạo màu bạc trắng bảo tháp xuất hiện, tại ngày đó không trung lóng lánh. Tuân lệnh, vương, cơ tình hét lớn một tiếng, hóa thân một đạo sáng chói linh quang tiến vào vậy bát cung huyền tháp chính giữa. Vèo, bát cung huyền tháp lại lần nữa nhỏ đi, bay trở về đến Trần Phi trong tay, hắn liền trực tiếp là thân hình hóa là một đạo duyên dáng, hướng vậy truyền thừa không gian bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, cái này mảnh truyền thừa không gian trực tiếp là ùng ùng sụp đổ đứng lên. Đổ nát được trong cung điện, bảy đầu đá lớn pho tượng trao mày nhìn về lối đi ra, trong con mắt vẻ ngưng trọng thải lóe lên. Liền lúc trước, bọn họ đột nhiên thấy một đống cả người tràn đầy tà ác yêu khí đội ngũ từ vậy cung điện chỗ sâu lao ra, hoàn toàn không cùng bọn họ có bất kỳ dây dưa, thuận tiện lấy tốc độ nhanh nhất từ nơi này đổ nát bên trong cung điện rời đi. Bọn họ có lòng muốn truy đuổi, có thể bởi vì đối phương chạy trốn tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa bọn họ có thể sống động phạm vi. Thật ra thì cũng chỉ có cái này đổ nát cung điện chung quanh một vòng mà thôi. Làm đối phương trốn sau khi đi ra ngoài, bọn họ cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Không có biện pháp. Thiên Hạc yêu tộc. Duy chỉ có cái này đổ nát bên trong cung điện duy nhất một đạo thân ảnh, Bùi Huyền Tình thấy những thân ảnh kia, một đôi mắt đẹp không nhịn được là chợt co rúc lại một chút, giật mình lẩm bẩm lên tiếng. Bọn họ thành U Lang tu sĩ, theo Thiên Hạc yêu tộc là đối thủ một mất một còn. Cho nên lấy nàng lai lịch theo thân phận, thì như thế nào không nhịn được lai lịch của đối phương. Chẳng qua là, tại sao Thiên Hạc yêu tộc lại sẽ xuất hiện ở đây địa cung bên trong? Đây chính là bọn họ thành U Lang địa bàn. Đối phương chẳng lẽ không sợ bị bọn họ người phát hiện? Rồi sau đó sát theo lại gặp hắn mặt đẹp hơi biến sắc mặt một chút đổi, mắt đẹp ánh mắt hướng vậy địa cung chỗ sâu nhìn lại. Nhóm người này Thiên Hạc yêu tộc rõ ràng cho thấy từ vậy địa cung chỗ sâu trốn ra được. Trần Phi, chư hình bọn họ cũng ở đây, rõ ràng hẳn là đối mặt. Cũng không biết, bên trong bây giờ đến tột cùng là tình huống gì. Ông, ầm ầm ầm, vèo. Nhưng vào lúc này, vậy cung điện chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng nhàn nhạt ông minh, sát theo, vậy nguyên bản cũng đã là đổ nát không chịu nổi cung điện lại là ùng ùng lại lần nữa sụp đổ đứng lên. Bất quá ở đó bởi vì sụp đổ mà tức giận trong bụi mù, một đạo thân ảnh trực tiếp là bạo xạ ra. Trần Phi, ánh mắt phong tỏa ở thân ảnh kia trên mình, Bùi Huyền Tình trực tiếp là mắt đẹp kinh sợ kinh. Khốn kiếp, nơi này, sát theo liền gặp hắn hướng Trần Phi vẫy tay. Ừ, Trần Phi hơi ngẩn ra, ánh mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, ngay sau đó nhỏ nhỏ cười lên, cúi xông lên tới Bùi Huyền Tình bên kia, cười nói, xem ra không để cho tiểu tỷ tỷ ngươi cùng lâu. Cực khổ, Bùi Huyền Tình mặt đẹp hơi ửng đỏ, rồi sau đó nhưng lại tâm niệm vừa động. Trực tiếp hỏi, mới vừa rồi những cái kia Thiên Hạc yêu tộc mới vừa rồi các người đối mặt. Tại sao bọn họ sẽ chạy trốn? Còn nữa, chư hình đâu? Tại sao không thấy được hắn? Chư hình, ngươi nói thế nào cái cuồng ngông người tự đại? Chết, Trần Phi cười nói, nhưng mà hắn nói nhưng là làm Bùi Huyền Tình mặt đẹp chợt sững sốt một chút. Chết, Bùi Huyền Tình mặt đẹp sắc mặt đại biến, nói ai giết? Chết thế nào, là vừa mới những cái kia Thiên Hạc yêu tộc. Phải biết chư hình đây chính là Nhan Chân phái thế hệ này trẻ tuổi đồng lứa hy vọng, lại có thể ở nơi này chết, chết ở những cái kia Thiên Hạc yêu tộc trong tay. Đây nếu là truyền về đi, Nhan Chân phái còn không phải là sẽ điên cuồng. Hiển nhiên, nàng tựa hồ căn bản liền không có suy nghĩ qua, Trần Phi có thể hay không đem chư hình giết chết có khả năng. Bọn họ, không, tên kia là ta giết. Trần Phi lắc đầu một cái, thẳng thắn nói. Cái gì, ngươi? Vậy Bùi Huyền Tình ngây dại, nhìn Trần Phi, là hắn đem chư hình giết đi, cái này, điều này sao có thể? Làm sao, không tin, ta nhìn như, liền thật có nói ra như vậy mà nói, để cho ngươi không tin sao? Trần Phi nhún vai một cái,
bất đắc dĩ nói. Đầu năm nay, nói thật muốn cho người tin tưởng, tựa hồ là thật có điểm khó khăn à. Không phải, ta, Bùi Huyền Tình mặt đầy đờ đẫn, trong lòng hỗn loạn, nhìn Trần Phi một lúc lâu mới môi lay động, nói, người thật đem Chư Hình giết đi. Đến, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng nàng bây giờ là một mảnh hỗn loạn, thành U Lang năm trẻ một đời vô địch Chư Hình, có người có thể tiếp nối mấy chiêu, cũng coi như là lợi hại, mà bây giờ, bực này người tài nhưng lại là chết ở Trần Phi trong tay. Nàng như thế nào có thể đủ trong lòng không chấn động, có thể bình tĩnh xuống. Vậy còn có giả, Trần Phi lại lần nữa nhún vai một cái, đem truyền thừa bên trong không gian sự việc nói một lần. T. Ma Vương thi hài, thiên hạc yêu tộc người cướp đi Ma Vương thi hài. Còn nữa, người bây giờ đã lấy được Xích Tiêu Quân truyền thừa. Sau khi nghe xong, vậy Bùi Huyền Tình lại lần nữa có chút thất thố, mặt đẹp chấn động nói. Bọn họ thành U Lang tu sĩ cùng thiên hạc yêu tộc là đối thủ một mất một còn, cho nên dĩ nhiên biết, bực này cường hãn thi thể rơi vào trong tay đối phương, đó là sẽ sản sinh ra kinh khủng dường nào hỗn loạn. Thiên hạc yêu tộc có hạng nhất cường hãn năng lực thiên phú, đó chính là thối độc. Vô luận là kỳ độc vật, hoặc giả là ma thi cổ thi, ở bọn họ trong tay, cũng có thể hóa là kinh khủng độc tố, tiếp đó thành là bọn họ leo lên cao cấp hơn thang nuôi liệu. Mà một cái ma vương thi hài có thể rèn luyện ra kinh khủng dường nào độc, chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền cảm giác có chút da đầu tê dại. Những thứ này, tựa hồ xảy ra chuyện lớn. Ngươi đã lấy được rồi Xích Tiêu Quân truyền thừa. Nhưng vào lúc này, vậy một đạo tiếng trầm thấp vang lên, nhưng là vậy bảy đầu đá lớn pho tượng đang trầm mặc hồi lâu sau đó, rốt cục thì xuất hiện. Nghe vậy, Trần Phi không lên tiếng, Bát Cung Huyền Tháp tự động phiêu bay ra. Cơ tinh thanh âm vậy đi theo từ trong đó truyền ra, bóng người chậm rãi xuất hiện, nhìn xa đối phương, các bạn già, nhiều năm qua như vậy, thật là đa tạ các ngươi. Ha ha, vậy bảy đầu đá lớn pho tượng phóng túng cười một tiếng, giống như là hoàn toàn giải phóng vậy, lên tiếng nói, có thể không phí cơ thống lĩnh ngươi năm đó giao phó, cũng coi là bọn ta vinh hạnh. Cơ tinh thống lĩnh, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Nói đi. Vậy bảy đầu đá lớn pho tượng thân thể cao lớn đột nhiên là đổi được trong suốt đứng lên, từng viên một mảnh vỡ, sát theo là giống như huỳnh quang vậy dụng. Cuối cùng, vậy bảy đầu đá lớn pho tượng toàn đều trở thành hư vô. Tiêu tán không thấy. Mấy trăm năm tới nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, bọn họ cũng coi là giải thoát à. Đi tốt, các bạn già. Cơ tinh thân thể thẳng tắp, sống lưng kiên nghị. Biết là đem vậy bảy đầu đá lớn pho tượng hoàn toàn đưa mắt nhìn tiêu tán. Mới chậm rãi trở lại Bát Cung Huyền Tháp trong. Vèo. Người sau hóa là đúng rồi một đạo bảo quang, trở lại Trần Phi trong tay. Vậy Xích Tiêu Quân, đều ở đây cái này tháp nhỏ bên trong. Bùi Huyền Tình mắt đẹp kinh dị nhìn Bát Cung Huyền Tháp, nàng có thể nhìn ra, cái này tháp nhỏ tuyệt không đơn giản. Không sai, Trần Phi gật đầu một cái, tâm niệm vừa động, lại hỏi, trước những cái kia nhan chân phái người đâu? Làm sao đều không ở? Lúc trước địa cung bên trong truyền tới tin tức, nói có bảo vật tuyệt thế xuất thế, bọn họ không nhẫn nại được, liền rời đi trước. Bùi Huyền Tình nói, bảo vật tuyệt thế xuất thế, Trần Phi hơi biến sắc mặt, thời gian đầu tiên nghĩ tới cơ tinh trong miệng Xích Tiêu Quân quân phù. Bất quá rồi sau đó, liền lại gặp hắn giống như là kịp phản ứng cái gì, nhìn đối phương, cười tủm tỉm nói, có bảo vật tuyệt thế xuất thế, liền nhan chân phái những lão đầu kia đều động tâm. Ngươi tại sao không đi? Nghe vậy Bùi Huyền Tình ngay tức thì vậy tấm tuyệt đẹp mặt đẹp liền hơi ửng đỏ đỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng hừ hừ, không nói lời nào. Hi hi. Trần Phi lập tức cười hắc hắc cười, đưa tay liền đem vậy Bùi Huyền Tình tay nhỏ bé nắm trong tay, hướng vậy cung đi ra ngoài điện. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Ngươi điên rồi, Bùi Huyền Tình lập tức đem Trần Phi ngăn lại. Lo lắng nói, ngươi có biết hay không nơi đó bây giờ có nhiều ít cao thủ lợi hại. Ngươi nếu như xuất hiện, nhất định sẽ thành là nhiều người địch. Nhiều người địch, Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, hai tròng mắt hiện ra vẻ kinh dị, nhẹ giọng nói, bọn họ những tên kia trước để cho ta lãng phí chạy lâu như vậy, bây giờ, cũng nên để cho ta đã qua thu lợi tức chứ. Ngươi yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Nghe đến lời này, Bùi Huyền Tình không nhịn được trong lòng giật một cái, Trần Phi lời này. Không phải là đang nói muốn cùng những cái kia mọi người, khai chiến đi. Bất quá rồi sau đó, nàng nhưng lại nghĩ tới Trần Phi mới vừa lấy được Xích Tiêu Quân truyền thừa.
Người bây giờ đã có thể điều khiển vậy xích tiêu quân tác chiến. Một bên nói như vậy, vậy Bùi Uyển tình mình đều là không nhịn được lại lần nữa hơi hút hút khí lạnh. Bởi vì nàng bây giờ cũng lớn gửi đoán được, cái này một chi tên là xích tiêu quân quân đội, có cường hãn dường nào. Nếu như một ngày kia, Trần Phi có thể đem hoàn toàn nắm trong tay, như vậy thì coi như là nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, cũng biết có thể chống lại chứ. Nhưng vấn đề là coi như vậy, vậy một ngày kia, cũng không phải bây giờ chứ. Chẳng lẽ cái này xích tiêu quân ngủ say lâu như vậy, còn có thể có được năm đó thời kỳ toàn thịnh sức chiến đấu. Cái này không thể nào đi. Dĩ nhiên không thể, Trần Phi lắc đầu một cái, nói yên tâm đi, ta tự có chủ trương, ít nhất ta có thể đem chư hình giết chết, coi như là không đánh lại những người này, trốn, tổng còn là không thành vấn đề chứ. Nghe được cái này Bùi Uyển tình ngược lại là ngớ ngẩn. Đúng là, nếu như Trần Phi thật có thể đem chư hình giết chết, lúc này địa cung ở giữa những người khác, phỏng đoán vậy không ai có thể lưu lại hắn. Chư hình chết ở trên tay ngươi chuyện. Nhớ, dù sao cũng đừng nói lỡ miệng, nếu không, ngươi nói vô cùng nguy hiểm. Có thiên đại tai họa, sát theo lại gặp hắn mặt đẹp ngưng trọng nói. Chư hình là nhan chân phái tương lai hy vọng, bây giờ nhưng chết, không cần nghĩ cũng sẽ biết. Nhan chân phái khi biết liền tin tức này sau sẽ biết bao điên. Lúc này, nếu để cho vậy nhan chân phái biết hung thủ là Trần Phi. Hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Ta biết, Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên. Hắn biết, hắn là theo chư hình cùng nhau tiến vào vậy không gian truyền thừa, cho nên coi như là người thật không phải là hắn giết, cái này ép chậu, vậy tuyệt đối chạy không thoát. Cho nên có thừa nhận hay không nói ra, cũng không quan trọng. Dù sao cái gì đó nhan chân phái ở biết tin tức sau đó, nhất định sẽ tìm hắn phiền toái, một điểm này, không thể nghi ngờ.